Lý Thiên Mệnh tâm lý mang đối cha mẹ không muốn, lại lấy tốc độ nhanh nhất, vọt tới Dạ Lăng Phong bên người. Cùng lúc đó, hắn một bên chạy, một bên nhanh chóng nắm kéo dị độ chi thằng. Nguyên bản ước định cẩn thận một hơi thời gian kéo động một lần, hết thảy kéo động 10 lần, nhưng là cái này thời khắc khẩn cấp, căn bản không có này thời gian. Tuy nhiên thế giới cách nhau, nhưng hắn cùng Huỳnh Hỏa bọn họ, song lại còn có tâm linh cảm ứng, hắn tướng tin chúng nó, có thể hiểu chính mình ý tứ. Quả nhiên, ngay tại Lý Thiên Mệnh kéo đến Dạ Lăng Phong một khắc này, dị độ chi thằng truyền đến to lớn lực đạo. Rất có thể là Lam Hoang quấn lấy dây thừng, trực tiếp chạy. Bên ngoài truyền đến lực đạo, ở cái thế giới này sản sinh biến hóa, cái này kéo dài phía dưới, làm Lý Thiên Mệnh thoát ly huyễn thiên chi cảnh phụ cận phạm vi về sau, chung quanh kỳ quái thế giới, cấp tốc biến ảo, khoảng cách cùng chiều dài cảm giác, lại biến mất. Hắn ngay tại vô hạn tới gần, dị độ ký ức không gian chi môn. Hắn nhịn không được nhìn về phía trước, trước mắt một mảnh hỗn độn, cái gì đều nhìn không thấy. Luân hồi kết giới không có, cái này mang ý nghĩa, ta cũng đã không thể, chủ động đi tìm bọn họ. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Có lẽ, phụ mẫu có hắn sắp xếp của hắn, dưới tình thế cấp bách, bọn họ làm ra loại này lựa chọn, hẳn là không có biện pháp sự tình. Lý Thiên Mệnh chỉ là muốn niệm tình bọn họ, càng muốn biết càng nhiều chân tướng. Nhưng là, hắn lại rất rõ ràng, biết được càng nhiều, ngược lại sẽ để cho mình, đưa thân vào trong nguy hiểm. Muốn có thời gian, có thể nhiều nhàn phiếm vài câu, lôi kéo việc thường ngày, nói chuyện con dâu cái gì, vậy cũng tốt. Làm Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, chính mình sắp trở về thế giới chân thật thời điểm, hắn phát ra dạng này một tiếng cảm khái. Đáng tiếc, cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Dị độ ký ức không gian, còn giống như tại bảo tạc. Trước mắt quang ảnh biến hóa, cuối cùng tạo thành một đôi phu phụ. Bọn họ nắm tay, hướng về phía Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Cái kia hai con mắt bên trong, cất giấu sâu vô cùng yêu mến, phảng phất tại nói cho Lý Thiên Mệnh, để hắn không dùng gánh vác cái gì, khẩn trương cái gì. Bọn họ có thể sống đến bây giờ, tự nhiên có biện pháp của bọn hắn. Có bọn họ hộ giá hộ tống, Lý Thiên Mệnh chỉ cần đi tốt con đường của mình, là có thể. Ông! Huyễn ảnh, biến mất. Lý Thiên Mệnh cái cuối cùng tầm mắt, dừng lại tại nụ cười của bọn hắn bên trong. Quang ảnh lóe lên, đột nhiên biến mất. Hắn kéo lấy Dạ Lăng Phong, trực tiếp lao ra dị độ ký ức không gian chi môn. Tại đi ra quá trình bên trong, trên thân những con nhện kia đồ án, từng mảnh chóc ra, đây càng để Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Ầm ầm, vừa mới đi ra, không thể tưởng tượng sự tình, lại lần nữa phát sinh. Tại một tiếng trong bạo tạc, một cái kia vòng xoáy vậy mà nổ tung, không gian vặn vẹo phá nát, từng đạo màu xanh lam lực lượng, đem khu vực này hoàn toàn phong tỏa. Hẳn là cha mẹ ta, phòng bế đạo này dị độ ký ức không gian chi môn, dùng cái này ngăn cản bên trong đụng phải người, tìm tới tung tích của ta a. Lý Thiên Mệnh tâm lý chắc chắn, đây chính là đáp án. Đã phụ mẫu đều nói, để hắn yên tâm đi lên phía trước, không có còn lại ngoài định mức đặc biệt căn dặn, vậy cũng không cần lo lắng cái gì. Nói thí dụ như, bọn họ cũng không có căn dặn chính mình, không thể lại tiến tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh. Vậy đã nói rõ. Coi như lại tiến trong đó tu luyện, hẳn là sẽ không bị bắt tới. Nhưng nghĩ đến, cái kia huyễn thiên chi cảnh, vậy mà rất có thể là một cái sẽ đổ máu cự thú, Lý Thiên Mệnh liền có chút nói không ra lời. Cha, mẹ, không biết chúng ta một nhà, cái gì thời điểm, mới có thể chân chính đoàn tụ. Kinh lịch lần này, tựa hồ ảo tưởng như vậy, càng thêm xa không thể chạm. Đây là sâu vô cùng bất đắc dĩ. Hắn lại lo lắng phụ mẫu. Lúc này thời điểm đều phải tạm thời để xuống. Bởi vì, hắn còn có hai cái vô cùng chuyện trọng yếu, cần xác định. Đệ nhất, là Dạ Lăng Phong sinh tử, trạng thái. Thứ hai, là Khương Phi Linh tình huống. Dạ Lăng Phong tình huống, Lý Thiên Mệnh tại thời điểm sau khi rút lui, liền đã thấy rõ ràng. Hắn tựa hồ ở vào trạng thái hôn mê, nhưng thân thể còn có sinh sống, có lẽ là mệnh hồn có bị thương, phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Hẳn là sẽ tỉnh lại. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đã thấy, hắn nơi ngực, biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy màu đen, giống như liền trái tim phổi đều không thấy. Cái này khiến hắn có chút rối loạn, nếu như ngay cả ngũ tạng lục phủ đều không có, cái này coi như còn sống sao. Đến mức hồn ma, nó ngược lại là không có chuyện gì. Nó lúc này thời điểm hóa thành ba đầu sáu tay nguyên hình, đem Dạ Lăng Phong nắm trên tay. Nhiều năm không thấy, nó không có thay đổi gì.
rất rõ ràng đó có thể thấy được, nó là một loại nửa thực thể bán linh thể quái vật, so thức thần càng tiếp cận thực thể, linh hồn lực lượng lớn hơn thực thể lực lượng. Thậm chí, có thể đem lý giải thành, một cái có đơn thể thần trí thức thần. Thoát ly dị độ ký ức không gian tử vong vòng xoáy, dựa vào phụ mẫu trợ giúp, rốt cục đem Dạ Lăng Phong, mang ra cái này khủng bố thế giới. Này bằng với, Lý Thiên Mệnh tâm lý đối Dạ Lăng Phong lo lắng, rốt cục có một kết thúc. Chuyện này, xem như viên mãn giải quyết. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hiện ở trong lòng duy nhất sự tình, chỉ còn lại Khương Phi Linh, vĩnh sinh Niết Bàn. Hắn đi ra trong tích tắc, liền thấy huỳnh hỏa bọn họ bốn cái. Duy chỉ có không nhìn thấy Khương Phi Linh. Trong nháy mắt đó, trái tim hung hăng co quắp một chút, toàn thân trên dưới, đều lâm vào rét lạnh bên trong. Linh Nhi đâu? Nếu như không phải giữa bọn hắn, còn có trong cõi u minh tâm linh cảm ứng, để Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, nàng vẫn tồn tại tại cái thế giới này, hắn sợ là muốn tại chỗ sụp đổ. Trước đừng hoảng hốt, chuyện thật tốt. Huỳnh Hỏa liền biết, hắn là cái gì nước tiểu tính. Loại chuyện này, nó cũng lười trêu cợt Lý Thiên Mệnh, liền trực tiếp dùng cái này 6 cái chữ, để Lý Thiên Mệnh triệt để an lòng. Người đâu, Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, người có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, về sau ngươi Linh Nhi, xúc cảm có thể lại khác biệt. Huỳnh Hỏa chậc chậc cười nói. Ta đi mẹ ngươi trái trứng. Lý Thiên Mệnh đưa nó nhấc lên, không dùng Huỳnh Hỏa nói, Tiên Tiên liền đem cái kia một đóa màu xanh trắng hoa, đưa đến Lý Thiên Mệnh trước mắt. Tiên Tiên nhảy đến Lý Thiên Mệnh trong ngực, gào khóc, nói, tiểu Lý Tử, oa. Ngươi không biết chúng ta nhà Linh Nhi có bao nhiêu dũng cảm, oa, quá cảm động. Đi một bên. Lý Thiên Mệnh nắm bắt linh thể của nó, vứt qua một bên, đã đi tới Khương Phi Linh bên người. Hắn biết, đây chính là nàng. Hắn xòe bàn tay ra, đặt ở trên mặt cánh hoa, cảm nhận được là quen thuộc nhiệt độ. Còn cố ý nhảy. Huỳnh Hỏa liền ở một bên. Đem bên này phát sinh sự tình nói một lần. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh thông qua dị độ chi thằng, đại khái đều biết, nàng lần lượt ngưng kết tại cái này sợi dây thừng phía trên, hoàn thành vĩnh sinh Niết Bàn. Bây giờ đến cuối cùng một bước, chỉ cần tại đóa hoa này bên trong trưởng thành, nàng liền có thể vượt qua kiếp nạn, trở lại bên cạnh mình. Lần này, Hy Hoàng tính toán giúp Khương Phi Linh đại ân. Nếu như nàng có thể nhanh một chút trở về, tránh thức thoát thai hoán cốt, như vậy lần này, tuy nhiên đã mất đi luân hồi kết giới, có thể Lý Thiên Mệnh bảo vệ Viêm Hoàng nhân tộc, cứu ra Dạ Lăng Phong, Khương Phi Linh cũng hoàn thành tự mình cứu rỗi, tính toán rất viên mãn. Cơ hồ có thể nói, đại hoạch toàn thắng. Chỉ là, nghĩ đến nàng vì sống sót, biến đến bền bỉ như vậy, Lý Thiên Mệnh lại là vì nàng cao hứng, tâm lý lại là đau lòng. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, phá rồi lại lập ngươi, nhất định sẽ tốt hơn. Hắn chạm đến lấy cái kia cánh hoa. Hắn cảm nhận được Khương Phi Linh nhịp tim. Nàng giống như là đang cùng mình 10 ngón giữ chặt, lắng nghe thanh âm của mình, cùng mình mỉm cười đối mặt. Nàng, sinh trưởng ở Tiên Tiên trên thân. Linh Nhi, ta mang ngươi về nhà. Hắn vỗ nhẹ vài cái cánh hoa nhẹ nhàng rung động, tại đáp lại hắn, nói rõ nàng có thể nghe được chính mình nói chuyện. Tiên Tiên là hắn cộng sinh thú, mới có thể trở về cộng sinh không gian. Lý Thiên Mệnh muốn thử xem. Nàng đã sinh trưởng ở Tiên Tiên trên thân, có thể hay không đi vào chung đâu? Đáp án là, có thể. Điều này nói rõ, Khương Phi Linh cùng Tiên Tiên, tuyệt đối có sâu vô cùng quan hệ. Lại hoặc là nói, là vĩnh sinh thế giới thành chủ cùng khởi nguyên thế giới thụ, có sâu vô cùng quan hệ. Người đã cứu trở về, hoàn toàn không cần thiết ở nơi này lấy. Huỳnh Hỏa bọn họ đều về tới cộng sinh không gian, hồn ma thì ôm lấy Dạ Lăng Phong, vô cùng cảm kích nhìn Lý Thiên Mệnh. Ông nghẹn ngào nuốt, cũng không biết đang nói cái gì. Lý Thiên Mệnh lại kiểm tra một chút Dạ Lăng Phong trạng thái, xác nhận huyết nhục của hắn thân thể không có việc gì, liền để hồn ma theo chính mình, xông ra cái này nguyệt hạch. Bọn họ dọc theo tụ biến kết giới thông đạo, về tới Hy Hoàng Cung. Trời đã sáng. Hằng tinh nguyên bạo phát, cũng kết thúc. Đêm này theo đế sư cái chết bắt đầu, phát sinh quá nhiều chuyện, có thể xương dài đằng đẵng nhất một đêm. Một đêm chiến đấu, tam tộc. Hoàn toàn đi hướng con đường khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, Nguyệt Thần Thiên Thành, thê thê thảm thảm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lý Thiên Mệnh liền một lần cuối cùng, cũng không thấy Hy Hoàng, nàng liền để Khương Phi Linh biến thành cho tàn. Hiện tại Nguyệt Thần tộc, tại bồ đề tàn phá bừa bãi phía dưới, thê thảm có thể nghĩ. Huỳnh Hỏa bọn họ, nói đến Hy Hoàng sau khi chết, bồ đề đi vào sự tình.
hắn khi đó, không có động thủ. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Đoán chừng là bị Linh Nhi dọa sợ, dù sao chúng ta với hắn mà nói, cũng có rất nhiều không biết. Huỳnh Hỏa nói. Hẳn là. Nhưng, Huỳnh Hỏa nói hắn cười qua hai lần. Ngươi cảm thấy, hắn lại bởi vậy để xuống đối với chúng ta cừu hận, chỉ giết Nguyệt thần tộc sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Rất không có khả năng. Lý Thiên Mệnh vẫn là chắc chắn cho rằng, con hàng này nhất định sẽ tìm cơ hội. Trừ phi hắn thật không bằng chính mình, nhận sợ. Dù sao, quỷ thần tộc lại không Nguyệt thần tộc thượng thần ưu thế. Bồ đề thế lực, cùng hắn không kém bao nhiêu. Muốn là đấu không lại, còn muốn cùng mình đấu, vậy liền là tìm cái chết. Hắn nếu là đến tinh tướng thần cảnh, hẳn là sẽ so Hy Hoàng còn mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới chính là, hắn đi chưa được mấy bước, bồ đề ngược lại là ôm lấy Tiểu U, xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn sắc mặt nhu hòa, trên mặt mang hiếm thấy nụ cười, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Đây là hắn lần thứ tư cười. Chúc mừng ngươi, hắn nói. Hẳn là ta chúc mừng ngươi, báo thù rửa hận, Lý Thiên Mệnh nói. Như vậy, cùng vui, bồ đề nói. Muốn không mừng vui gấp bội, lại đem ta giết thôi. Lý Thiên Mệnh đánh giá hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này khí tức nội liếm, muốn đến cao siêu hơn. Nói giỡn, ta cũng không muốn rơi vào cùng Nguyệt Thần Hy, kết quả giống nhau, trên thế giới này, có ít người, xem ra tuổi trẻ, xác thực không thể địch, tỷ như ngươi. Bồ đề ngữ khí, nghe, tựa hồ nghĩ đến thẳng mở. Được, tùy tiện ngươi, gặp lại. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ. Hắn hiện tại trở về Viêm Hoàng Đại Lục, ở nơi đó hắn mạnh nhất, cũng thuận tiện Dạ Lăng Phong cùng Khương Phi Linh tĩnh dưỡng. Coi như cái này bồ đề, có giết người chi tâm, tại Lý Thiên Mệnh địa bàn, hắn lại có thể làm cái gì? Trong một mảnh phế tích, bồ đề ôm lấy Tiểu U, nhìn tận mắt Lý Thiên Mệnh bọn người, bay lên thương thiên, rời đi Nguyệt Chi thần cảnh. Cái kia trống không hai con mắt, chăm chú nhìn rất lâu, thẳng đến xác nhận, Lý Thiên Mệnh rời đi đến. Tiểu U giấu ở phụ thân trong ngực, nàng nháy mắt to, đã có chút nóng nảy, lôi kéo phụ thân vạt áo nói, phụ thân, còn không mau một chút sao? Không thể gấp, đến chờ bọn hắn trở lại Viêm Hoàng, mới là tốt nhất thời cơ. Bồ đề trên mặt mang quỷ quyệt ý cười, đó là một loại, phóng thích, cảm giác, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu U tóc trắng như tuyết. Đứng tại bọn họ vị trí này, phóng tầm mắt nhìn tới, coi như Hy Hoàng tử vong tin tức, còn không có truyền đi. Nguyệt thần tộc đã thê thê lương hoảng sợ, toàn thành đại loạn. Hy Hoàng tại Nguyệt thần tộc tổ tiên tộc trong điện, lưu lại mệnh linh thạch. Tại cái này náo động tình huống dưới, cho đến lúc này, mới có người thấy được nàng mệnh linh thạch vỡ vụn. Bệ hạ, băng hà. Một tiếng rú thảm, giống như là đem ngũ tạng lục phủ đều xé rách một dạng, tại Nguyệt thần thiên thành quanh quẩn. Tin tức này, vô luận thật giả, đều đủ để dẫn phát Nguyệt chi thần cảnh động đất. Nguyệt thần thiên thành là tâm động đất. Trong lúc nhất thời, đây cơ hồ thành nửa cái địa ngục phát sáng chi thành, truyền đến vô số kinh hoàng kêu khóc. Các loại cãi lộn, giận mắng, ồn ào, liên tiếp. Đã từng tự cho là, văn nhã cao quý, Nguyệt thần tộc, bị kéo xuống lồng lẫy ra về sau, xem ra cũng cùng ăn lông ở lỗ người nguyên thủy không sai biệt lắm. Thậm chí, cái này thị tộc, thực chất bên trong cũng là cái tự ti, nhu nhược, vô năng tộc quần. Bồ đề đứng tại trên cung điện, trong ánh mắt, có thật sâu chán ghét cùng khinh thường. Đã mất đi đứng đầu cường giả, Nguyệt thần tộc căn cơ vẫn còn, không đến mức suy sụp. Có thể quần long vô thủ bọn họ, càng ngăn không được tiếp xuống vận rủi. Phụ thân, bọn họ đều phải chết sạch sẽ, thật sao? Tiểu U giống như là một con dã thú nhỏ, ánh mắt dữ tợn nói. Đúng, trong thế giới này người, một cái cũng không thể còn lại, chỉ có dạng này, mới có thể hoàn lại tộc ta. Cái này 20 vạn năm khổ hận. Bồ đề trong mắt màu trắng, cũng bắt đầu tràn ngập tơ máu. Hắn nhìn lấy cái này phá hư, kinh hoàng Nguyệt thần tộc mọi người, khóe miệng hơi hơi câu lên, đó là một tia âm trầm, điên cuồng cười lạnh. Nghe hắn ý tứ, hắn chỗ thống hận, không chỉ là Nguyệt thần tộc, mà chính là cái này Nguyệt chi thần cảnh phía trên, tất cả sinh mệnh. Còn có Viêm Hoàng, còn có, hại chết ca ca, mẫu thân hắn. Tiểu U nhớ tới Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt của nàng cũng có vô hạn dữ tợn. Cái này không quá giống là một cái tiểu cô nương, cần phải có ánh mắt. Khí vận chi tử. Bồ đề ôm chặt trong ngực Tiểu U, quay người quay đầu, hướng về huyết trì mà đi. Hắn rút ra, mộng nguyệt hồn nhận, nói, Tiểu U, thời gian không sai biệt lắm, tiếp đó, đến phiên chúng ta quỷ thần tộc biểu diễn.
Phụ thân, Tiểu U đã không kịp chờ đợi, muốn tận mắt đi xem, người cho ta miêu tả hạo cảnh tượng hoành tráng đây. Tiểu U hưng phấn nói. Sẽ rất chói lọi đi, tựa như là pháo hoa một dạng, chỉ chú ý quang hoa lập lòe, là có thể, không ai lại nhìn chỗ rất nhỏ tội ác. Kết thúc về sau, chúng ta thì có nhà. Chúng ta từ đó lang thang, đi làm người tốt, cả một đời, cũng sẽ không tiếp tục giết một người. Bồ Đề hướng tới nói. Phụ thân, sẽ ở trong nhà của chúng ta, đủ loại cỏ tươi cùng hoa tươi sao? Tiểu U trong mắt, lóe ra ngây thơ chất phác cùng khát vọng, đó mới là nàng khát vọng nhà A. Sẽ. Bồ Đề đã rơi vào bên trong ao máu. Hắn dọc theo tụ biến kết giới thông đạo, từng bước một chìm xuống dưới. Nguyệt tinh nguyên quang mang chiếu dọi tại hắn trơn bóng trên đầu, để mặt của hắn xem ra, tựa như là vặn vẹo, dữ tợn ma quỷ. Hắn biến đến, mặt mũi hung dữ. Có lẽ, đây mới là hắn diện mục thật sự. Chỉ có dùng, va chạm, quang hoa, dùng những cái kia chuộc tội linh hồn, đến rửa sạch sẽ trên người chúng ta, đến từ tổ tiên mỗi một giọt máu, chúng ta mới có thể không có hận, chúng ta mới có thể giải thoát. Bồ Đề không dám nhắm mắt lại. Chỉ cần nhắm mắt lại, toàn thân huyết, đều sẽ hóa thành nguyên một đám tộc nhân, đang cùng hắn kể rõ cả đời thống khổ. Dọc theo thông đạo hướng xuống một đoạn đường này, là hắn nhân sinh bên trong, trọng yếu nhất một đoạn. Hắn cảm giác mình tại phóng tới biển máu, hắn không ngừng chìm xuống, chung quanh tất cả đều là hài cốt, toàn bộ thế giới đều hoàn toàn bị nhuộm thành huyết sắc, bao gồm ánh mắt của hắn, còn có Tiểu U ánh mắt. Phụ thân, ta thật vui vẻ. Tiểu U tóc phù vù bay múa, nàng cũng đang hưởng thụ mùi máu tươi. Nàng không khỏi toát ra ngây thơ, nụ cười thỏa mãn. Nếu như không nhìn nàng tràn đầy tơ máu ánh mắt, vậy nhất định rất tốt đẹp. Đã không có người, có thể ngăn cản chúng ta, đi thực hiện trận này, vĩ đại số mệnh. Tiểu U, đây không phải tội, không phải ác, phụ thân nói cho ngươi, cái này gọi nhân quả, đây là thế giới quỹ tích vận hành. Đã từng phát sinh qua nguyên nhân gây ra, gieo một hạt giống, sớm muộn có một ngày, hạt giống sẽ nở hoa kết trái. Chúng ta thì là quỷ thần tộc hạt giống, hiện tại, muốn nở hoa rồi. Bồ Đề cười nhẹ nói. Sẽ rất xinh đẹp sao? Tiểu U hỏi. Đương nhiên, nào có bông hoa, là không xinh đẹp đâu. Bồ Đề trong hốc mắt, nước mắt ào 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 rơi xuống. Hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất theo Nguyệt Chi thần cảnh trở về, mang về cái kia một đóa hoa tươi. Đó là hắn đời này, lần thứ nhất đưa cho hắn nữ nhân yêu mến hoa tươi. Đáng tiếc, nàng bị đính tại cửa cung phía trên, không có nhận lấy cái kia đóa. Nàng muốn rất nhiều năm lễ vật. Giờ khắc này, trong lòng của hắn có vô số núi lửa đang lăn lộn. Hắn đã đứng ở Nguyệt Hạch Trung ương. Nơi này dị độ ký ức không gian chi môn, đã bị hủy diệt, phong cấm, bốn phía một mảnh vắng vẻ, tựa như không có cái gì. Đứng tại dạng này hư vô thế giới bên trong, Tiểu U theo Bồ Đề trong ngực, thò đầu ra, hiếu kỳ nhìn lấy chung quanh, nói. Phụ thân, tụ biến kết giới cùng, tinh thần thủ hộ kết giới hạch. Đều ở nơi này sao? Đúng, Bồ Đề giơ lên, Mộng Nguyệt hồn nhận, trong này du tẩu, tìm kiếm hắn muốn địa phương, Nguyệt Thần Hy bị chết quá nhanh, quá buồn cười, di ngôn gì đều không có bản giao, thậm chí cũng không kịp, cùng trật tự thiên tộc câu thông, đến trước khi chết, còn đang suy nghĩ lấy nàng đệ bát kiếp. Nàng đột tử, để cho ta vô cùng thuận tiện. Cái kia Lý Thiên Mệnh, căn bản sẽ không biết, chúng ta muốn làm cái gì, đúng không? Tiểu U hỏi. Hắn đương nhiên không biết. Hắn theo Viêm Hoàng mà đến, nhận biết phương diện có tính hạn chế. Tụ biến kết giới thứ này, thực sự hiểu rõ cũng không có nhiều người, đây là một cái tinh thần thế giới căn cơ, liền tinh thần thế giới đại lục, hải dương, đều xây dựng ở tụ biến kết giới trên cơ sở. Tụ biến kết giới, là trật tự tinh không lớn nhất đỉnh cấp cường giả, sáng tạo ra thần tích, viễn siêu ta cùng Hy Hoàng tầng thứ, coi như ta có, Mộng Nguyệt hồn nhận, cái này chìa khóa, cũng chỉ có thể đơn giản thao túng tụ biến kết giới. Thì ta chỉ là một cái tinh tướng thần cảnh, muốn đánh vỡ tụ biến kết giới, đánh cắp Nguyệt Tinh Nguyên, làm sao có thể? Nhất định phải có, xảo diệu biện pháp. Biện pháp này, hắn có. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền đem mục tiêu thiết lập vì, cướp đi Nguyệt Tinh Nguyên, vì 9 tầng địa ngục sử dụng. Ý nghĩ này đối đại đa số người tới nói, đều là buồn cười nói mơ giữa ban ngày. Phụ thân, có nắm chắc không? Tiểu U khẩn trương hỏi. Đương nhiên là có. Bồ Đề dùng Mộng Nguyệt hồn nhận, trong hư không hư điểm. Rất nhanh, hắn đã tìm được vị trí thực sự. Hắn lại lần nữa nhếch môi, cười to. Tiểu U,
có lẽ cái này toàn bộ thế giới trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám can đảm làm loại này chuyện nghịch thiên. Bọn họ sẽ đem hành động như vậy, định nghĩa vì táng tận lương tâm, phát rồ. Nếu như lấy thiện ác kết luận, vậy ta việc cần phải làm, cũng là vũ trụ trong lịch sử, lớn nhất cực kỳ tàn ác ác. Ta chỉ là này đến tầng tinh không một tiểu nhân vật, nhưng là, từ đó về sau, có lẽ liền cái kia trật tự tinh không đại nhân vật, đều sẽ vì ta mà rung động. Có điều, ta nói cho ngươi, chúng ta chỉ là một cái hạt giống, chúng ta chỉ là đi thành tựu nhân quả, cái này đều không trách được chúng ta. Muốn trách, chỉ có thể trách đem chúng ta gieo xuống người. Trong ánh mắt của hắn, hiện ra nồng đậm hận ý, áp lực đáy lòng phẫn nộ, mãnh liệt bạo phát. Cái này thậm chí không thuộc về chính hắn, bởi vì hắn trên thân mỗi một giọt máu, đều giống như hắn. Phụ thân, Tiểu U ủng hộ ngươi, mặc kệ thế nhân như thế nào nhìn ngươi, tại Tiểu U trong mắt, ngươi chính là người tốt nhất. Tiểu U ôm lấy cổ của hắn, nước mắt bầy khắp gương mặt, làm ướt bồ đề vạt áo. Bồ đề lấy bên mặt, vuốt ve đầu của nàng, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Thế mà, làm hắn một kiếm bổ ra một cái lối đi, mở ra nguyệt chi thần cảnh bên trong, trọng yếu nhất hai cái kết giới hạch về sau, hắn trong huyết mạch dữ tợn, hoàn toàn hội tụ trên mặt. Hắn sắp khống chế không nổi, tâm tình của mình. Toàn thân máu tươi đã nóng rực đến sôi trào, những cái kia trăm ngàn đời hận ý, đã theo toàn thân trong lỗ chân lông, như là nhiệt khí một dạng bốc hơi đi ra. Viêm Hoàng, Nguyệt Chi Thần Cảnh. Hắn đem Tiểu U để xuống, giang hai cánh tay, điên cuồng tiếu lên. Ta Bồ Đề, ở đây trưởng khống tụ biến kết giới hạch, khống chế Nguyệt Chi Thần Cảnh, khiến cho vẫn lạc, va chạm Viêm Hoàng Đại Lục. Chỉ có thế giới như thế này đụng nhau, mới có thể đánh vỡ tụ biến kết giới, thả ra thuần túy Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng, vì ta chín tầng địa ngục tụ biến kết giới hấp thu. Sau khi thành công, chúng ta thì có nhà. Hai thế giới hủy diệt. Thành tựu một ngôi nhà. Đây cũng không phải là hắn lâm thời khởi ý quyết định, mà chính là hắn theo trời nguyên chấn ngục trong kết giới, đi ra một khắc này, thì đã làm tốt dự định. Cái này cũng là hắn cấp độ này, mưu toàn cướp đi Nguyệt Tinh Nguyên biện pháp duy nhất. Cho nên, hắn từ vừa mới bắt đầu, muốn báo thù, thì không chỉ là Nguyệt thần tộc, mà chính là cái này hai thế giới phía trên, tất cả sinh linh. Cái này cũng là hắn, không thế nào dây vào Viêm Hoàng Đại Lục nguyên nhân. Bởi vì, sớm muộn cùng nhau thu thập. Để Nguyệt Chi Thần Cảnh dạng này tinh thần thế giới, theo trời vẫn lạc, đụng vào Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên. Tụ biến kết giới một phá, Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng phóng xuất ra, sẽ đem cái này hai thế giới toàn bộ sinh linh, trong nháy mắt chìm ngập, liền cho đều không thừa xuống. Lý Thiên Mệnh nếu là không tránh ra, lựa chọn cùng Viêm Hoàng cùng tồn vong, như vậy, 10.000 cái hắn, đều phải thịt nát xương tan. Ta còn sẽ trực tiếp mở ra. Nguyệt Chi Thần Cảnh, tinh thần thủ hộ kết giới, để người nơi này mua dây buộc mình, vầng trăng này phía trên, một người, cũng đừng nghĩ chạy đi. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, một trận chói lọi pháo hoa nở rộ, hết thảy đi hướng chung kết. Hết thảy tội nghiệt, tại trong lúc nổ tung, thanh tẩy sạch sẽ. Cái này hai thế giới phía trên, mỗi cái sinh linh, cuối cùng đều sẽ chết, ta để bọn hắn, chết bởi một trận không thể tưởng tượng tiêu tan, quá trình rất nhanh, không có bất luận cái gì thống khổ. Có lẽ, cái này cũng là ta nhân từ. Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng phóng thích về sau, coi như 9 tầng địa ngục tụ biến kết giới, chỉ có thể hấp thu một nửa, cũng đầy đủ chúng ta, lang thang mấy trăm ngàn năm. Bồ Đề không có chút nào lo lắng trật tự chi địa. Nơi này là xa xôi chạm gác, chưa bao giờ từng có người, sử dụng tới loại phương thức này, đến đánh vỡ tụ biến kết giới, cướp đoạt Nguyệt Tinh Nguyên. Đây là trật tự tinh không pháp tắc, không có thể tha thứ tội nghiệt. Nhưng, hắn không quan trọng a. Hắn cũng là một cái dân liều mạng. Vô tự thế giới, đó là trật tự tinh không người, không dám đặt chân địa phương, lại là hắn trong huyễn tưởng, an bình quê hương. Phụ thân, có lúc ta sẽ nghĩ, sẽ có hay không có rất nhiều người là người vô tội đâu. Tỷ như Nguyệt Chi Thần Cảnh phía trên những người khác, tỷ như Viêm Hoàng những người trên đại lục, nhưng bây giờ ta không nghĩ như vậy. Muốn nói vô tội, ai cũng là vô tội, thậm chí Nguyệt Thần Tộc đều rất vô tội. Bọn họ đều cùng 20 vạn năm trước tiền bối, không hề có một chút quan hệ. Người nói, gieo bởi vì, liền sẽ nở hoa kết trái, tất cả mọi người không quan hệ thiện ác, bất kể có hay không vô tội, đều là trái cây này một bộ phận. Chúng ta đã nhận lấy khó khăn cùng tội nghiệt, may mắn đạt được chạy trốn cơ hội, nên có thể nắm giữ một cái nhà. Mặc kệ là Nguyệt Chi Thần Cảnh vẫn là Viêm Hoàng,
tất cả những người cản đường, đều cần phải, nhất định phải, hóa thành cho tàn. Tiểu U lôi kéo phụ thân trắng như tuyết trường bào, cái kia một đôi tròng mắt, đã không giống như là vóc đồng. Trong huyết mạch của nàng, cũng có vô số tổ tiên, tại cuồng nhiệt chiếm cứ lấy ánh mắt của nàng. Không có người vô tội, sinh mệnh vốn là một trận tội, không ai có thể trốn qua tử vong số mệnh. Cái này vạn vạn ức sinh linh chết, đều là đã định trước chung kết, ta chỉ là để bọn hắn sớm đi chết, bị chết trực tiếp mà thống khoái, vượt qua sinh lão bệnh tử bộ phận. Đây là vũ trụ ở giữa thưa thất chuyện bình thường, cái gọi là đạo đức, chỉ là mọi người vì tự mình lợi ích lập hạ quy tắc, hắn bản thân không có ý nghĩa. Tiểu U, ngươi chỉ cần nhớ đến, tộc nhân của chúng ta, đồng bào, đều đã về tới 9 tầng địa ngục, mong mỏi cùng trông mong, liền đợi đến chúng ta hai cái, tại 200.000 năm sau, đưa cho tất cả mọi người một cái, thuộc tại chính chúng ta nhà. Bồ Đề dùng giọng ôn nhu nhất nói chuyện. Kỳ thật, hắn cũng không chỉ là đang thuyết phục Tiểu U, càng là đang cùng mình dẫy dụa, chiến đấu. Bởi vì việc hắn muốn làm, chấn thiên hám địa, hắn cần cho mình, một cái viên mãn đáp án. Vậy liền để tất cả cản ở trên đường người, đều đi chết, đi chết. Tiểu U cắn hàm răng thét chói tai vang lên nói, cái kia thanh âm non nớt, vậy mà như thế chói tai. Nàng đã, hoàn toàn cùng Bồ Đề hòa thành một thể. Hai người, tựa như là một người, ảnh hưởng lẫn nhau, cùng đi làm một kiện. Bọn họ cho rằng, đối, sự tình. Cái này 200.000 năm, mỗi một cái sinh ở 9 tầng địa ngục chúng ta, mới là lớn nhất vô tội, chúng ta cái gì cũng không làm, chúng ta dựa vào cái gì có tội. Từ chúng ta chạy thoát ngày nào đó, thì nhất định để cái này một cái tàn khốc vũ trụ, nghe được phẫn nộ của chúng ta. Bọn họ đã hoàn toàn phá vỡ tâm lý chướng ngại. Hai người ý chí, rốt cuộc không thuộc về mình. Bọn họ bước vào kết giới hạch bên trong. Tắm rửa tại phát sáng bên trong. Một lớn một nhỏ, đại thủ lôi kéo tay nhỏ. Quang mang theo bên cạnh của bọn hắn lướt qua, nguyên một đám quỷ thần tộc oán niệm, hóa thành vũ khí, tại trên người của bọn hắn quấn quanh. Bắt đầu. Bước đầu tiên, mở ra tinh thần thủ hộ kết giới, khóa lại tất cả sinh mệnh. Bước thứ hai, để ánh trăng, gia tốc vẫn lạc. Bọn họ đã kích động toàn thân run rẩy. Phụ thân, hôm nay pháo hoa, nhất định nhìn rất đẹp a. Tiểu U tràn ngập hy vọng mà nói. Nguyệt nắng khắp nơi, thế giới hủy diệt. Đẹp mắt, cùng Tiểu U ánh mắt, một dạng đẹp mắt. Bồ Đề mỉm cười nói. Thế nhưng là, Tiểu U trong mắt, tất cả đều là độc xà một dạng tơ máu. Viêm Hoàng Đại Lục, rốt cục trở về. Hết thảy gió êm sóng lặng. Từng tại nơi này tàn phá bừa bãi Nguyệt thần tộc thượng thần, tất cả trốn lui, chạy trở về Nguyệt chi thần cảnh. Bọn họ tự thân khó đảm bảo. Lần này ác mộng, đoán chừng về sau cả đời, cũng không dám lại xuống tới. Trở lại Viêm Hoàng về sau, Lý Thiên Mệnh tùy thời đều có thể, vận dụng chúng sinh lực lượng. Ở chỗ này, hắn rốt cuộc không cần sợ Nguyệt thần tộc, càng không cần sợ Bồ Đề cái kia một đầu độc lang. Nếu là gia hỏa này, còn dám để mắt tới Viêm Hoàng nhân tộc, Lý Thiên Mệnh có chúng sinh tuyến, tùy thời đều có thể tru sát hắn. Lâu dài khẩn trương, đến giờ phút này, rốt cuộc an bình lại. Thượng thần diệt, Dạ Lăng Phong trở về, liền Khương Phi Linh vĩnh sinh Niết Bàn, đều thắng lợi trong tầm mắt. Lý Thiên Mệnh kinh lịch lần này lần, để người ra đầu tê dại khiêu chiến, rốt cục thở dài một hơi. Tính toán thắng chứ. Dạ Lăng Phong còn không có thức tỉnh, Lý Thiên Mệnh liền để hồn ma chiếu cố hắn, Khương Phi Linh thì còn tại tiên tiên trên thân, hấp thụ chất dinh dưỡng trọng sinh. Cũng không biết, Linh Nhi cái gì thời điểm có thể tỉnh lại. Lý Thiên Mệnh cả sửa lại một chút Viêm Hoàng Đại Lục Thiên Mệnh Hoàng Triều sự tình, phân phối rất nhiều tài nguyên tu luyện đi xuống. Tương lai, mỗi người chúng sinh thiên ý, đều có thể đạt được thần của ta ý tẩm bổ, cái này tựa hồ có thể tăng lên bọn họ tu hành thiên phú, nếu là ta có thể làm ra, càng nhiều nguyệt thần tộc truyền thừa thiên hồn, toàn bộ thế giới sinh linh càng mạnh, tương đương với ta càng mạnh. Từ góc độ này phía trên, Lý Thiên Mệnh cho rằng, hắn rất có cần phải, để Viêm Hoàng Đại Lục toàn dân cường thịnh. Đáng tiếc, Viêm Hoàng có nhược điểm chí mạng, cái kia chính là, không có nguyệt tinh nguyên. Việc này lấy không vội vàng được, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tận khả năng đi phúc phận thiên hạ. Tối thiểu nhất, chết tại Viêm Hoàng Đại Lục 150.000 nguyệt thần tộc thượng thần, trên người bọn họ bảo tàng, đã bị Thiên Mệnh Hoàng chiều nuốt. Cái thế giới này, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra, càng nhiều thượng thần. Lý Thải Vi, hẳn là cái kế tiếp. Nàng đã tầng 12 tử kiếp. Thái cực phong trong hồ, bọn họ mấy người đều tại.
nghe Lý Thiên Mệnh nói một lần trước mắt biến hóa, nghe nói Hy Hoàng bị, Tôn Thần, giết chết, bọn họ đều có chút mộng. Như vậy, Nguyệt Thần tộc hẳn là sẽ không lại trêu chọc chúng ta, cái này Bồ Đề, hắn sẽ còn tại Nguyệt Chi Thần cảnh phía trên giết hại a? Lý Thải Vi hỏi. Tuyệt đối sẽ. Còn lại Nguyệt Thần tộc, liền không ai có thể thông báo trật tự thiên tộc phương pháp. Lý Thải Vi hiếu kỳ nói. Ta không rõ lắm, nhưng bọn hắn nhân vật trọng yếu, xác thực chết sạch, hiện ở phía trên một mảnh hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu có người, dẫn tới trật tự chi địa người, sẽ như thế nào? Lý Thải Vi nói. Bồ Đề hẳn là sẽ bị giết, đến mức ta, chỉ cần ta vạch trần Hy Hoàng mục đích, bày ra nhất định thiên phú, hẳn là có thể bảo mệnh. Việc này không tính khó, làm sao đều không bị chết. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh có thập đại thức thần, đối với trật tự thiên tộc tới nói, so Lý Khinh Ngữ tạo thành oanh động còn muốn lớn. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng không nguyện ý bại lộ. Hắn có thể thi triển vạn kiếm thần niệm, cho nên, cũng không có những người khác, biết cái này thập đại thức thần sự tình. Hắn đoán chừng coi như bại lộ 7 cái thức thần, đều có thể bảo vệ tính mạng. Dù sao, trường tranh đấu này, từ đầu tới đuôi, đều là Hy Hoàng tại tác nghiệt. Trật tự thiên tộc chưa chắc sẽ bị kinh động, thật muốn có người xuất hiện, còn phải nhìn là ai. Tối thiểu nhất, hẳn là sẽ không là Hy Hoàng loại này, phát rồ, dùng chúng sinh tánh mạng uy hiếp Lý Thiên Mệnh người. Ta cảm thấy Bồ Đề người này, không có cách nào hòa bình, nhất định phải giải quyết hết. Hắn tiếp tục tại Nguyệt Chi Thần cảnh náo, sớm muộn đều sẽ kinh động trật tự chi địa. Hiện tại Hy Hoàng chết rồi, Nguyệt Thần tộc đối với chúng ta không có uy hiếp, mà cái này Bồ Đề lại là một cái biến số, ta cảm giác hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại, Hy Hoàng chết, chúng ta đều có thể giá họa cho Bồ Đề. Lý Thải Vi nghiêm túc nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, không biết sao hắn khả năng đến tinh tướng thần cảnh, ta chỉ có Thất Diệu Thiên, đoán chừng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có thể lại chờ một đoạn thời gian, nhìn có thể hay không đi lên bắt lấy hắn. Tạm thời chỉ làm cho hắn, lại dày vò một đoạn thời gian, dù sao Viêm Hoàng không có việc gì. Lý Thiên Mệnh nói, cái kia liền không có cách nào. Lý Thải Vi có ý tứ là, nếu như có thể thực hiện, mau chóng giải quyết hết Bồ Đề, để tránh đêm dài lắm mộng. Không biết sao thực lực không cho phép. Bồ Đề vừa chết, Viêm Hoàng đại lục mới tính gối cao không lo. Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể, tự mình tiến về trật tự chi địa, chủ động thoát ly cái này tam tộc vòng xoáy. Coi như chuyện bên này, kinh động đến trật tự thiên tộc, có người xuống tới điều tra, đối mặt một cái liền thượng thần đều không có hạt bụi thế giới, bọn họ cũng không thể đổ sát mức người hiện thân a. Mà lại Lý Thiên Mệnh công khai làm sự tình, đơn giản chỉ là thủ hộ Viêm Hoàng, trật tự chi địa chưa chắc sẽ nhằm vào hắn. Đây là bọn họ nhận biết phương diện, có khả năng chấp hành phương án. Dạ Lăng Phong đều cứu được, thì còn lại một cái Bồ Đề, sao có thể đợi không được đâu. Cục diện bây giờ, so ngay từ đầu, đó là nhẹ nhõm nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh hiện tại liền muốn, chờ lấy Khương Phi Linh trọng sinh, Dạ Lăng Phong thức tỉnh. Trong lòng của hắn tảng đá lớn, mới có thể triệt để xuống. Bước kế tiếp, đi trật tự chi địa, đi hoàn thành nghĩa phụ nhắc nhở, nhìn xem thí nghiệm phẩm đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn xem khẽ nói có mạnh khỏe hay không. So với bị mang lên trật tự chi địa, Lý Thiên Mệnh càng muốn, chính mình đi lên. Như thế mới có thể nắm giữ chủ động, mới tính từ một nơi bí mật gần đó. Đoán chừng bát thánh thiên tinh luân nguyên lực, liền đầy đủ ta leo lên trật tự thiên. Hết thảy sẵn sàng, còn kém một cái bát thánh thiên. Đối với Bồ Đề, hắn cùng Lý Thải Vi thái độ giống nhau, người này nhất định phải giải quyết, không phải vậy, Lý Thiên Mệnh căn bản không đi được trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh đang muốn đi huyễn thiên chi cảnh tu luyện. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Người phát hiện, ánh trăng giống như biến lớn sao. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra dự cảm không hay. Hiện tại là ban ngày, trật tự chi địa, mặt trời, quang mang càng nồng nặc, ánh trăng rất ảm đạm. Có thể không biết vì cái gì, Lý Thiên Mệnh nhìn ra hiện tại ánh trăng, so bình thường thời điểm, lớn 1/4 hai bên. Có a. Thiên viên đạo bọn họ ào ào ngẩng đầu, tập trung nhìn vào. Tựa như là đại một chút a. Đúng a, mà lại tại sao có thể có chính đang lớn lên cảm giác? Chẳng lẽ Nguyệt Chi thần cảnh, còn có thể bành trướng? Bọn họ đều rất nghi hoặc. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Theo thị giác góc độ phía trên nhìn, nó biến lớn, có thể là tại bành trướng, cũng có khả năng, nó tại ở gần chúng ta.
Dịch Tinh Ẩn trịnh trọng nói. Tới gần chúng ta, ánh trăng từ xưa đến nay, thì ở vị trí này, còn có thể động à? Âu Dương Kiếm Vương nói. Giống như thật, còn đang lớn lên. Lý Thải Vi nhíu lại mày ngài, nàng nghĩ nghĩ, nói, nhớ đến lúc trước 9 tầng địa ngục lúc đi ra, còn không phải động. Mà lại trực tiếp chuyển hướng Trầm Uyên chiến trường, thiên mệnh nói 9 tầng địa ngục cũng là đã mất đi Nguyệt Tinh Nguyên Tinh thần thế giới, vậy nói rõ Nguyệt Chi thần cảnh, cũng là có thể động, cụ thể làm sao động, vậy cũng không biết. Đã nó thụ trật tự chi địa quản hạt, trật tự chi địa không cho động, khẳng định không thể động, mấy trăm ngàn năm đều không động tới, hiện tại làm sao đang động. Ta cảm giác, thật giống như tại ở gần, Hiên Viên Đạo đồng dạng nhíu mày. Thiên mệnh, có gì đó quái lạ a, người muốn không đi lên xem một chút. Lý Thải Vi nói, đến cùng là tình huống như thế nào, tới gần liền biết. Trong mắt bọn họ, Lý Thiên Mệnh đang hồi tưởng lấy lúc trước hết thảy biến hóa. Mặc cho hắn có ngày đại sức tưởng tượng, cũng không nghĩ đến, bồ đề to gan lớn mật, hắn mục tiêu chân chính là Nguyệt Tinh Nguyên. Hắn càng không biết, bồ đề mộng tưởng, là nắm giữ một cái tại vô tự thế giới lang thang nhà. Hắn đối tụ biến kết giới không hiểu rõ, nhưng bồ đề hiểu rõ. Hắn cũng không có khả năng biết, Nguyệt Chi thần cảnh đụng tại cái này thiên nhất giới diện đại lục ở bên trên, có thể đem tụ biến kết giới đánh vỡ. Đây chính là bồ đề chắc chắn nhận biết phương diện khác nhau. Lý Thiên Mệnh không có khả năng hiểu những thứ này. Đó là hắn chả không tiếp xúc đến lĩnh vực. Tại cái này trong hỗn loạn, hắn chỉ có thể nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là, nếu như Nguyệt Chi thần cảnh, đến gần vô hạn viêm hoàng, cái kia bản thân nó hấp lực, đều có thể đem chúng ta cái thế giới này, triệt để xé nát a. Đây cũng không phải là 100.000 thượng thần, xuống tới tàn phá bừa bãi sự tình. Đó là viêm hoàng thế giới diệt vong. Người, núi, biển, lịch sử, nhân văn, triệt để hóa thành cho tàn. Có khả năng hay không, là bồ đề hiện tại nắm trong tay Nguyệt Chi thần cảnh di động phương pháp, khống chế lấy Nguyệt Chi thần cảnh, vào tới chúng ta viêm hoàng đại lục, để chúng ta hai cái thế giới đồng quy vô tận, mà hắn trở lại hắn 9 tầng địa ngục đi a. Âu Dương Kiếm Vương não đại động mở đường. Tại bọn họ lúc nói chuyện, Nguyệt Chi thần cảnh còn giống như đang khuếch đại, hiện tại đã có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Chuyện này không có khả năng lắm a, đây tuyệt đối là thiên đạo không cho tiến hành, quá khoa trương, phát rồ đều không cách nào hình dung loại hành vi này. Tối thiểu nhất, Nguyệt Chi thần cảnh phía trên, ngoại trừ Nguyệt thần tộc, những người khác cùng bọn hắn quỷ thần tộc cửu oán, không hề có một chút quan hệ. Dịch Tinh Ẩn lắc đầu nói. Âu Dương Kiếm Vương đưa ra cái quan điểm này, thực sự quá dọa người, đem tại chỗ rất nhiều người, nói đến sắc mặt tái nhợt. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp, biến thái người biến thái. Lý Thải Vi cắn răng nói một câu, thanh âm thoáng có chút phát run. Tại cái này phỏng đoán không có ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh đang muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đi Nguyệt Chi thần cảnh nhìn xem. Không nghĩ tới cách đó không xa, Lâm Tiêu Tiêu ngồi tại thái cổ tà ma trên thân, chạy như bay tới, rơi vào Lý Thiên Mệnh bên người. Nàng thần sắc vô cùng khẩn cấp, vừa đưa ra liền vội vàng nói, Phụ U nói, nhất định là cái kia quỷ thần tộc, cầm tiến tụ biến kết giới hạch chìa khóa. Hắn 9 tầng địa ngục cũng có tụ biến kết giới, cho nên hắn hiểu được trưởng khống chi pháp, hắn đây là muốn khống chế Nguyệt Chi thần cảnh, vào tới viêm hoàng đại lục, lấy đánh vỡ tụ biến kết giới, đem Nguyệt Tinh Nguyên phóng xuất ra, vì 9 tầng địa ngục tụ biến kết giới hấp thu, mục đích của hắn, là chiếm lấy Nguyệt Tinh Nguyên. Thái cổ tà ma lại thế nào hỗn đản, đều là bọn họ trong đám người này, lớn nhất kiến thức người. Dù là nó trí nhớ hỗn loạn, ở trên trời ánh trăng mở rộng tình huống dưới. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn xác định, nó nói lời, tối thiểu có cửu thành độ chính xác. Câu nói này vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Ngươi làm sao không nói sớm a? Huỳnh Hỏa xông ra, nhìn hằm hằm thái cổ tà ma. Sớm nói cái gì a? Ai có thể nghĩ tới cái này một cái tiểu tiểu quỷ thần tộc, một cái ếch xanh dám nuốt một mảnh biển. Va chạm hai thế giới, hủy diệt ngàn tỷ sinh linh loại chuyện này, trật tự tinh không các đại lão cũng không dám làm, sức tưởng tượng của ta chọc thủng trời. Ta cũng không nghĩ đến người này dám làm như vậy a. À. Cho ta 100.000 cái lá gan, ta cũng không dám. Thái cổ tà ma cả giận nói. Việc này bản thân không tính phức tạp, nhưng là tội nghiệt quá nặng, lại phát rồ vũ trụ tội phạm, cũng không dám làm như vậy. Đây không phải trật tự tinh không cường giả truy sát sự tình, mà chính là sợ trời phạt. Trời phạt mang tới chưa chắc là tử vong, mà chính là vĩnh thế đều mài không diệt nổi ác mộng. Thái cổ tà ma sau khi nói xong, tranh thủ thời gian giữ chặt Lâm Tiêu Tiêu, hét lên, Tiêu Tiêu,
đi nhanh một chút, rời đi phiến khu vực này, đừng nói là chúng ta, tại Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng nổ tung, thế giới hủy diệt phía dưới, so với người còn mạnh hơn gấp 1 vạn lần người, đều phải hồn phi phách tán, đây là đụng tới người điên, lại không rút lui mất mạng a. Ta thật sự là phục, cái này địa phương nào, đều là nhân tài. Thái cổ tà ma chu lên, làm đến bầu không khí lâm vào, càng khốc liệt hơn tĩnh mịch bên trong. Mọi người ngẩng đầu, nhìn lên trên trời không ngừng vẫn lạc nguyệt chi thần cảnh, trong mắt chỉ có ngốc trệ cùng tuyệt vọng. Có biện pháp nào, có thể ngăn cản? Tại cái này tĩnh mịch bên trong, Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm thái cổ tà ma hỏi. Hết thảy rõ ràng về sau, hắn ngược lại minh bạch, bồ đề tại sao muốn làm như vậy? Ở trên trời nguyên chấn ngục kết giới phá nát trước đó, đi 9 tầng địa ngục thăm một lần, liền biết. Hắn tuyệt đối là cái cửu hận tụ tập thể, 20 vạn năm oán niệm biến thành. Có thể Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ đến, hắn sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Ngăn cản, có thể làm sao, xông đi lên đem Nguyệt Chi Thần Cảnh đẩy ra a. Đại ca, đó là một cái tinh thần thế giới, không phải tiểu bì cầu. Rất rõ ràng, cái kia trật tự chi địa, căn vốn không thế nào coi trọng cái này Nguyệt Chi Thần Cảnh, vầng trăng này đã động. Đã nói lên bọn họ đối với cái này cũng không có gì phòng ngự biện pháp, hoàn toàn không ngăn cản được, chỉ có thể đào mệnh. Thái cổ tà ma đã luống cuống, vội vàng đi kéo Lâm Tiêu Tiêu, kết quả Lâm Tiêu Tiêu trực tiếp tới sắc vi huyết chú, lại nói chuyện với nó, muốn a, nghĩ biện pháp. Ô ô, sắc vi huyết chú vừa ra, thái cổ tà ma oa oa quái khiếu, nó chỉ có thể than thở, nói, thật không có cách, trừ phi lúc này thời điểm, người có thể vò tới Nguyệt Hạch đi, đem hắn giết. Ta đoán chừng suy nghĩ một chút, còn có thể ổn định vầng trăng này vẫn lạc. Nhưng rất rõ ràng, hắn nhất định sẽ mở ra tinh thần thủ hộ kết giới, ngăn cản ngươi đi lên, lấy Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng trèo chống tinh thần thủ hộ kết giới, coi như ngươi là trộm thiên nhất tộc, ngươi đều khó có khả năng thời gian ngắn đi vào, nói cách khác, không có thời gian a đại ca. Thái cổ tà ma mỗi một câu, đều tại làm sâu sắc lấy mọi người trong lòng tuyệt vọng. Không có việc gì, chỉ cần từ bỏ cái thế giới này. Các ngươi cái này một tiểu quần người, hiện tại chạy còn kịp, tin tưởng ta, đi theo ta cước bộ, các ngươi một cái đều không chết được. Thái cổ tà ma gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Thế mà, ai có thể chạy trốn tới nơi xa, tận mắt đi xem cái này hai thế giới, hóa thành cho tàn đâu. Chỉ sống sót mấy người, gọi là còn sống sao. Lý Thiên Mệnh người thân, các bằng hữu, sư tôn của hắn, ngoại công của hắn, nãi nãi, đều còn ở cái thế giới này. Ong ong ong. Lúc này thời điểm, Nguyệt Chi Thần Cảnh xem ra, đường kính đã đạt đến 40 cm, hơn nữa còn đang khuếch đại. Đã có thể nghe được, bởi vì nó di động, sinh ra to lớn tiếng gầm, đụng vào Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, dẫn đến sơn hà nứt toác, biển cả lăn lộn. Vô số điểu thú trùng ngư, kinh hoàng chạy trốn. Bọn họ làm là sinh linh, đã dự cảm được ngày tận thế buông xuống. Rầm rầm rầm. Có lẽ mỗi người đều đã ý thức được tử vong phủ xuống, cho nên Lý Thiên Mệnh chúng sinh đường trên, truyền đến ước vạn rên rỉ. Lần lượt cố tìm đường sống trong chỗ chết, mới có thời khắc này an bình. Nhưng là, 200.000 năm trước, một lần so đồ sát toàn tộc còn tàn khốc hơn phong cấm, triệt để đem 200.000 năm sau Viêm Hoàng Đại Lục, đẩy hướng diệt vong thâm uyên. Thế mà, Hiên Viên Đại Đế sai lầm rồi sao? Cũng không có. Hắn giết không hết áp bách nhân tộc quỷ thần. Hắn chỉ có thể phong cấm, mới có thể vì nhân tộc, cầu được sinh tồn con đường. Đến hôm nay, hết thảy nhân quả, đặt ở Lý Thiên Mệnh trên đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thông qua chúng sinh tuyến, cái này hạt bụi thế giới tất cả nhân tộc, vận mệnh chung liền. Giờ khắc này, ước vạn người cùng cộng sinh thú, ngẩng đầu, tận mắt liền có thể nhìn đến, trên trời ánh trăng, biến lớn, vẫn lạc. Làm cái này Nguyệt Chi Thần Cảnh đường kính, đạt tới 1 mét thời điểm. Cơ hồ nói rõ, nó cùng Viêm Hoàng Đại Lục khoảng cách, đã rút ngắn một nửa. Chờ nó tránh thức đến Viêm Hoàng Đại Lục trên không thời điểm, cái này mặt trăng, sẽ đem Viêm Hoàng Đại Lục bầu trời đều cho nuốt mất. Khi đó, đứng tại Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, cơ hồ đều có thể trông thấy Nguyệt Chi Thần Cảnh phía trên thành trì. Đây là Viêm Hoàng lịch sử 100 vạn năm, cũng không từng có người, dám nghĩ giống như qua hình ảnh. Bởi vì khoảng cách cùng thị giác quan hệ, vầng trăng này biến lớn tốc độ, sẽ càng lúc càng nhanh. Nguyệt Chi Thần Cảnh bản thân dẫn lực, thật lớn như thế, có lẽ tại cả hai va chạm trước đó, chúng ta thế giới này chúng sinh, đều sẽ trước bị xé nứt. Bồ đề đủ hung ác,
nhất định sẽ trước khi va chạm trong nháy mắt, triệt tiêu tinh thần thủ hộ kết giới, để hai thế giới trực tiếp tiếp xúc. Lý Thiên Mệnh chung quanh những người này, cũng coi như thấy qua việc đời, có thể đối mặt ánh trăng vẫn lạc loại này nghịch thiên tội nghiệt, tại chỗ mỗi người, cơ hồ đều một mặt đau thương. Bọn họ ánh mắt trống rỗng, não tử cơ hồ trống không, toàn thân hoàn toàn rét lạnh, dường như thân thể đã không thuộc về mình. Vượt qua nguyệt thần tộc chi kiếp khó, Viêm Hoàng vừa mới có khởi sắc, nhưng trong nháy mắt đưa tới không thể cứu vãn tận thế. Quá tàn khốc, rất nhiều người nước mắt bi thống, nhịn không được xôn xao rơi xuống. Đi mau, đi mau. Thái cổ tà ma vô cùng hoảng sợ. Nó biết Lâm Tiêu Tiêu là thẳng thắn người, liền sợ nàng không chịu rời đi. Đây là nhà của ta có thể đi nơi nào? Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt đỏ thẫm, hỏi lại nó. Nhà có thể không, người không thể chết a. Thái cổ tà ma sụp đổ nói. Chính người đi thôi, gặp lại, người giải thoát rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thái cổ tà ma khóc không ra nước mắt. Muốn là Lâm Tiêu Tiêu không có, nó cộng sinh hệ thống tu luyện sụp đổ, nó sẽ không có kết quả tử tế. Tiêu Tiêu, đừng để nó đi. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói một câu. Hắn là nhân hoàng, là người đáng tin cậy. Tại cái này diệt thế tai nạn buông xuống thời khắc, không chỉ là những người ở chỗ này, còn có tất cả chúng sinh đường trên tộc nhân, đều muốn tất cả hy vọng, ký thác ở trên người hắn. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi, ngươi có tư cách gì, để ta và ngươi cùng một chỗ chịu chết. Thái cổ tà ma vốn định bỏ chạy tới, lại làm cho Lý Thiên Mệnh một câu khóa kín tại cái này, nhất thời thẹn quá hóa giận. Nó chừng lấy Lý Thiên Mệnh, nói, chính ngươi đều muốn chạy a. Thế nhưng là ngươi là thủ lĩnh, ngươi không thể cõng vứt bỏ ngươi người thiết lập, vậy thì cùng cái này hai thế giới cùng một chỗ hủy diệt, khắc dựng vào Tiêu Tiêu cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết, nàng không nợ các ngươi. Tại bọn họ lúc nói chuyện, Nguyệt Chi thần cảnh còn trên bầu trời mở rộng. Ngươi có thể xông đi lên, thử một chút ngươi có thể hay không chịu nổi ánh trăng vẫn lạc a. Thật sự cho rằng ngươi nhiều năng lực, cái gì đều có thể đỉnh a. Ngươi chịu đựng được sao ngươi? Thái cổ tà ma nghiến răng nghiến lợi nói. Im miệng. Lâm Tiêu Tiêu ngăn tại trước mặt nó, không cho nó tiếp tục nổi điên. Kỳ thật thái cổ tà ma những lời này, đối Lý Thiên Mệnh trùng kích vẫn là thật lớn. Chịu đựng được sao? Đụng tới bồ đề dạng này người, trước mắt dạng này nguy cơ, muốn phải sống, thực sự quá khó khăn. Có thể nếu như vậy, cũng không có xáo trộn Lý Thiên Mệnh trái tim. Hắn cũng không có trực tiếp đi Nguyệt Chi thần cảnh. Giống như thái cổ tà ma nói, căn bản không có thời gian này. Cho nên, hắn tại nguy nan buông xuống thời điểm, nỗ lực duy trì bình tĩnh tỉnh táo, đem tất cả tâm thần, đắm chìm trong cùng Khương Phi Linh câu thông bên trong. Đại nạn sắp tới, nếu là ngay cả ta đều không tỉnh táo, mất đi phân tắc, vậy liền triệt để xong. Cho nên, hắn tùy ý thái cổ tà ma loạn gào. Linh Nhi, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ngươi có thể nghe được, ta hiện tại cần ngươi. Tòng Nguyệt Hạch trở về, cùng thành một đóa hoa nàng gặp mặt. Lý Thiên Mệnh đụng chạm cái kia cánh hoa, cùng nàng lúc nói chuyện, đều có thể cảm nhận được nàng đáp lại. Hắn đưa bàn tay đặt ở trên mặt cánh hoa thời điểm, tựa như là 10 ngón giữ chặt. Mà giờ khắc này, tự đại khó phát sinh bắt đầu, hắn liền bắt đầu kêu gọi Khương Phi Linh. Linh Nhi, nếu như ngươi có thể nghe được ta, ngươi thì lập tức đối Tiểu U thi triển linh tâm chú. Mau chóng, nhất định muốn mau chóng. Không nên lưu tình, không nên khách khí. Quỷ thần hoàng tộc có hai cái trái tim, lần trước để bồ đề giúp thời điểm bận rộn, Lý Thiên Mệnh chính là vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, lưu lại một cái trái tim linh tâm chú. Đây là hắn đối bồ đề bản năng phòng bị. Chỉ là thế sự khó liệu, ai biết Khương Phi Linh hiện tại, sẽ trở thành một đóa hoa. Nàng đến cùng có thể hay không, nghe được mình. Thành một đóa hoa nàng, có hay không còn có thể thi triển linh tâm chú. Đây hết thảy, đều là ẩn số. Linh tâm chú thật muốn phát tác, hiệu quả khẳng định so đế quân kiếm ngục tốt. Đế quân kiếm ngục chỉ có thể giết người, linh tâm chú lại có thể khiến người ta bị thống khổ tra tấn. Cái kia ngược lại là một loại, càng mạnh mẽ hơn uy hiếp. Linh Nhi, mọi người chỉ nhìn Lý Thiên Mệnh ngây người tại chỗ, còn tưởng rằng hắn cũng đã mất đi đối kháng dũng khí. Bọn họ lại không biết, tại Lý Thiên Mệnh kêu gọi phía dưới, cộng sinh không gian bên trong. Tiên tiên trên thân cái kia một đóa màu xanh trắng nụ hoa, có một ít gợn sóng chấn động. Trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh tại cánh hoa hoa văn bên trong, thấy được mặt của nàng. Điều này nói rõ,
nàng cũng không có tránh thức ngủ say. Nàng chỉ là tại Niết Bàn, nàng biết bên ngoài hết thảy. Như vậy, nàng có thể không thể thay đổi. Linh tâm chú sẽ hay không phát tác, Lý Thiên Mệnh nhìn bên này không đến. Nhưng, nếu như Tiểu U sống không bằng chết, hắn tin tưởng Bồ Đề sẽ có biến hóa. Hắn ái nữ như mệnh, hy vọng Tiểu U mệnh, làm cho hắn chân quý ngàn tỷ sinh dân mệnh đi. Mỗi người đều có cảm tình, đều có chỗ thích người, không chỉ là hắn. Bồ Đề vẫn luôn có cái này, nhược điểm. Nếu như không phải hắn hành động hôm nay, thực sự tội nghiệt, Lý Thiên Mệnh sẽ không đối một cái tiểu cô nương ác như vậy. Khương Phi Linh đã có đáp lại, tiếp đó, thì nhìn Linh Tâm Chú. Hắn ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn lấy cái kia ngay tại vẫn lạc nguyệt chi thần cảnh. Một hơi, hai hơi, thời gian ba cái hô hấp đi qua. Giống như không động, không có tiếp tục mở rộng. Đúng a, một hồi này giống như dừng lại. Tình huống như thế nào? Càng ngày càng nhiều người, quan sát được nguyệt chi thần cảnh mới biến hóa. Ánh trăng, đình chỉ vẫn lạc. Giải quyết, Bồ Đề lương tâm phát hiện. Rất không có khả năng, có lẽ là đang trêu đùa chúng ta. Hoặc là hắn đang nghỉ ngơi, bất quá, khả năng này lại là thiên mệnh lên mặt trăng đi tìm hắn cơ hội. Trong lúc nhất thời, mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Không hề nghi ngờ, linh tâm chú thành công. Cộng sinh không gian bên trong, cái kia một đóa hoa còn đang kéo dài sinh ra gợn sóng. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, nằm trong loại trạng thái này Khương Phi Linh, có thể kiên trì tới khi nào. Cho nên, hắn nhất định phải ngay lập tức đi đến Bồ Đề trước mắt. Đi tự mình uy hiếp hắn, triệt để ngăn cản hắn phạm phải tội nghiệt. Tiêu Tiêu, mang lên nó, cùng ta cùng tiến lên đi. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Được, Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Thái cổ tà ma trợn tròn mắt, nói, không có khả năng a, người này mới đều bắt đầu, làm sao lại dừng lại. Lương tâm phát hiện, chớ nói nhảm nhiều như vậy, Lâm Tiêu Tiêu nói. Được, đã có chuyển cơ, thì cùng các ngươi mạo hiểm một lần. Nếu như Lý Thiên Mệnh chuyến này thất bại, tại chỗ trừ hắn cùng Lâm Tiêu Tiêu, một cái thượng thần đều không có, ngắn như vậy thời gian, ai cũng chạy không được, Lý Thiên Mệnh thì bất quá nhiều bàn giao. Hắn để hồn ma mang theo Dạ Lăng Phong. Nhìn phải chăng có thể tránh trước tránh sang nơi xa đi, về sau liền mang theo Lâm Tiêu Tiêu một phần ngút trời. Bọn họ ngồi tại Miêu Miêu trên thân, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về biến tới gần Nguyệt Chi Thần cảnh phóng đi. Vù vù, cuồng phong gào thét, thổi qua bên tai. Cộng sinh không gian bên trong, linh tâm chú còn đang thi triển. Cái kia chôn ở tiểu u trên người hạt giống, ngay tại mọc rễ nảy mầm. Thế mà, Bồ Đề phát rồ tới trình độ nào? Vì thực hiện giấc mộng của hắn cùng số mệnh, hắn có thể hay không cùng Hy Hoàng một dạng, liền đế sư đều có thể từ bỏ, đó còn là một ẩn số. Trên người hắn, gánh chịu quỷ thần tộc 20 vạn năm oán hận. Nếu như Tiểu U thành hắn cản đường người, hắn sẽ giết Tiểu U sao? Một khi Tiểu U bỏ mình, Lý Thiên Mệnh không còn thủ đoạn nữa, có thể ngăn cản Bồ Đề. Chỉ có thể hy vọng, trên người của ngươi, ngoại trừ oán hận bên ngoài, còn có thể giữ lại sau cùng một tia nhân tính. Tiểu U là hắn chí thân, là Bồ Đề trên thế giới này, duy nhất nhiệt độ. Là lựa chọn điên cuồng, vẫn là lựa chọn nữ nhi. Lý Thiên Mệnh không có loại này hận, cho nên hắn nhất định chọn chí thân. Nhưng là, Bồ Đề thì không nhất định. Tối thiểu nhất, tại, nhược điểm chi chiến, bên trong, Hy Hoàng không chút do dự, lựa chọn hận. Đây là rất khéo léo một việc. Hắn, Hy Hoàng, Bồ Đề, đều đứng trước qua lựa chọn tương đương. Hắn cùng Hy Hoàng đi con đường ngược lại. Hiện tại, còn lại Bồ Đề. Nguyệt Chi Thần Cảnh, Nguyệt Hạch. Một cái màu sáng lóng lánh kết giới, bao vây lấy tụ biến kết giới cùng tinh thần thủ hộ kết giới song trọng kết giới hạch, xuất hiện tại Nguyệt Hạch nơi hẻo lánh vị trí. Quang mang kia lập lòe trong thế giới, Bồ Đề hai tay biến hóa, chính thao tác Nguyệt Chi Thần Cảnh vẫn lạc. Quang mang càng đựng, cặp mắt của hắn càng là tỏa sáng, ánh mắt càng là vặn vẹo. Bây giờ Nguyệt Chi Thần Cảnh đã rơi xuống đến vị trí nào, cái này người của hai thế giới, kinh hoàng tới trình độ nào, hắn đều tâm lý nắm chắc. Hắn mở ra Nguyệt Chi Thần Cảnh tốc độ nhanh nhất, hoàn toàn từ bỏ chống cự thiên nhất giới diện sức hấp dẫn, dẫn đến ánh trăng vẫn lạc tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn nhịn không được cười to, cười như điên. Tiểu U thì đứng ở bên cạnh hắn, theo phụ thân cùng một chỗ cười, ánh mắt híp lại, giống như là một cái búp bê. Đúng vào lúc này. Nàng bỗng nhiên hét thảm một tiếng, ngã lăn nằm dạp trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy,
ngón tay run rẩy kịch liệt, che ngực, phát ra ô ô tiếng khóc. Linh tâm chú phát tác, cấp tốc theo trái tim tuôn hướng toàn thân. Nàng ngũ tạng lục phủ, gân cốt huyết nhục, toàn bộ chúng chiêu. Thì trong chớp nhoáng này, nàng xem ra ngay lúc đó Huy Dạ Thi, thê thảm hơn nhiều. Cái kia gào thảm thanh âm, quả thực tê tâm liệt phế. Bồ đề còn đang vì tiếp xuống chói lọi pháo hoa mà cười to, hắn thậm chí ngay từ đầu, đều không nghe thấy tiểu u tiếng khóc. Chờ hắn ngạc nhiên quay đầu, nhìn đến nữ nhi lăn lộn đầy đất, thê thảm co rút thời điểm, hắn cả khuôn mặt đều khẽ nhăn một cái, hai tay đứng im ở giữa không trung, trong lúc nhất thời giống cái kẻ ngu một dạng, ánh mắt trực tiếp ngốc trệ. Phụ thân, cứu ta! Ô ô! Tiểu u đã dùng hết thảy khí lực, hướng về phương hướng của hắn bỏ sát. Trong quá trình này, từng cái trắng như tuyết như sợi tóc một dạng thảo đằng, theo làn da của nàng bên trong đâm xuyên đi ra. Bao quát tai mắt mũi miệng, đều tràn đầy vết máu. Cái này khiến dáng dấp của nàng, xem ra thê thảm mà khủng bố. Cái kia quả thực chính là trên thế giới, thê thảm nhất hình ảnh. Mặc kệ là sắc vi huyết chú vẫn là linh tâm chú, đều chứng minh vĩnh sinh thế giới thành chủ, không phải một cái dễ trêu nhân vật. Ây! Bồ đề cảm giác, hắn toàn thân đều bị xé nứt. Tiểu u! Hắn gào rú một tiếng, để tay xuống bên trong hết thảy, quỳ trên mặt đất, đem tiểu u bế lên. Nhìn đến mặt mũi của nàng bên trong, viết đầy sợ hãi thật sâu, thấy được nàng thảm trạng như vậy, bồ đề trong lòng đau đến cơ hồ ngạt thở. Hắn như thế nào lại không biết? Đây là Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh thủ đoạn. Vẫn là loại kia nguyền rủa. Bồ đề nhìn tận mắt Khương Phi Linh giải trừ nguyền rủa. Chỉ tiếc, ai bảo bọn họ có hai cái trái tim đâu. Rõ ràng đã giải trừ nguyền rủa, bây giờ lại kịch liệt phát tác, để tiểu u trực tiếp sống không bằng chết. Bị ổi, bị ổi. Hắn cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia như bạch ngọc trên đầu, hiện lên ra từng cái tráng kiện gân xanh. Để bộ dáng của hắn biến đến vạn phần dữ tợn. Lý Thiên Mệnh, bồ đề hô lên cái tên này, cơ hồ đem tâm phổi đều cho thiêu nổ. Tiểu u thời khắc này thảm trạng, để hắn mắt khóe mắt tận nứt. Càng làm cho hắn tức giận là, linh tâm chú tiếp tục phát tác, tiểu u sẽ không chết, trên người của nàng, mọc đầy vô số sợi tóc một dạng cỏ tươi. Những thứ này thảo tại trong thân thể của nàng răng khắp nơi, mỗi thời mỗi khắc, đều là đau đến không muốn sống. Phụ thân, ta thật là sợ, ta thật là đau. Tiểu u không có cách nào ngất đi, nàng đã dùng hết thảy khí lực, ôm lấy bồ đề cổ. Không sợ, có ta ở đây, không sợ. Bồ đề tâm như lửa thiêu, tại cái này thảm liệt thời khắc, hắn ôm lấy tiểu u. Không có hắn trưởng khống kết giới hạch, nguyệt chi thần cảnh chìm xuống tạm thời đình chỉ. Ta đã ngừng, hắn còn không ngừng. Mắt thấy tiểu u tê tâm liệt phế, bồ đề trong mắt máu và nước mắt. Đều đã chảy ra. Hắn thất kinh, lại chỉ có thể ôm lấy nữ nhi, căn bản kéo không rơi trên người nàng linh tâm chú. Hắn sẽ tiến đến, sẽ ngăn cản ta. Nghĩ tới đây, bồ đề tâm tình hỗn loạn mà nổ tung. Hắn lần trước như vậy phối hợp, chính là vì để tiểu u an toàn. Thật không nghĩ đến, cái này viêm hoàng nhân tộc Lý Thiên Mệnh, vẫn là cho mình lưu lại một chiêu. Một chiêu này, đủ để hủy đi bồ đề chăm chú kế hoạch hết thảy. Phía dưới có người tiến công tinh thần thủ hộ kết giới, hẳn là hắn. Bồ đề nhắm mắt lại, giờ khắc này, hắn giữ tợn cùng ma chướng, như thủy triều xuống một dạng biến mất. Chỉ có trong ngực tiểu u thê thảm, chiếm cứ tất cả nội tâm. Cái này khiến hắn quên đi huyết dịch sôi trào, hung hăng quăng chính mình hai cái bàn tay. Nhanh, nhanh! Hắn vội vàng cho Lý Thiên Mệnh, mở ra một cái lối đi, để hắn có thể tiến đến, tìm kiếm mình. Cha! Ngươi muốn làm gì? Tiểu u một bên thút thít, một bên hỏi. Ngoan, nhịn thêm một chút liền tốt. Bồ đề ôm lấy nàng, không ngừng an ủi. Hắn hiện tại, cùng vừa mới hắn, hoàn toàn là hai thái cực. Vừa mới chính là hắn, như là ma quỷ, phát rồ, hắn hiện tại, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận, thống hận cùng phẫn nộ, còn có. Khuất phục. Tiểu u tại bị tra tấn, tim của hắn cũng thế. Cái này trong lúc nhất thời, cả tộc oán hận. Tựa như là bị hiện thực lạnh đóng băng lại. Hắn ôm thật chặt tiểu u, thậm chí gấp đến độ khóc thành tiếng. Dáng dấp thê thảm kia, hoàn toàn cùng vừa rồi tưởng như hai người. Hắn chỉ có thể chờ đợi Lý Thiên Mệnh đến. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, đi vào trước mắt hắn. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, thông trên đường,
một cái thiếu niên tóc trắng đột nhiên vọt vào. Cái kia một đôi kim hai mắt màu đen, đột nhiên khóa chặt khóc ròng ròng Bồ Đề. Ngươi! Lý Thiên Mệnh vừa hô lên một chữ này, Bồ Đề lau đi nước mắt, tại chỗ hướng về phía Lý Thiên Mệnh quỳ xuống, trực tiếp dập đầu nói, đừng nói nữa, ta sai rồi, chỉ cần ngươi giải trừ nguyền rủa, ta lập tức để Nguyệt Chi thần cảnh trở lại vị trí cũ, van cầu ngươi, trước đừng để nàng như thế đau đi. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Hắn đến thời điểm, lo lắng nhất chính là, Bồ Đề làm cùng Hy Hoàng một dạng lựa chọn. Trực tiếp quăng ra yêu nhất. Đi thực hiện số mạng của hắn, đi báo cái này 20 vạn năm thù. Nhưng, Bồ Đề cùng hắn suy nghĩ ngược lại, hắn hoàn toàn sợ. Ta đã mất đi quá nhiều, ta không thể lại mất đi Tiểu U, nếu như không có nàng, nhà cũng không có ý nghĩa, thỉnh cầu ngươi thả qua nàng đi. Bồ Đề tiếp tục dập đầu. Hắn hai mắt rưng rưng, tình chân ý thiết. Chút thời gian trước, Hy Hoàng cho Lý Thiên Mệnh lên bài học, cái này khiến Lý Thiên Mệnh, hôm nay rất khó tin tưởng loại kết quả này. May mắn lúc này thời điểm, Nguyệt Chi thần cảnh không động, hắn đổ là có thể tỉnh táo suy nghĩ. Chỉ có thể tạm dừng phát tác, người hôm nay cho ta tới một chiêu như vậy, cái này nguyền rủa, người cả một đời cũng đừng nghĩ giải khai, không nói những cái khác, trước hết để cho Nguyệt Chi thần cảnh trở về. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Vâng, là. Bồ Đề thấp hèn khẽ gật đầu. Khương Phi Linh hẳn là có thể nghe được, đối thoại của bọn họ. Cho đến lúc này, Tiểu U trên người linh tâm chú, vừa rồi đình chỉ tàn phá bừa bãi. Lúc này thời điểm nàng toàn thân đều là vết máu, kêu thảm cùng co rút vừa mới đình chỉ, cái kia ấu tiểu thân thể, nằm tại Bồ Đề trong ngực, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn đã trải qua một trận đáng sợ ác mộng. Ô ô, Bồ Đề triệt để sợ, hắn ôm thật chặt Tiểu U. Ngăn không được khóc giống lên. Phụ thân, không khóc. Tiểu U thanh âm suy yếu, nàng dùng hết toàn lực, giơ tay lên, giúp Bồ Đề lau đi nước mắt. Bồ Đề khẳng định minh bạch, Lý Thiên Mệnh bắt đầu từ đó, không có khả năng giúp Tiểu U bỏ đi linh tâm chú. Đây là Bồ Đề, nhược điểm, vì không cho người này tắc nghiệt, hắn phải chết chết đè lại thanh này chuôi. Này bằng với nói đúng là, chỉ cần Bồ Đề yêu nữ nhi của hắn, vậy hắn đời này, đều mơ tưởng thoát ly Lý Thiên Mệnh trưởng khống. Hắn thời khắc này biểu hiện, liền đã nói rõ, hắn tuyệt đối nhất định phải thua. Nhanh đi! Bồ Đề có thể tự mình để Nguyệt Chi thần cảnh trở về vị trí cũ, Lý Thiên Mệnh thì không cho thái cổ tà ma giày vò. Hắn không lo lắng Bồ Đề dở trò quỷ. Nếu như hắn muốn dở trò quỷ, cũng không cần phải để Nguyệt Chi thần cảnh dừng lại. Càng không cần thiết, để Lý Thiên Mệnh tiến đến quấy nhiễu hắn. Có ít người thích, là thật là giả, biểu diễn không được. Ánh mắt, là lớn nhất không có cách nào che giấu. Giống như Lý Thiên Mệnh chỗ nghĩ như vậy, Bồ Đề run run rẩy rẩy đứng dậy, trở lại kết giới đang xét duyệt. Hắn một chút phản kháng ý nghĩ đều không có, trực tiếp điều khiển Nguyệt Chi thần cảnh đi lên. Điều này nói rõ hắn làm ra lựa chọn, đã triệt để từ bỏ. Kết thúc về sau, Mộng Nguyệt Hồn nhận cho ta, Lý Thiên Mệnh nói. Đến lúc đó ngươi tự vận đi. Làm bổ khuyết, ta sẽ triệt để cho Tiểu U trừ rơi linh tâm chú, cũng sẽ để 1 tỷ quỷ thần, từ đó tại Trầm Uyên chiến trường sinh tồn. Gặp Bồ Đề cúi đầu không nói, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nói tiếp. Kỳ thật con người của ta thẳng đơn giản, ngươi nếu là không giày vò ta, thật, ta tuyệt đối sẽ không giày vò ngươi. Liên quan tới ngươi nhi tử cùng thê tử ngươi, cái chết của bọn hắn, cũng đều là các ngươi cho ta áp bách, để cho ta không thể không giết. Nếu không... ta cùng Viêm Hoàng nhân tộc, đều không sinh lộ. Bồ Đề hít sâu một hơi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu U, cắn răng, nói, tốt, ta tự vận, ta kết thúc. Hắn thuần phục quá nhanh quá triệt để, ngược lại làm cho Lý Thiên Mệnh, có chút không xác định. Là thật à? Hắn thậm chí đều đang hoài nghi. Chỉ là Nguyệt Chi thần cảnh, đúng là đi lên à? Các ngươi cái kia nguyền rủa, thật thật lợi hại, đánh nát ta hết thảy. Bồ Đề cười khổ, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Nghĩ tới vừa rồi Tiểu U thảm trạng, lưng của hắn vẫn tại phát lạnh. Loại này rét lạnh, thậm chí phủ lên, thể nội cái kia sôi trào đốt cháy tổ tiên chi huyết. Không có cách nào à, người suy nghĩ một chút, người muốn làm đây là chuyện gì? Ta nếu là không phòng bị ngươi, ta nếu là không hung ác, hiện tại người của hai thế giới, đều sẽ để ngươi hóa thành cho tàn. Việc này cũng không phải đùa giỡn. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thật, lúc ấy lưu lại một linh tâm chú, hắn đều không nghĩ tới, có thể vào hôm nay,
phát huy to lớn như vậy tác dụng. Bồ đề lớn nhất thất sách, cũng là để Tiểu U đụng phải Khương Phi Linh. Lại hoặc là nói, hắn lớn nhất thất sách, ở chỗ hắn sinh một đứa con gái. Việc này, rất khủng bố, nhưng giải quyết, lại rất đơn giản. Hắn chăm chú nhìn bồ đề, không cho phép hắn vào lúc này, làm bất luận cái gì dở trò quỷ. Phụ thân, Tiểu U cuối cùng khôi phục một chút. Nàng đứng tại bồ đề bên người, kéo hắn một cái ống quần, ngẩng đầu nhìn phụ thân. Tiểu U, không có chuyện, chúng ta không có nhà, nhưng là, người sẽ thật tốt lớn lên, Lý Thiên Mệnh đâu, không tính là một cái người xấu. Bồ đề nắm trong tay kết giới hạch, khắp khuôn mặt là đắng chát ý cười. Cho nên, người cứ như vậy nhận thua sao? Tiểu U thanh âm khàn khàn nói. Nhận thua, vừa mới một màn kia, đem ta phá tan, ta sợ hãi. Bồ đề nhắm một con mắt lại, tái hiện vừa mới một màn. Cái kia với hắn mà nói quả thực là ác mộng, vậy liền giống như là một chậu nước đá, đem cuồng nhiệt hắn, triệt để tưới tỉnh, toàn thân phát lạnh. Phụ thân, Tiểu U bỗng nhiên lệ hống một tiếng. Làm sao? Bồ đề ngạc nhiên cúi đầu. Hắn mới phát hiện, nguyên lai nữ nhi trong hai mắt, cái kia nồng đậm tơ máu cũng không có tiêu tán. Sắc mặt của nàng điên cuồng mà dữ tợn, tựa như là vừa mới bồ đề một dạng. Ngươi nói với ta, chúng ta vì báo thù mà sinh, chúng ta nhất định phải cho trên thân mỗi một giọt máu, một cái công đạo. Ngươi nói sẽ dùng một trận chói lọi pháo hoa, để hạt giống kết thành quả thực, để nở rộ quang mang, chìm ngập tất cả tội nghiệt, để 9 tầng địa ngục phía trên các tộc nhân, đạt được một cái thuộc tại chính chúng ta nhà. Nhưng là bây giờ, ngươi nói cho ta biết, cũng bởi vì ta, ngươi nhận thua, ngươi sợ. Ngươi không để ý tới trong huyết mạch các vị tổ tiên đối ngươi thóa mạ, đi làm một cái tự vận kẻ hèn nhát, hướng địch nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi xứng đáng ca ca, xứng đáng mẫu thân, xứng đáng chúng ta tộc nhân sao? Tiểu U dùng ấu tiểu hai tay, lôi kéo bồ đề ống quần, dùng thanh âm non nớt hướng về phía bồ đề thét lên. Cặp mắt của nàng bên trong biển máu mãnh liệt, đó là không có tận cùng chủng tộc cừu hận. Bồ đề ngây dại. Cái ánh mắt này, hắn rất quen thuộc. Đây là hắn tự mình, tại Tiểu U trên thân gieo xuống hạt giống. Mỗi một lần hạt giống nảy mầm, trưởng thành, hắn đều cảm nhận được hạnh phúc cùng thỏa mãn. Thế nhưng là lần này, hắn cảm giác buồng tim của mình phía trên, bị hung hăng đâm một đao, đem chính mình đâm cái xuyên thấu, để hắn trực tiếp xuyên tim. Mấu chốt là, đâm xuyên hắn người, chính là chính hắn. Hết thảy, đều là hắn gieo xuống. Là hắn thân thủ, từng bước một, đem Tiểu U tạo thành hiện tại cái này bộ dáng. Hắn để Tiểu U chớ ăn thảo, để cho nàng ăn nguyệt thần tộc huyết nhục, để cho nàng học hội nhấm nuốt, để cho nàng đem cừu hận nuốt vào trong bụng, một chút xíu đi sinh sôi ma quỷ. Tiểu U, người nghe ta nói, ta đã thua, người quá nhỏ, người không thể. Bồ đề thất kinh. Không, không, không. Tiểu U liên tục hét lên ba tiếng. Móng tay của nàng, khảm vào bồ đề huyết nhục bên trong. Nàng tràn ngập oán hận nhìn lấy bồ đề, cái kia ấu ánh mắt bên trong, cất giấu ngập trời phẫn nộ cùng không cam lòng. Ta không thể trở thành ngươi gông xiềng. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì ta, để ngươi từ bỏ sứ mệnh của ngươi, để ngươi hướng cửu nhân quỳ xuống, kia chính là ta sai. Phụ thân, không nên quên a. Trên người chúng ta chảy, có thể không phải là của mình huyết. Thanh âm của nàng, càng ngày càng bén nhọn, nguyên một khuôn mặt nhỏ nhắn, toàn bộ bóp méo, nhăn thành một đoàn. Tiểu U, không có quan hệ. Bồ đề vội vàng ôm lấy nàng, chân tay luống cuống. Không, có quan hệ. Nàng vươn tay, một bên khóc, một lần lại một lần đập lấy bồ đề đầu, đánh ra hắc ấn cùng vết máu. Nàng kêu khóc lấy cắn một cái tại bồ đề trên lỗ tai, xinh xinh đem cái này một lỗ tai, cho kéo kéo xuống. Phụ thân, người bộ dáng này, để cho ta chán ghét chính ta. Cho nên, ta không nên còn sống. Nói xong lời cuối cùng, nàng buông ra miệng, để bồ đề lỗ tai, rơi tại trên bàn tay của nàng. Đừng để nàng tự vận. Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng, cơ hồ thất thanh nói. Nhưng, Tiểu U nắm giữ đặc thù huyết mạch. Trên người nàng huyết, đồng dạng không thuộc về mình, mà là đến từ nàng tràn ngập oán hận các tổ tiên. Cho nên, tại cái này kinh hồn một khắc, nàng toàn thân trên dưới, đột nhiên bay ra vô số huyết tiễn. Phốc phốc phốc, huyết tiễn giống như pháo hoa nở rộ ra, gắn bồ đề toàn thân. Cái kia một cái tiểu cô nương, sau cùng gạt ra vẻ tươi cười,
mềm mại dựa vào trong ngực của hắn, nói câu nói sau cùng. Cha, xin đem Tiểu U, táng tại chúng ta nhà mới bên trong, được không? Mất cả tháng hạch, ngoại trừ giọt 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 máu, theo bồ đề trường bào phía dưới nhỏ xuống thanh âm, có thể nói, hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh cùng cửa thông đạo Lâm Tiêu Tiêu, đều thật thà nhìn lấy tình cảnh này. Nhìn lấy cái này một cái tiểu nữ hài, kết thúc tính mạng của mình, từ đó lại lần nữa đem Viêm Hoàng Đại Lục cùng Nguyệt Chi Thần Cảnh, hai thế giới sinh linh, đẩy hướng tử vong vực sâu. Mà lại, hết thảy biến đến càng kinh khủng. Tại Lý Thiên Mệnh trong mắt, bồ đề mềm mại té ngồi trên mặt đất. Hai tay của hắn không ngừng phát run, lại vẫn đang dùng lực, đem vậy không có huyết tiểu nữ hài, cầm giữ tiến trước ngực. Hắn muốn dùng hai cánh tay của mình, đem nàng quấn quá chặt chẽ. Hắn hai mắt chạy không, tràn đầy vết máu bên mặt, tựa vào Tiểu U cái kia tái nhợt trên tóc, nhẹ nhàng ma sát. Tuy nhiên còn sống, nhưng là bây giờ bồ đề, xem ra tựa như là một người chết. Trong ngực hắn Tiểu U, đã không có tổ tiên cừu hận chi huyết. Nàng giống như giải thoát rồi, hết thảy đều hoàn lại. Có lẽ, Tiểu U nghĩ đến chính mình có thể táng tại nhà mới bên trong, mặt mũi của nàng, đều biến đến an bình rất nhiều, tựa như là vùi ở phụ thân trong ngực. Ngủ thiếp đi một dạng. Giờ khắc này, bồ đề triệt để đã chết đi. Nhân tính của hắn, theo pháo hoa một dạng huyết tiễn nở rộ, bị lược đoạt đến sạch sẽ. Làm Lý Thiên Mệnh lại lần nữa cùng ánh mắt của hắn thời điểm đụng chạm, con mắt này trắng bệch nam nhân, đã thành một đầu, từ đầu đến đuôi hung tàn dã thú. Hắn lấy ra một cái dương nhỏ, đem Tiểu U thi thú, nhẹ nhàng bày đặt trong đó, vì nàng chỉnh lý tốt tóc, y phục. Lại cho nàng đắp chăn lên. Sau cùng đem nắp dương phía trên. Tại đắp lên trước đó, hắn quyến luyến nhìn một lần cuối cùng. Cất kỹ cái dương về sau, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng thay đổi một chút kết giới hạch. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Chi Thần Cảnh, lại lần nữa ra tốc vẫn lạc. Tiểu U chết rồi. Bồ đề không có nhược điểm. Người nào giết Tiểu U? Nàng giống như tự vận, vì chính là, cho bồ đề cùng quỷ thần tộc oán niệm nhường đường. Nàng trước khi chết, cuồng loạn. Chỉ có mất đi toàn thân máu tươi về sau, mới giống một cái tiểu cô nương. Tư tưởng của nàng cùng những cái kia huyết tiễn, đều từ nàng chính mình trưởng khống sao. Kỳ thật, chưa hẳn. Thuộc về nàng máu của mình, sớm đã bị đổi đi. 200.000 năm qua các vị tổ tiên, mỗi người một giọt trọng yếu nhất tâm huyết, hội tụ vào một chỗ, để cho nàng thay hình đổi dạng. Tiểu U có lẽ là tự vận, càng cũng có thể, chết bởi những cái kia dùng oán niệm cùng cừu hận. Chiếm cứ nàng ấu tiểu thân thể cùng tư tưởng các tổ tiên. Chết bởi bồ đề lần lượt tẩy não. Cái chết của nàng bởi vì, đã định trước lại là bí ẩn chưa có lời đáp, sẽ không có người biết rõ nói ra chân tướng. Lý Thiên Mệnh theo không nghĩ tới muốn nhỏ U Mệnh, hắn đã hướng bồ đề hứa hẹn, có thể để cho nàng thoát ly cái này khổ hải vòng xoáy. Nàng vừa chết, đối Viêm Hoàng Đại Lục cùng Nguyệt Chi Thần Cảnh tới nói, triệt để nguy rồi. Hiện tại bồ đề, không rên một tiếng. Toàn thân cừu hận chi huyết, cũng đã phiên giang đảo hải. Trên người hắn tản mát ra kinh người sát khí, vô số oan hồn, hội tụ ở trên người hắn mỗi một cái giới tử bên trong, giữ tợn gào rú. Hắn là tai nạn cùng oán niệm tụ hợp thể, ngập trời nợ máu, đã nuốt sống ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngươi, hại chết thê tử của ta cùng con gái, để cho ta lưu trên thế gian, tiếp nhận còn sống thống khổ. Sau lưng người Viêm Hoàng, ánh trăng. Làm hại ta quỷ thần tộc cả đời tối tăm không mặt trời, chế tạo vô số bi ai. Bồ đề nắm trong tay Nguyệt Chi Thần Cảnh vẫn lạc, cặp mắt của hắn đã bị máu tươi chìm ngập, cái kia như bạch ngọc trên da, thẩm thấu ra biến thành tinh hồng sắc máu tươi, đem hắn nhiễm đến máu me đầm đìa. Tiếp đó, người cùng phía sau ngươi hết thảy, đều sẽ biến thành cho bụi. Hắn không có hò hét, không có cuồng loạn, mà chính là dùng lãnh đạm bình hòa ngữ khí, nói ra lớn nhất âm trầm chấp niệm. Ông. Tại hắn nói dứt lời về sau, tụ biến kết giới thông đạo ầm ầm đóng cửa, tương đương với bọn họ chỗ nguyệt hạch, hoàn toàn phong cấm. Tụ biến kết giới nguyệt hạch bộ phận, trên bản chất cũng là dùng để bảo hộ kết giới hạch, cho nên khi phía ngoài tụ biến kết giới phá nát, nguyệt tinh nguyên nổ tung về sau, cái này vững chắc nhất nguyệt hạch, sẽ bảo vệ tốt kết giới hạch chu toàn, tại bồ đề nguyên kế hoạch bên trong, hắn cùng Tiểu U đều có thể an toàn. Hiện tại, hắn phong bế nguyệt hạch, dùng để cầm tù Lý Thiên Mệnh. Không tiếp tục để hắn ra ngoài. Nguyệt Chi Thần Cảnh tiếp tục rơi xuống. Tin tưởng qua không được bao lâu, bồ đề khát vọng trói lọi pháo hoa, liền sẽ triệt để nở rộ. Đáng tiếc,
không có làm bạn hắn thưởng thức người. Các ngươi có tội, nhất định phải chôn vùi. Bồ đề khóe môi hơi vểnh, xem ra không biết là đang cười, vẫn là tại khóc. Há, chính ngươi bức tử nữ nhi, cũng có thể vô lại đến trên đầu ta à. Đây chính là các ngươi quỷ thần tộc quen có thủ đoạn. Các ngươi sau khi đi ra, muốn diệt Viêm Hoàng, liền không thể để cho ta trước động các ngươi. 20 vạn năm trước, các ngươi nô dịch nhân tộc, tạo thành vô số bi kịch, chúng ta phản kháng, cũng là có tội. Bồ đề, ngươi không dùng đem chính mình, tưởng tượng thành người bị hại, đến lừa gạt ngươi chính mình. Nói đến dễ nghe đi nữa có làm được cái gì? Bồ đề hiện tại việc cần phải làm, để bất luận kẻ nào phán đoán, đều là hắn tại chế tạo thiên đạo chỗ không cho tội nghiệt. Cừu hận là có hạn. Kết thù, báo thù, họa không bằng hắn người. Bồ đề thì tại vô hạn mở rộng, cừu hận của hắn phạm vi. Viêm Hoàng cùng trên mặt trăng, ngoại trừ người, còn có truyền thừa, văn hóa, có vô số những sinh linh khác. Cái này làm như vậy, cuối cùng là cái gì? Cái kia chính là, hắn muốn Nguyệt Tinh Nguyên. Đây là 9 tầng địa ngục dục vọng, là bọn họ quỷ thần tộc dục vọng. Đây không phải thuần túy báo thù, mà chính là biến tướng cướp bóc. Dù là để Viêm Hoàng, Nguyệt Chi thần cảnh vô số người, đánh đổi mạng sống đại giới, hắn đều muốn đi làm. Vì hắn nhà của mình, hủy diệt ức ức vạn nhà. Quả thật, linh tâm chú vừa ra, hắn xác thực khuất phục. Nhân tính của hắn chiến thắng ma tính, thế nhưng là ma tính nơi nào có dễ dàng như vậy bại đâu. Hắn lần lượt mang theo tiểu u đồ sát, đem ma tính trồng ở tiểu u trên thân, bây giờ ma tính lại từ nhỏ u phản công đến trên người hắn, để nhân tính của hắn triệt để diệt tuyệt. Cho nên nói, đây mới gọi là chân chính nhân quả. Từ đầu tới đuôi, đều là hắn tại tác nghiệt. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh mới nói, là chính hắn thân thủ bức tử tiểu u. Hắn thích, là vặn vẹo. Tiểu u vừa chết, tương đương với bổ đề nhân tính toàn diệt, lúc này thời điểm hắn, căn bản sẽ không nghe Lý Thiên Mệnh nói chuyện. Hắn chỉ nhớ rõ mình cừu hận, căn bản không quan tâm, bọn họ cho người khác mang đến diệt tuyệt tai nạn. Cho nên, nếu như muốn thông qua ngôn ngữ, đi thuyết phục hắn, vậy đơn giản là nói chuyện viển vông. Tại vầng trăng này vẫn lạc chí mệnh thời khắc, Desperate Hour, Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng, hắn duy nhất có thể làm sự tình, cũng là trấn áp, cướp đoạt Mộng Nguyệt hồn nhận, khống chế thậm chí đánh giết bồ đề. Để thái cổ tà ma có thể thừa dịp sau cùng thời gian, thay đổi kết giới hạch, ngăn cản trận này diệt thế va chạm. Lý Thiên Mệnh đang nói chuyện đồng thời, trong tay hắn trật tự chi đỉnh thì đột nhiên mở rộng. Trật tự chi đỉnh, trong nháy mắt chiếm cứ Nguyệt hạch 1/3 phạm vi. Đem bồ đề đắp nhập trong đó. Tối thiểu nhất, nhất định phải động thủ, ngăn cản hắn tiếp tục thao túng kết giới hạch. Ầm ầm, trật tự chi đỉnh đắp lên. Lực lượng của nó va chạm, để bồ đề không thể không thoát ly kết giới hạch. Chỉ là, bị nhốt tiến trật tự chi đỉnh về sau, bồ đề không có chút nào cuống cuồng, Mộng Nguyệt hồn nhận còn trên tay hắn. Vô dụng, hai thế giới, đã tại lẫn nhau hấp dẫn. Coi như ta không thao túng. Thiên nhất giới diện sức hấp dẫn, cũng sẽ để Nguyệt Chi thần cảnh đập xuống, khác nhau chỉ là chậm một chút thôi. Mà lại, theo cả hai khoảng cách tới gần, vẫn lạc tốc độ, sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Hắn đã đẩy Nguyệt Chi thần cảnh một thanh. Tiếp đó, chỉ cần không cho Lý Thiên Mệnh cầm tới Mộng Nguyệt hồn nhận, hắn liền có thể, mộng tưởng thành thật. Ong ong ong, coi như tại trật tự chi đỉnh bên trong, đều có thể cảm nhận được Nguyệt Chi thần cảnh tiếp tục vẫn lạc. Theo chúng sinh đường trên, đã truyền đến mọi người càng tuyệt vọng hơn hô hoán. Nguyệt Chi thần cảnh tiếp tục mở rộng, đã dẫn phát Viêm Hoàng đại lục sơn hà cự đại biến hóa. Động đất, lũ quét cuốn tới, biển động chờ một chút tự nhiên tai nạn, tiếp tục thăng cấp. Ha ha, bồ đề cầm trong tay Mộng Nguyệt hồn nhận, phát ra quỷ quyệt tiếng cười. Mỗi một âm thanh cười, đều ẩn chứa cực hạn lãnh khốc cùng dữ tợn. Hắn hiện tại, mặt mũi tràn đầy đẫm máu. Trong mắt đều là điên cuồng, đã hoàn toàn không giống như là một cái sinh mệnh, mà chính là vô số oán khí hội tụ một thể. 10 triệu trường oan hồn mặt, ngưng kết tại thân thể của hắn phía trên. Đáp lại bồ đề, là Lý Thiên Mệnh tiến công. Hắn không rên một tiếng, hiển nhiên rõ ràng, duy chỉ có chiến đấu, mới có thể tìm về một tia hy vọng. Rầm rầm rầm, trật tự chi đỉnh bên trong, màu đen lực lượng hội tụ ở tại trên thân, ở bên cạnh hắn. Tứ đại cộng sinh thú đã sớm xuất hiện, chiếm cứ địa hình, đem bồ đề cho vây quanh. Cùng lúc đó, hắn thập phương kỷ nguyên thần kiếm, toàn bộ đều xuất hiện. Tại đối mặt đơn thể địch nhân,
lại không sợ đối phương tiết lộ thiên phú tình huống dưới, thập phương kỷ nguyên thần kiếm trạng thái, so thần niệm tiểu kiếm hiếu thắng, không cần phân liệt. Vẫn là ngươi hiểu ta, biết ta đem ngươi phong cấm ở chỗ này, vì chính là, thân thủ vặn phía dưới đầu của ngươi. Bồ đề cất tiếng cười to. Tại trong lúc cười to, hắn toàn thân quần áo bay phất phới, vô số huyết khí theo trên thân tràn ngập, 10 triệu oan hồn thê lương rít lên. Hắn giờ phút này, tuyệt đối xứng với, quỷ hoàng, cái danh xưng này. Ông, bồ đề toàn thân tinh luân nguyên lực vận chuyển, lực lượng bá đạo nước vọt khắp toàn thân. Quỷ thần tộc nhục thân cường thế, đã phát huy vô cùng tinh tế. Trên người hắn, đến từ tinh tướng thần cảnh, đặc thù lực lượng, tại chỗ chân áp tại Lý Thiên Mệnh một người bốn thú 10 kiếm trên thân. Quỷ thần tộc chỉ có một cái chiến đấu cá thể, xem ra rất ăn thiệt thòi, kỳ thật không phải vậy. Bởi vì, bọn họ đem hết thảy dung hội một thể. Bọn họ đơn thể chiến đấu lực, linh hoạt đa dạng, mạnh đến mức nổ tung. Tinh tướng, Lý Thiên Mệnh đang xuất thủ thời khắc, đã thấy bồ đề bên người, sinh ra một cái vực trường. Cái này vực trường, từ minh mông tinh luân nguyên lực cấu thành. Trong lúc nhất thời, vô số mơ hồ tinh thần quang ảnh, tại cái này vực trường bên trong sinh ra. Những cái kia tinh thần hội tụ vào một chỗ, mơ hồ tạo thành trắng như tuyết yêu lang tinh vân. Tinh vân tại bồ đề bên người biến ảo, càng lúc càng lớn, cho đến bao phủ tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Trong lúc nhất thời, đối phương còn không có động thủ, Lý Thiên Mệnh toàn thân thì đã nhận được trùng kích, trên thân đều có kịch liệt nhói nhói cảm giác, mà lại ở khắp mọi nơi. Cái này tuyết trắng yêu lang hình dáng tinh vân, kỳ thật cũng là tinh tướng. Tinh tướng thần cảnh ảo diệu, ngay tại ở sinh ra tinh tướng. Bồ đề cái này một loại tinh tướng, gọi là thiên lang tinh tướng. Tại cái này thiên lang tinh tướng vực trường phạm vi bên trong, hắn có thể dựa vào thiên lang tinh tướng, đến hội tụ nguyệt tinh nguyên lực lượng, hình thành một cái to lớn bên ngoài cơ thể chiến đấu năng lượng nguyên, chiến đấu lực bạo tăng. Mà lại, khác biệt tinh tướng hiệu quả, hoàn toàn khác biệt. Nói thí dụ như, cái này thiên lang tinh tướng cực kỳ bạo loạn, thậm chí đối Lý Thiên Mệnh tinh luân nguyên lực, có hấp thu, vặn vẹo hiệu quả, rất ảnh hưởng hắn phát huy. Cảnh giới này, cùng quy nhất cảnh quy nhất khí chàng có chút tương tự, nhưng kỳ thật hoàn toàn không là một loại khái niệm. Quy nhất khí chàng, chỉ là ngự thú sư cùng cộng sinh thú lực lượng câu thông. Tinh tướng thần cảnh, chính là tinh luân nguyên lực phóng thích cùng phóng đại. Khác biệt tu luyện công pháp, cộng sinh thú cùng huyết mạch đặc thù, sẽ sinh ra khác biệt tinh tướng, hình thành to lớn chiến đấu vực tràng. Tương đương với tự thân mang theo chiến đấu kết giới hiệu quả. Mà lại nghe nói, ngự thú sư, thức thần tu luyện giả cùng quỷ thần tộc, bởi vì tu luyện hệ thống khác biệt, tinh tướng hệ thống hoàn toàn khác biệt. Thí dụ như thức thần tu luyện giả, tinh tướng lại là bản thể cùng thức thần trọng yếu dung hội thông đạo. Bọn họ tinh tướng, cần thức thần cùng bản thể liên hợp thi triển, thiếu một thứ cũng không được. Cả hai tăng theo cấp số cộng, uy lực khẳng định càng mạnh. Thi hoàng cũng tương tự có tinh tướng, đáng tiếc nàng vừa phía dưới viêm hoàng, thì đụng phải Lý Thiên Mệnh vạn kiếm thần niệm. Nàng cái gì cũng còn không có thi triển, 7 cái thức thần, liền để Lý Thiên Mệnh cho tiêu diệt. Bây giờ tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, đạt tới tinh tướng thần cảnh bồ đề, bị thiên lang tinh tướng bao phủ, quanh thân đàn sói gào thét, vô số vũ trụ nguyên lực hội tụ ở bên cạnh hắn, để hắn càng thêm hào quang rực rỡ, cũng lộ ra càng thêm dữ tợn. Lý Thiên Mệnh không có tinh tướng, bất quá, hắn đế vực kiếm hoàng kết giới, ngược lại là có thể hình thành tương tự hiệu quả. So sánh dưới, chỉ là thiếu khuyết tinh tướng làm, bên ngoài cơ thể năng lượng nguyên, bộ phận. Siêu. Tại bồ đề bày ra, thiên lang tinh tướng, uy lực thời điểm, Lý Thiên Mệnh một người bốn thú 10 kiếm, đã sớm giết tới trước mắt của hắn. Tinh vân bao phủ bên trong, bồ đề phải tay nắm lấy mộng nguyệt hồn nhận, tay trái thành quyền, ánh mắt dữ tợn. Song phương đều có cấp 4 trật tự thần binh thời điểm, trật tự chi đỉnh đối Lý Thiên Mệnh tăng phúc hiệu quả, đã khá thấp. Lý Thiên Mệnh chỉ có thất diệu thiên cảnh giới, đối phó đạp thiên thập nhị giai, hắn nắm chắc rất lớn. Nhưng là đụng tới hiện tại nổi giận thành ma bồ đề, rất khó. Đạp thiên chi cảnh cùng tinh tướng thần cảnh, có đại cảnh giới chênh lệch. Bởi vậy, đối mặt Lý Thiên Mệnh bạo sát mà đến Đông Hoàng kiếm, bồ đề đứng tại chỗ, một kiếm đâm xuyên. Ông, tinh tướng chi lực, hội tụ trong kiếm. Một kiếm kia đâm ra, uy lực kinh người. Một phương diện, kiếm khí cực hắn phong mang. Kiếm còn chưa tới, cái kia vô số tinh thần lực lượng, đụng vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Dù là có tử phủ tháp chấn thủ, vẫn có không ít vết máu.
Một phương diện khác, cái kia thiên lang tinh tướng lại như cùng vòng xoáy, tại thôn vệ lấy Lý Thiên Mệnh tinh luân nguyên lực, để hắn chiến đấu lực giảm mạnh. Đây chính là thiên lang tinh tướng phụ ra uy lực. Làm, bồ đề một kiếm này, như quán nhật cầu vồng, để Lý Thiên Mệnh đế vực kiếm hoàng kết giới cùng đông hoàng kiếm song trọng uy lực, hoàn toàn tan tác. To lớn lực đạo, đem hắn đánh bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào trật tự chi đỉnh trên nội bích. Ta theo không sợ ngươi, Khương Phi Linh đâu, nàng còn có thể hay không đi ra. Bồ đề ánh mắt lạnh lùng, tinh vân lưu chuyển ở giữa, hắn trường bào nhấp nhô. Đang xuất thủ bước lui Lý Thiên Mệnh đồng thời, hắn lấy tốc độ khủng khiếp, né tránh miêu miêu bọn chúng thần thông. Càng là lấy tinh vân một kiếm, đánh nát huỳnh hỏa tử vong luyện ngục. Hắn nhất quyền, càng đem đánh thẳng tới Lam Hoang, trực tiếp đổ nhào thượng thiên. Cả một cái hình người quái vật. Xem ra, nàng quả nhiên không ra được, cái kia không có ý tứ, người sẽ chết cực kỳ thảm. Bồ đề giữ tợn cười một tiếng, không chút kiêng kỵ bày ra, hắn siêu cảnh giới cao cường thế. Cực hạn tốc độ, nhục thân cường độ, có thể cùng miêu miêu lẫn nhau đánh nổ thần thông, có thể cùng Lý Thiên Mệnh so đấu kiếm chiêu quyền pháp. Đây hết thảy, để hắn xem ra, tựa như là một cái toàn năng máy móc chiến đấu. Hắn chỉ có một người, nhưng bây giờ, hắn nghiền ép hết thảy. Tay phải trường kiếm, tay trái thành quyền. Ở trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn xuống ngũ tạng lục phủ chấn động mãnh liệt, hai mắt hừng hực, lại lần nữa đánh tới. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hội tụ bên người, toàn bộ chỉ hướng bồ đề. Đối thủ rất mạnh, đây là phiền phức. Phiền toái hơn chính là, Lý Thiên Mệnh còn không có thời gian. Mỗi một hơi thở thời gian trôi qua, Viêm Hoàng cùng ánh trăng, đều tại gia tốc tiếp cận. Không có mộng nguyệt hồn nhận, bên ngoài thái cổ tà ma căn bản không có cách. Thời khắc thế này, nơi nào có thời gian kính sợ đối thủ. Lý Thiên Mệnh nhìn chòng chọc vào cái này đối thủ đáng sợ. Toàn thân tinh luân nguyên lực phun trào, một người mười kiếm, cơ hồ thi triển đến cực hạn. Nguyệt dạ tiểu sát kiếm. Đông Hoàng kiếm cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm phối hợp, thập đại thức thần sinh ra, bồ đề đều không nhìn nhiều liếc một chút. Đối với một người chết tới nói, thiên phú đã không có ý nghĩa. 11 thanh trường kiếm phối hợp, làm đến trăng sáng phát sáng, bao phủ toàn bộ trật tự chi đỉnh. Vô số ánh trăng lập lòe một thể, hướng về bồ đề đập xuống. Thức thần, cộng sinh thú, binh khí, chiến quyết, người đều là đỉnh cấp. Đáng tiếc, người quá nhỏ. Nhỏ tuổi, thì đã định trước cảnh giới thấp, cơ sở lực lượng kém xa bồ đề. Tại Lý Thiên Mệnh bọn họ vây công bên trong, bồ đề đứng ở tại chỗ, khác biệt như núi. Lập tức, ầm vang bạo phát. Tay trái mộng nguyệt hồn nhận, dẫn động thiên lang tinh tướng chi lực, một kiếm, quỷ kiếm minh hoa, giết ra. Phiếu miểu quỷ mị chi kiếm. Sinh ra vô số u minh bông hoa. Mỗi một đóa hắc ám chi hoa, đều là từ vô số kiếm khí tạo thành. Thiên lang tinh tướng phóng đại loại uy lực này, để cái kia màu đen biển hoa, trong nháy mắt nuốt sống Lý Thiên Mệnh nguyệt dạ tiểu sát kiếm. Hắn tay phải thì một quyền đánh ra, đó là hắn thủ đoạn mạnh nhất, vô lượng long tượng thần quyền. Một quyền này chính là thiên long chấn thế. Một quyền đánh ra, tại thiên lang tinh tướng ra chỉ phía dưới, ngàn long phi vũ. Xông về huỳnh hỏa cùng Lam Hoang. Đợt thứ nhất đứng vững Lam Hoang khai thiên thế giới chảm, đợt thứ hai thì lại lần nữa cắn xé huỳnh hỏa tử vong luyện ngục. Dù là không có làm bị thương linh hoạt huỳnh hỏa, lại đem Lam Hoang hất bay ra ngoài, hung hăng đập vào trật tự chi đỉnh trên nội bích. Cùng lúc đó, hắn chả đang thi triển thần thông. Kim luân quỷ môn, mở. Một tiếng chấn giống, một cái kim sắc văn tự, theo trong miệng của hắn chấn động mà ra. Kim văn hướng lên đỉnh đầu. Đột nhiên hóa thành một cái đường kính 100 mét kim sắc mâm tròn. Cái này kim sắc mâm tròn, giống như một đạo cửa lớn, ầm vang mở ra. Ông, lỗ chống cửa lớn, đem miêu miêu hai đạo càn khôn điện mâu, còn có bổ sung hồn thiên điện ngục thần thông, đều cho nuốt vào. Đồng thời, còn rảo sát tiên tiên vệ huyết kiếm vũ. Thời khắc này bồ đề, đối mặt quần công, nhẹ nhàng như thường. Đây hết thảy đều đang nói rõ. Gia hỏa này đến tinh tướng thần cảnh về sau, lực chiến đấu của hắn, siêu việt 7 cái kiếp vòng hy hoàng. Nói cách khác, ma thần huyết mạch bồ đề, nếu luận mỗi về thiên phú, hắn đều so hy hoàng cường. Cái này hỗn loạn giao phong, duy nhất có thể chiếm cứ tiện nghi là Lý Thiên Mệnh bên này. Hắn nguyệt dạ tiểu sát kiếm, xé rách mộng nguyệt hồn nhận, quỷ kiếm minh hoa. Nhưng, đây chính là thập đại thức thần hội tụ lực lượng, mới có thể cùng bồ đề một kiếm chống lại.
có thể thấy được giữa hai bên cảnh giới có bao nhiêu chênh lệch. Hai quyền khó địch bốn tay, nhưng bây giờ Bồ Đề, toàn bộ trấn áp. Hắn trước đó đối phó đế sư, hoàn toàn che giấu thực lực. Lúc này thời điểm, các loại thủ đoạn quả thực tầng tầng lớp lớp. Rầm rầm rầm. Bao quát Lý Thiên Mệnh ở bên trong, bọn họ đừng nghĩ đánh giết Bồ Đề, một trận chiến này, toàn bộ bay ngược. Mỗi cá nhân trên người đều có bị thương cùng máu tươi, thuần dựa vào thanh linh tháp, mới có thể đứng lên. Ta cũng không tin. Huỳnh Hỏa lấy tốc độ nhanh nhất, tại Lý Thiên Mệnh tại ngay phía trước kiềm chế Bồ Đề thời điểm, chạy như bay đến sau lưng ám sát. Nó đồng dạng thi triển Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. Không biết sao, Bồ Đề sau lưng tựa như là như mọc ra mắt. Hắn tay trái lại lần nữa một quyền đánh ra, Mộng Nguyệt hồn nhận thì vung chắp sau lưng, lại lần nữa một kiếm đâm về phía Huỳnh Hỏa vị trí hiểm yếu. Huỳnh Hỏa cái kia nắm giữ vũ trụ hỏa nhận lông vũ, lấy sắc bén, tại Bồ Đề phần lưng, lưu lại mấy đạo máu me đầm đìa thương tổn, sâu đủ thấy xương. Có thể Bồ Đề một kiếm này, cũng kém chút chém đứt đầu của nó. Vào giờ phút như thế này, hắn tay trái uy lực của một quyền này, so với lần trước còn mạnh hơn mãnh liệt. Đây là, vô lượng long tượng thần quyền vạn tượng hám thiên. Một quyền đánh ra, vạn tượng lao nhanh. Cái kia cương mãnh quyền đạo, nổ tung giống như tinh luân nguyên lực, tại thiên lang tinh tướng ra chỉ dưới, tạo thành kinh khủng tinh vân nổ tung. Lý Thiên Mệnh phối hợp thập phương kỷ nguyên thần kiếm, thi triển chính là Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm sau cùng sát chiêu, toàn thân chi lực, hội tụ đâm xuyên một kiếm. Xung quanh còn có đế vực kiếm hoàng kết giới đi theo. Một kiếm mang vạn kiếm, cứ thế mà đâm vào một quyền này phía trên. Ầm ầm, vạn tượng trà đạp, nghiền ép tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu. Cái kia mãnh liệt nổ tung quyền ý, thế như trẻ tre, lấy thuần túy lực lượng đánh vạt ra Lý Thiên Mệnh đông hoàng kiếm, ầm vang đụng vào trên thân. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm vì ngăn trở một quyền này, toàn bộ bay loạn. Có mấy lần kiếm, tại chỗ ảm đạm. Làm. Lý Thiên Mệnh lần nữa đâm vào trật tự chi đỉnh trên nội bích, toàn thân xương cốt quả thực tan ra thành từng mảnh. Há miệng thời điểm, một ngụm máu đen đã chảy ra. Toàn thân trên dưới giới tử, có 5%, cơ hồ khiến Bồ Đề cái này toàn lực nhất quyền chôn vùi. Một quyền này chính diện trùng kích lực, tựa như là Bồ Đề tính cách một dạng, thẳng tiến không lùi, tử bất hồi đầu. Nhất quyền trọng thương Lý Thiên Mệnh, hắn phẫn uất tâm tình, hoàn toàn phóng thích. Để hắn càng giống là một cái tuyệt thế ma đầu. Những cái kia giữ tợn gân xanh, tựa như là con giun một dạng, ghé vào trên mặt của hắn. Ông! Hắn để mắt tới Lam Hoang, đôi mắt kia bên trong, đột nhiên bắn ra màu trắng quang mang. Thần thông, bạch ngọc thần nhan. Vù vù! Cái này hai đạo quang mang, trong nháy mắt đâm vào Lam Hoang trên thân, trong lúc nhất thời vậy mà sinh ra kết băng hiệu quả. Tại quang mang kia tản ra thời khắc, Lam Hoang toàn thân trên dưới không có cách nào động đậy. Nó bên người bạch ngọc càng ngày càng nhiều, thẳng đến sau cùng, một cái to lớn hình tròn bạch ngọc, tựa như là băng khối một dạng, đưa nó đông cứng. Giống giống, hình tròn trong bạch ngọc, Lam Hoang gào thét dãy giụa, bạch ngọc lại không nhúc nhích tí nào. Bên trong cái kia thanh âm ca ca mặc đi ra, thông qua tâm linh câu thông, Lý Thiên Mệnh biết, chính có vô số bạch ngọc gai nhọn, tại xé rách Lam Hoang thân thể. Coi như thân thể nó lại kiên cường, lâu dài đi xuống, vẫn là sẽ thủng trăm ngàn lỗ, trực tiếp tử vong. Không cần phải gấp, chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngươi sẽ giống như ta, nhìn người bên cạnh, nguyên một đám chết đi, mà ngươi bất lực. Sau cùng người còn sống sót, nhất định sẽ thống khổ. Nhưng ta rất nhân từ, ta sẽ không để cho ngươi thống khổ quá lâu, ta sẽ để ngươi cùng bọn họ đến đoàn tụ. Bồ Đề gầm thét, cười gằn, tiếp tục trấn áp. Người tiến bộ rất nhanh, người có lẽ sẽ trở thành, mỗi người trong lòng ác mộng, chỉ tiếc, người đụng phải ta. Người đạo cao một thước, ta ma cao một trường. Rầm rầm rầm, quyền đầu, trường kiếm, thần thông. Toàn năng thiên lang tinh tướng, nổ tung giống như tinh luân nguyên lực, mạnh như cổng sinh thú nhục thân, để hắn đánh đâu thắng đó. Hắn chẳng những dùng, bạch ngọc thần nhan, khủng bố như vậy thần thông, liên tiếp, đóng băng, Lam Hoang cùng tiên tiên, càng là dùng bạo loạn kiếm chiêu. Ép tới Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu không có cách nào trợ giúp. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, hắn lại lần nữa đi vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ầm ầm, cuồng bạo nhất quyền, long tượng trấn áp, trực tiếp để Lý Thiên Mệnh Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm cùng trật tự hoàng kiếm tại chỗ nổ tung. Thập đại thức thần thì có ích lợi gì? Ngươi cản trở ta đường, ngươi thì đã định trước cùng đây hết thảy,
hóa thành tro tàn. Đây chính là nhân quả, đây chính là báo ứng. Ngươi là thần thoại cùng kỳ tích bản gốc, ngươi cứu thế khẳng khái oanh liệt, có thể trên thế giới này, nơi nào có nhiều như vậy kịch bản. Tự mình sinh ra một khắc kia trở đi, hết thảy cùng Viêm Hoàng, Nguyệt Chi thần cảnh có liên quan người, đều đã định trước chôn vùi. Hắn nói mỗi một chữ, tựa hồ cũng tại tê tâm liệt phế. Ở trước mặt của hắn, Lý Thiên Mệnh toàn thân nhuốm máu, vịn trật tự chi đỉnh bò lên. Hắn giờ phút này sắc mặt đã trắng bệch, lồng ngực đều lõm vào, có thể thấy được thụ thương nặng bao nhiêu. Một đạo kiếm ngân, cơ hồ xé rách trái tim. Bồ đề vốn cho là hắn sẽ chết, không nghĩ tới Thanh Linh Tháp, vẫn là cứ thế mà đem hắn cứu lại. Tại bồ đề trong mắt, loại này ương ngạnh, bản thân đã bất khả tư nghị. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh trong mắt, cũng không có bồ đề trong tưởng tượng, xuất hiện tan tác, tuyệt vọng. Hắn phun ra một ngụm máu, bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Ngươi bây giờ thừa nhận sao? Ngươi muốn giết ta, cũng không phải là bởi vì thê tử của ngươi, con gái của ngươi, ngươi chỉ là cho rằng, ta ngăn cản ngươi diệt tuyệt Trần Thế Đường, ngươi thật tốt làm một người nhân vật phản diện không được sao? Còn muốn cho mình tăng thêm si tình người thiết lập, ngươi toàn thân trên dưới mỗi một cái giới tử, cũng đã làm cho oan hồn nuốt mất, ngươi chỗ nào coi như là một người. Bồ đề, ngươi vô bờ bến mở rộng trả thù phạm vi, để ngươi vô tội gặp nạn, kỳ thực là đang phát tiết trong lòng ngươi ma quỷ, ngươi muốn căn bản không phải báo thù, mà diệt tuyệt nhân luân hủy diệt. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, giơ lên Đông Hoàng kiếm, chỉ hướng bồ đề, từng bước một hướng về hắn đi tới. Coi như ngươi nói 1000 lần. 1000000 lần, ta đều sẽ nói cho ngươi biết, tránh thức giết chết tiểu u người, là chính ngươi. Ở trước mặt hắn, bồ đề mặt mũi, hoàn toàn bóp méo. Hắn nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, cuồng hống một tiếng, im miệng. Ngươi căn bản không hiểu, ngươi không có gánh vác qua cửu hận. Ngươi sai, ta gánh vác qua. Diễm Đồ báo thù, hắn từ đầu tới đuôi, tránh thức giết người, tính cả Mộc Tình Tình, đều chỉ có 2 cái. Lôi Tôn phủ những người kia. Có chết bởi Lý Mộ Dương, có chết bởi Lý Viêm Phong. Lý Thiên Mệnh cũng không có bởi vì Kim Vũ chết, muốn tiêu diệt toàn bộ Diễm Đô. Nguyệt Tinh Nguyên, cho dù là 20 vạn năm trước, đều không thuộc về 9 tầng địa ngục. Ngươi danh xưng để Viêm Hoàng cùng Nguyệt Chi Thần cảnh trả giá đắt, kỳ thực phía trên, ngươi cùng ngươi tổ tiên, đều tại lấy cửu hận vì lấy cớ, đến thực hiện trong lòng các ngươi vĩnh cửu khát vọng. Tại trật tự tinh không mất đi Nguyệt Tinh Nguyên bắt đầu, các ngươi thì làm qua vô số lần. Cướp bóc Nguyệt Tinh Nguyên Mộc, 20 vạn năm trước bị bóp chết, giờ này ngày này, ngươi làm ra hết thảy, đều cùng báo thù không quan hệ, các ngươi cũng chỉ là, tà ác ngóc đầu trở lại. Vì thực hiện dục vọng của các ngươi, hủy diệt Trần Thế cùng vô tận sinh linh. Thì người như ngươi, xin ngươi đừng đem chính mình ngụy trang thành Avenger, ngươi không xứng. Tiểu hài tử là không có thành hình thế giới quan, cho nên tiểu u nghĩ như thế nào, thuần dựa vào bồ để làm sao quán thâu. Nàng nghe nghe, cũng muốn một cái nhà thuộc về mình a. Đây là bình thường nhu cầu, vì cái gì đại nghịch bất đạo đâu. Thế nhưng là, vì một ngôi nhà, hủy diệt 2 thế giới, dùng 1000 tỷ sinh linh hài cốt, đi chống lên nhà của bọn hắn, cái này chính xác sao? Lý Thiên Mệnh những lời này, để bồ đề thật sự có bị, vạch trần, cảm giác. Hắn là trong cục người, làm tiểu u toàn thân tổ tiên chi huyết, thoát ly thân thể của nàng, để cho nàng chết thảm tại chỗ. Vì, nhà, nhường đường thời điểm, làm sống nhiều năm như vậy quỷ hoàng, hắn lại thế nào xác định, hắn hiện tại chỗ khẳng định hết thảy, thật là hắn ý nghĩ của mình. Nói không chừng, là hắn toàn thân trong huyết mạch, đến từ tổ tiên quán thâu ý chí đâu. Các ngươi 200.000 năm phong cấm, không có người chết thảm, tuy nhiên tối tăm không mặt trời, nhưng mỗi người, đều có thể có thân nhân, bằng hữu, có thể qua tốt chính mình cả đời. 9 tầng địa ngục cũng không tiểu, nếu như không thể đạp thiên. Chúng ta Viêm Hoàng nhân tộc, cũng tương đương với tại một cái thế giới đóng kín, đây cũng không phải là không thể tiếp nhận thống khổ. Các ngươi chỗ lấy không thể tiếp nhận, là bởi vì thiên nguyên chấn ngục kết giới, áp chế các ngươi đổ sát cùng cướp bóc dục vọng. Người có dục vọng cùng tưởng tượng, mới có thể cảm giác được thống khổ, là chính các ngươi tại phóng đại thống khổ, hiểu chưa? Còn muốn lừa mình dối người sao? Người trong cuộc, hết thảy vì chính mình suy nghĩ. Dạng này người... Căn bản sẽ không cân nhắc người khác cảm thụ, vĩnh viễn sẽ chỉ phóng đại tâm tình của mình, cảm thấy toàn thế giới đều thiếu nợ bọn họ. Lý Thiên Mệnh theo không cảm thấy báo thù có lỗi. Thế nhưng là, hắn tại bồ đề trên thân, nhìn đến cũng không phải là thuần túy báo thù. Thế mà,
đáng sợ là, dạng này người, dựa vào sự cường đại của hắn, tại Nguyệt Hạch nơi này chúa tể hết thảy. Hắn đã đả thương nặng Lý Thiên Mệnh, toàn diện trấn áp. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, toàn bộ bị thương. Dù là Lý Thiên Mệnh đem tim của hắn, xé rách đi ra vạch trần, Bồ Đề vẫn cắn răng, trong mắt lộ hung quang. Còn gì nữa không, liền nói những lời này, liền có thể rửa sạch sạch sẽ tội nghiệt sao? Ngươi không nhìn thấy chúng ta, lại làm sao biết, chúng ta không thống khổ a? Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Chi thần cảnh vẫn lạc, đã không sai biệt lắm. Tại ngươi trước khi chết, ngươi có thể bắt đầu cảm thụ, hai thế giới hủy diệt, mang tới linh hồn chấn động. Nghe một chút, hủy diệt về sau, liền sẽ là một trận, mỹ diệu mọi âm thanh yên tĩnh. Lúc này thời điểm, ánh trăng đã vẫn lạc tới trình độ nào rồi? Đứng tại Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, ngẩng đầu nhìn, cái kia đã từng cao cao tại thượng Nguyệt Chi thần cảnh, bây giờ đường kính đạt tới 10 mét trở lên. Lờ mờ đã có thể nhìn đến, phía trên bao la hùng vĩ sơn hà. Vô tận ánh trăng vân vụ, khắp nơi tràn ngập. Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, địa chấn bạo phát, sơn hà nứt toác, vô số bùn đất bị Nguyệt Chi thần cảnh dẫn dắt, phun lên thương thiên. Thương sinh thút thít, trên đời lâm nạn. Rầm rầm rầm. Hai thế giới dẫn dắt, tạo thành mãnh liệt chấn động. Thái cực phong hồ dãy núi sụp đổ, hồ nước sông lên mây xanh, vô số cung điện nứt toác. Thời khắc này Nguyệt Chi thần cảnh, đã buông xuống đến thiên tinh cảnh, phạm vi. Thiên tinh cảnh. Ngay tại hôm qua, Lý Thiên Mệnh tại vị trí này, dựa vào chúng sinh tuyến tụ đến chúng sinh chi lực, chém giết mấy vạn Nguyệt thần tộc, càng là diệt Hy Hoàng bảy đại thức thần. Tại cùng Bồ Đề trong tranh đấu, hắn một mực dùng Thái Nhất Tháp, Thanh Linh Tháp bảo mệnh, ổn định bất tử, chính là vì chờ đợi cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt. Làm Nguyệt Chi thần cảnh rơi xuống đến thiên tinh cảnh vị trí thời điểm, không ngoài dự liệu, vô cùng dồi dào, có thể xưng nổ tung giống như chúng sinh lực lượng, theo chúng sinh tuyến, dẫn dắt Lý Thiên Mệnh trên người vô số giới tử, quán thâu mà đến. Ngắn ngủi trong nháy mắt, cái kia trước nay chưa có lực lượng, cơ hồ đem Lý Thiên Mệnh toàn thân no bạo. Hắn chúng sinh tuyến, lôi kéo đám người, đều đứng tại Viêm Hoàng Đại Lục ngay tại nứt toác thổ địa bên trên, nhìn tận mắt cái kia lớn như vậy ánh trăng, lấy càng lúc càng nhanh tốc độ nện xuống tới. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại bên cạnh của bọn hắn quanh quẩn. Dưới chân bọn hắn đất đai, đã bị xé rách ra vô số vết nứt, bọn họ chỗ thần thành sụp đổ, nện thành một vùng phế tích, lít nha lít nhít hình lưới vết nứt, đem bọn hắn cùng người thân, bằng hữu cắt đứt ra ra. Rất nhiều đại hải ven biển, càng là có bạo loạn hải rít gào, xông lên đại lục, đem rất nhiều người thú cuốn vào trong đó. Càng có hung mãnh phong bạo, tại thương thiên đại địa phía trên bao phủ. Có thể nói, Nguyệt Chi thần cảnh vẫn lạc, đã để Viêm Hoàng Đại Lục mỗi người, đều đặt mình vào tại tuyệt đối trong nguy hiểm. Tử vong đã treo ở trên đỉnh đầu, tại ánh trăng cùng Viêm Hoàng va chạm trước đó, có thể sẽ thì có rất nhiều người chết đi. Trong lòng mỗi người vạn phân rõ ràng. Một khi phát sinh va chạm, Viêm Hoàng Đại Lục chắc chắn đầu tiên hóa thành cho tàn. Vô số năm lịch sử, không còn sót lại chút gì. Đứng tại dạng này trước quỷ môn quan, mỗi người duy nhất có thể làm sự tình, cũng là đem cầu hy vọng sống sót, ký thác vào bọn hắn người hoàng trên thân. Dựa vào chúng sinh tuyến liên tiếp, bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ, đã rung động đến tâm can thắng nổi một lần. Chính là bởi vì thắng lợi qua, lúc này thời điểm mới có nghịch thiên cải mệnh rồi rào lòng tin. Trong lòng mỗi người, đang sợ hãi sau khi bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, Lý Thiên Mệnh tại hướng bọn họ, khao khát lực lượng thời điểm, như tia lửa giống như niềm tin, tại lẫn nhau liên tiếp bên trong nháy mắt thiêu đốt thành thao thiên hỏa diễm, lại lần nữa làm cho cả Viêm Hoàng Đại Lục, cơ hồ tương đương tại phần đốt lên. A, à, đối mặt tử vong vẫn lạc, tòa này trên lục địa, cơ hồ mỗi người, đều như muốn chảy nước lực lượng của mình, hướng về trên bầu trời, cái kia lập lòe điểm sáng mà đi. Cái kia ánh sáng, chính là tín ngưỡng của bọn họ, liền là chân thật tồn tại giới thần. Thiên mệnh nhân hoàng. Bốn chữ này, chính là mỗi người, cùng vận mệnh chống lại, đến chết phấn đấu dũng khí. Phân tán tại toàn bộ hạt bụi thế giới Viêm Hoàng nhân tộc, giờ khắc này, tất cả mọi người tựa như là tay nắm tay, dùng thân thể của mình, đi ngăn cản Nguyệt Chi thần cảnh trùng kích. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Vạn vạn ước chúng sinh niềm tin, vô số linh hồn cộng minh, đây đều là lực lượng. Làm hết thảy hội tụ vào một chỗ, thông qua lít nha lít nhít chúng sinh tuyến, quán thâu đến Lý Thiên Mệnh trên người thời điểm, Lý Thiên Mệnh linh hồn,
cũng theo tất cả mọi người cùng một chỗ cộng minh. Lần này, so với lần trước giết hại Nguyệt thần tộc, càng phải oanh liệt. Mọi người vì sinh tồn, vì bảo hộ gia viên của mình, lấy thấy chết không sờn dũng khí, trên dưới một lòng, tạo thành kinh khủng đấu chí. Cái này một cỗ đấu chí, là một loại không cách nào giải thích linh hồn lực lượng, theo viêm hoàng đại lục thiêu đốt, xông lên mây xanh. Chúng ta, sẽ không chết. Chúng sinh tuyến, để quá nhiều người bình thường, thật khi thấy tinh không thế giới khuôn mặt. Nhận thức được chính mình hèn mọn, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Thông qua chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh đã nghe qua ức ức vạn thanh âm. Đó là một chương khuôn mặt quen thuộc, tại đối mặt tử vong số mệnh thời điểm, đem hy vọng ký thác vào nhân hoàng trên thân, phát ra giống giận rung trời. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh hiểu hơn một việc. Ta, là binh khí của bọn hắn. Đế hoàng, chúng sinh, cũng không phải là nô dịch cùng bị nô dịch quan hệ. Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn, liền thành một khối. Hắn chỉ là chúng sinh ý chí ngưng tụ, như vậy cũng tốt giống như bồ đề huyết mạch bên trong, cất giấu quỷ thần tộc tổ tiên ý chí một dạng. Thế mà, viêm hoàng đại lục, chúng sinh quá nhiều. Đây mới thật sự là thế bất khả kháng. Đế hoàng, chỉ là chúng sinh ý chí người chấp hành. Gánh chịu vạn chúng chi lực, bọn họ điều khiển ta, đi xé rách gồng xiềng của vận mệnh. Lần này, không phải ta cứu vớt bọn họ, cứu vãn thế giới, mà chính là mỗi người, tại trường cứu mình. Cái ý thức này làm sâu sắc, đối Lý Thiên Mệnh tới nói quá trọng yếu. Bởi vì, đây là đế hoàng thần ý căn bản. Làm gánh chịu chúng sinh lực lượng binh khí, nếu như hắn bừa bãi định vị, tự cho là bao trùm tại chúng sinh phía trên, biến thành bạo quân, cùng chúng sinh rời bỏ, đó mới là thần ý sụp đổ. Thời khắc này linh hồn cộng minh, thậm chí đã dẫn phát thần ý lại lần nữa tăng trưởng. Chúng sinh ý chí, hội tụ tại toàn thân đế hoàng thần ý phía trên, để Lý Thiên Mệnh đế hoàng thần ý, Đông Hoàng Kiếm, biến đến càng thêm to khỏe, kiên cố. Cái này dẫn đến hắn đủ để hấp thu, trưởng khống, mạnh hơn Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng. Đây hết thảy, đều tại điện thạch hỏa quang ở giữa phát sinh. Tại cái này Nguyệt Hạch Trung ương, không thiếu nhất, cũng là Nguyệt Tinh Nguyên. Sau đó, ngay tại ánh trăng vẫn lạc đến thiên tinh cảnh vị trí trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh thần ý tăng trưởng, tại chỗ điên cuồng hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên, mở rộng thiên tinh luân. Cùng lúc đó, sau trước kia mạnh mẽ được nhiều chúng sinh lực lượng, vô hạn tụ đến, bị Lý Thiên Mệnh rót vào kiếp vòng bên trong. Thức thần đạo kiếp vạn kiếm thần niệm. Đối chiến đến thời khắc này, Lý Thiên Mệnh đã tạm thời tổn thất hai đại thức thần. Nhưng là bây giờ, còn lại tám đại kỷ nguyên thần kiếm, đột nhiên chấn động, phân liệt, hóa thành 8.000 thần niệm tiểu kiếm. Mỗi một thanh kiếm, đều ẩn chứa trước nay chưa có lực sát thương. Tại trật tự chi đỉnh dạng này phong bế trong không gian, 8.000 lập lòe thần niệm tiểu kiếm, xem ra quá kinh khủng. Vậy đơn giản là một mảnh gào thét kiếm hải, tại bồ đề trên đỉnh đầu điên cuồng xoay tròn. Rầm rầm rầm, Lý Thiên Mệnh cùng tứ đại cộng sinh thú, cùng một chỗ hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng, hướng về Bát Thánh Thiên, cảnh giới vượt qua. Bất quá, mỗi một hơi thở thời gian đều là sinh tử vận tốc, nơi nào còn có thời gian chậm chạp chuyển hóa. Ngay tại thần niệm tiểu kiếm đản sinh một khắc, Lý Thiên Mệnh thì hội tụ vạn kiếm thần lực, bỗng nhiên bạo khởi, phóng tới trước mắt lâm vào trong điên cuồng bồ đề. Nguyệt Tinh Nguyên còn tại điên cuồng tuôn ra vào thân thể. Có thể đối với hiện tại Lý Thiên Mệnh tới nói, gánh chịu lấy chúng sinh cầu sinh lực lượng hắn, căn bản không cần Bát Thánh Thiên. Hắn phát ra một tiếng giống giận rung trời, chúng sinh đường trên lực lượng, vẫn ra chỉ tại trên thân thể, làm đến hắn mỗi một cái giới tử phía trên tử phủ tháp, toàn bộ xuất hiện. Tử phủ tháp không có ngăn cản công kích, ngược lại vì Lý Thiên Mệnh, bảo hộ giới tử nội bộ ổn định. Chúng sinh lực lượng, quá nhiều, nhiều lắm. Khủng bố như vậy biến hóa, bồ đề đương nhiên nhìn ở trong mắt. Hắn cũng không biết, Lý Thiên Mệnh loại này đột nhiên mạnh lên nguyên lý. Nói thật, đây chính là hắn trong dự tưởng, Lý Thiên Mệnh trên thân người này, biến hóa tính cũng là hắn cảnh giác địa phương. Chỉ tiếc, quá muộn, hiện tại bắt đầu, người cái gì đều không cải biến được. Bồ đề khóe miệng nhe răng cười vẫn còn tiếp tục. Cặp mắt của hắn, có vô số tơ máu. Hắn tổ tiên những cái kiệu oan hồn, còn quấn quanh ở trên người hắn, hướng về phía Lý Thiên Mệnh gào rít, xem ra 10 phần đắc ý. Nguyệt chi thần cảnh đã rơi vào thiên tinh cảnh phạm vi, lấy nó loại này thể lượng, còn có Nguyệt Tinh Nguyên hủy diệt tính, quen thuộc đây hết thảy bồ đề, tâm lý rất rõ ràng, coi như là chính hắn, lúc này thời điểm trở lại kết giới hạch, đều không thể lại thay đổi cục diện.
Nói một cách khác, từ giờ phút này bắt đầu, không ai có thể ngăn cản hai thế giới hủy diệt. Tiếp đó, sẽ rất chói lọi, ngươi có thể dừng lại, trước thưởng thức một phen tuyệt thế cảnh đẹp, sau cùng lại để cho ta, tiễn ngươi lên đường. Hắn bụng mặt, ha ha nở nụ cười, về sau chuyển thành cười ha ha, cả người cười đến gần như run rẩy. Thiếu niên, nghỉ một lát đi, không mệt mỏi sao? Tại trước mắt hắn, cái kia toàn thân nhuốm máu Lý Thiên Mệnh, quần áo phần phật, tay cầm song kiếm, bên người 8.000 thần niệm tiểu kiếm bay tán loạn đến chung quanh hắn, để cả người hắn, trong lúc nhất thời thành kiếm hải trung ương. Đinh đinh đinh, mỗi một chiếc thần niệm tiểu kiếm, đều đang rung động kịch liệt, chỉ hướng bồ đề. Mỗi một thanh kiếm, tựa như là một cái có mấy chục triệu người thần thành, đó là vô số chỉ cầu sống tiếp ánh mắt. Mỗi người đều biết, không có thời gian. Chính vì vậy, tại trọng thương bên trong bò dậy Lý Thiên Mệnh, mới có thể đem bồ đề nói hết thảy, đều ném đến sau đầu. Kim quang kia cùng hắc quang hòa lẫn ánh mắt, khóa chặt bồ đề, trong lồng ngực hết thảy phẫn nộ, hội tụ vào một chỗ, chỉ thành một chữ. Cái kia chính là, giết. Rầm rầm rầm. Nguyệt chi thần cảnh cùng viêm hoàng đại lục sinh ra chấn động, đã ở bên tai quanh quẩn. Tại cái này oanh minh bên trong, Lý Thiên Mệnh cùng bên người 8.000 thần niệm tiểu kiếm, hóa thành kiếm dòng nước lũ, xông về bồ đề. Chói tai kiếm khí tiếng rít âm, tại trật tự chi đỉnh bên trong, ầm vang quanh quẩn. Bồ đề đã ý thức được, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối có rất lớn biên độ tăng cường. Nhưng là, hắn không hiểu, tại đã định trước hủy diệt tình huống dưới, tiếp tục dẫy dụa, còn có ý nghĩa gì? Một người, mặc kệ làm dùng biện pháp gì, lâm thời đề cao chiến đấu lực, vậy cũng là có hạn độ. Đến đạp thiên dạng này cảnh giới, tăng phúc nhất trọng chiến đấu lực, đều đã không thể tưởng tượng. Hắn lựa chọn tới chống đỡ ở, Lý Thiên Mệnh sau cùng phản công. Bởi vì, dạng này tăng cường tự thân thủ đoạn, bồ đề cũng có. Ma thần biến. Giống. Tại thần niệm tiểu kiếm buông xuống trước trong nháy mắt, bồ đề thân thể phát ra kịch liệt biến hóa. Hắn xương cốt đùng đùng không dứt rung động, cả người không ngừng rút lớn lên, biến đến tối thiểu cao 5-6 mét, toàn thân như là bạch ngọc da thịt, triệt để thành ngân sắc, cái kia bóng loáng đầu, càng là đột nhiên vặn vẹo, biến thành một cái đầu sói, hai tay cùng dạng thành móng vuốt sắc bén. Đây là một đầu hình người cự lang. Loại biến hóa này, để nhục thể của hắn, đạt được cường độ cao hơn cường hóa. Hắn trong khoảng thời gian này, không ngừng đồ sát Nguyệt thần tộc, ăn quá nhiều thân thể máu thịt, Nguyệt thần tộc thân thể tố chất, đồng dạng làm cho hắn nhục thân cường hóa, cho nên thi triển ma thần biến hắn, hiện tại càng là cận chiến cuồng ma. Một thân huyết nhục, như là trật tự thần binh, chẳng những không thể phá vỡ, mà lại có kinh khủng huyết nhục lực lượng. Hắn một chảo này, trực tiếp xé rách trật tự chi đỉnh nắp đỉnh, cứ thế mà xông ra ngoài. Chạy đâu? Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh vạn kiếm quy nhất, mỗi một kiếm đều đang thi triển Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. Kiếm cùng kiếm phối hợp, tạo thành một cái ngập trời kiếm trận. Tựa như là mưa như chút nước mưa to một dạng, hướng về bồ đề trên thân đánh tới. Lý Thiên Mệnh cường hóa, bồ đề đồng dạng cường hóa. Hắn cao cao tại thượng, đứng tại trật tự chi đỉnh miệng đỉnh, híp mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Không sai biệt lắm, vậy liền để ngươi cùng Viêm Hoàng, cùng một thời gian, vỡ nát. Hắn lựa chọn không tránh né mũi nhọn, mà chính là từ trên trời giáng xuống. Hóa thành một đạo ngân sắc thần quang, lấy tốc độ khủng khiếp, phóng tới Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Cái kia kinh thiên sát chiêu, thần thông cùng chiến quyết đồng thời thi triển, hình thành thiên long chấn thế, vạn tượng hám thiên rầm rộ, trùng kích xuống. Lý Thiên Mệnh đối bồ đề, cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, muốn cùng hắn tranh luận, lúc này thời điểm đều chỉ còn lại có, một chữ này. Chết. Viêm hoàng đại lục, có vạn trượng hồng trần, ngàn năm lịch sử, ước vạn sinh linh. Những cái kia đều là Lý Thiên Mệnh hiện tại trên thân kiếm, chỗ gánh chịu trọng lượng. Càng là trầm trọng, uy lực càng lớn. Phá! Theo một tiếng vạn chúng hội tụ cùng nhau giống giận rung trời, tất cả trường kiếm hội tụ vào một chỗ, xé rách không khí, hình thành kiếm dòng nước lũ, thậm chí là một cái kiếm trụ, phát ra chói tai tiếng rít âm, đánh tới bổ đề long tượng thần uy. Phốc phốc phốc! Đủ để nghiền ép hy hoàng thần niệm tiểu kiếm, tại lần này vô hạn tăng cường về sau. Tại cái này bồ đề va chạm trong nháy mắt, thì cho thấy khiến người ta hít thở không thông lực lượng. Ong ong ong. Từng đầu long tượng, yếu ớt giống như là trang giấy, bị tại chỗ xé rách. Thần niệm tiểu kiếm, thế bất khả kháng, hướng về bồ đề xuyên qua mà đi. Trường kiếm mở đường, long tượng chôn vùi.
cái này căn bản là lại một trận nghiền ép. Tại thiên tinh cảnh phạm vi bên trong Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn siêu việt sảng khoái trước cảnh giới, lực sát thương cơ hồ khó giải. Bồ đề tính toán rất nhiều, bao quát nguyệt chi thần cảnh vẫn là quỹ tích. Vân vân. Nhưng lúc này đây, là hắn khó có thể tin tính sai. Một người, làm sao có thể, bỗng nhiên cường lớn nhiều như vậy. Hắn đã rơi vào cùng huy hoàng, lúc ấy một dạng khốn cảnh, mà lại không có thời gian rung động. Tại sắc mặt hắn đột nhiên đại biến trong nháy mắt, 8.000 thần niệm tiểu kiếm, đã hình thành kiếm khí biển động, giết tới trước mắt của hắn. Cái này, bồ đề hai mắt chừng đến to lớn. Quá nhanh, tại hắn não tử trống không trong nháy mắt, hắn tại kiếm trong biển, thấy được Lý Thiên Mệnh. Hắn chưa bao giờ xem thường thiếu niên này. Ngược lại, hắn vẫn cảm thấy Lý Thiên Mệnh rất đáng sợ. Nhưng là bây giờ, hắn mới hiểu được, đáng sợ là không đủ hình dung hắn. Ngươi đã định trước quát tháo trật tự tinh không, trở thành vô thượng chi thần. Nhưng là, Viêm Hoàng hủy diệt, là ngươi trong cuộc đời, vĩnh hằng vết rách, nó sẽ vô số lần, trở thành ác mộng của ngươi. Bồ đề ngửi thấy mùi vị của tử vong. Hắn chết, không ai trưởng khống 9 tầng địa ngục tụ biến kết giới. Cái kia liền không khả năng chiếm lấy nguyệt tinh nguyên, bỏ trốn mất dạng. Nhưng nói thật, tiểu u sau khi chết, hắn đối hủy diệt khát vọng, đã vượt qua, nhà. Cho nên, tại biết rõ nói thất bại tình huống dưới, hắn cũng không có tiếc nuối cùng thống khổ. Hắn ngược lại cất tiếng cười to. Hắn chế diễu Lý Thiên Mệnh nghịch thiên cải mệnh, một trận bạo phát, liền hắn đều có thể giết. Nhưng lại vẫn cứu không được hắn Viêm Hoàng đại lục, cứu không được tộc nhân của hắn. Tiểu U, phụ thân cũng thật vui vẻ. Hoàng Tuyền lộ phía trên, đừng đi quá xa, chờ ta, cùng ngươi lớn lên. Hắn giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, ngay cả chạy trốn đều không muốn chạy trốn, nghênh đón tử vong. Bởi vì đối hắn hiện tại tới nói, hắn cho dù chết, hắn đều thắng. Những cái kia các vị tổ tiên, tựa hồ cũng không có như vậy khát vọng nhà. Một trận dung chuyển toàn bộ trật tự tinh không trả thù, đã để bọn họ, toàn thể nhắm mắt. Cứ như vậy, phốc phốc phốc, một cái đem thần niệm tiểu kiếm, theo bồ đề cái kia nhục thân thể cường hãn phía trên, trực tiếp xuyên thủng qua đi. Hai cái trái tim, tại chỗ vỡ nát. Đây mới thật sự là vạn kiếm xuyên tâm. Tê tê, mỗi một kiếm đâm bên trong bồ đề thân thể, đều có thể mang đi một mảnh mưa máu. Hắn đã chết đến mức không thể chết thêm. Cho dù có 10.000 trái tim, hiện tại cũng đến diệt vong. Nhưng cũng sợ là, vạn kiếm xuyên tâm, đều mang không đi hắn giờ phút này cái kia nụ cười thỏa mãn. Bởi vì hắn thắng. Bởi vì Lý Thiên Mệnh, đời này đều sẽ sống ở trong thống khổ. Bồ đề cảm thấy, cái kia ngược lại so chết vì tai nạn thụ. Dù là Lý Thiên Mệnh đột nhiên mạnh lên, làm rối loạn kế hoạch của hắn, hắn đều kiên định cho rằng, hắn không có bại. Bởi vì lúc này thời điểm, cái kia lớn như vậy nguyệt chi thần cảnh, đã buông xuống đến Viêm Hoàng đại trên đất liền hư không, cơ hồ chiếm cứ nửa bầu trời. Đến từ nguyệt tinh nguyên lực lượng, như thế tới gần, hoàn toàn để Viêm Hoàng cái này cả một cái hình người đại lục ầm vang run rẩy, đã tới gần triệt để nát bấy biên giới. A! À, Lý Thiên Mệnh theo bồ đề bên người tiến lên, trong tay lấy được mộng nguyệt hồn nhận. Hắn sắc mặt cơ hồ vặn vẹo, hai mắt tròng trắng mắt bộ phận, hoàn toàn đỏ thẫm, cả người cuồng loạn. Bồ đề nói không sai. Hắn bạo phát, chung kết bồ đề, nhưng là quá muộn. Tại nguyệt hạch bên trong, hắn có thể thông qua chúng sinh tuyến, tận mắt thấy cái kia đã mất khống chế nguyệt chi thần cảnh. Mà chính hắn, ngay tại cái này nguyệt hạch trung ương. Nơi này là thế giới hủy diệt đánh chúng, duy nhất địa phương an toàn. Rầm rầm rầm, nổ tung giống như thế giới hủy diệt thanh âm, không ngừng đánh thẳng vào Lý Thiên Mệnh lỗ tai, để hắn tê cả da đầu. Phốc phốc phốc, lại một lần, trước mặt mọi người sinh đã tới gần tử vong thời điểm, Lý Thiên Mệnh đế hoàng thần ý, bắt đầu nứt toác. Chúng sinh tuyến, đồng dạng cơ hồ nứt gãy. Đây hết thảy đều đang nói rõ, hắn cùng Viêm Hoàng, cùng phía trên này tất cả mọi người, đều đã là không thể chia cắt tổng thể. Viêm Hoàng diệt, hắn cũng rất khó lại đứng lên. Bồ đề tuy nhiên chết rồi, nhưng hắn thỏa mãn nụ cười, vẫn là như ác mộng một dạng, chiếm cứ tất cả não tử. Có thể, đối mặt đối thủ như vậy, Lý Thiên Mệnh đã làm được cực hạn A. Bồ đề đã chết, tiếp đó, chỉ có thể nhìn mệnh. Lý Thiên Mệnh lấy tốc độ nhanh nhất lao ra, cầm đến mộng nguyệt hồn nhận, ném cho thái cổ tà ma, duy nhất chỗ có thể nói, cũng là. Nhanh,
Thái cổ tà ma nắm thanh kiếm kia, trên mặt ngũ vị tạp trần, muốn nói lại thôi. Tại Lâm Tiêu Tiêu thúc giục phía dưới, nó mới lập tức đi vào kết giới hạch. Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu đồng thời cùng nhập trong đó. Có lẽ là bởi vì, Nguyệt Hạch là địa phương an toàn, chỗ lấy thái cổ tà ma đàng hoàng rất nhiều. Coi như rất nghiêm túc, tại làm một trận cứu thế sự tình. Nó nói, đã chậm, cơ hồ 100% diệt vong. Nó chỉ có thể đem hết toàn lực thử một chút, hy vọng muốn là thất bại, người không nên trách tội nó. Lâm Tiêu Tiêu thanh âm khàn khàn, có chút thất hồn lạc phách nói. Lý Thiên Mệnh không có trả lời. Hắn tại kết giới này đang xét duyệt khắp nơi tìm cơ hội, thế nhưng là hắn phát hiện, chưa quen thuộc cũng là chưa quen thuộc, làm ngoài nghề, lúc này thời điểm hoàn toàn không chen tay được. Bọn họ trộm thiên nhất tộc có thể xuyên qua các loại kết giới, tương đương với nắm giữ vạn năng chìa khóa. Cho nên ở phương diện này, ngược lại cơ bản không có gì nghiên cứu, bởi vì không cần thiết. Thái cổ tà ma đem mộng nguyệt hồn nhận, cắm vào kết giới đang xét duyệt, thay đổi nguyệt chi thần cảnh phương hướng. Thế nhưng là kết giới này đang xét duyệt thiên văn rung động kịch liệt, nó căn bản là không có cách vặn vẹo. Sau đó, nó chỉ có thể quay đầu lại, vô cùng phiền muộn đối Lý Thiên Mệnh nói. Từ bỏ đi, đã không kiểm soát, ta không có cách nào. Câu nói này, cho Viêm Hoàng Đại Lục cùng Nguyệt Chi Thần Cảnh, thẳng tiếp nhận tử hình. Từ bỏ đi, mỗi một chữ, đều giống như độc kiếm, cũng cho Lý Thiên Mệnh, tới một lần vạn kiếm xuyên tâm. Hắn tuy nhiên tại Nguyệt Hạch bên trong, có thể là thông qua chúng sinh tuyến, hắn có thể hóa thân thành đứng tại Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên bất kỳ một cái nào tộc nhân, ngẩng đầu nhìn thương thiên. Làm cái kia cả một cái tinh thần thế giới nện xuống thời điểm, bất kể là ai, đều có thể cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé. Run rẩy, thút thít, tuyệt vọng. Đây hết thảy xông lên đầu, hoàn toàn không có cách nào thở dốc. Xong, hết thảy kết thúc. Không có, cũng bị mất. Mẹ, ngươi ở đâu? Ta thật là sợ. Long trời lở đất. Giống như Bồ Đề dự nghĩ như vậy, tiếp xuống va chạm, sẽ sinh ra một trận chói lọi pháo hoa. Thiên nhất giới diện quang mang, có lẽ đều có thể xông lên trật tự tinh không. Đứng ở đằng xa quan sát, cái kia xác thực lại là tuyệt mỹ phong cảnh. Thế nhưng là, người tại trong cục, mới sẽ biết, mỗi một tinh điểm quang mang lấp lóe đều là ức vạn sinh linh chi mệnh, bị tử vong chi hỏa chìm ngập. Không có tận cùng tuyệt vọng. Thời gian dường như đình chỉ, mọi âm thanh yên tĩnh. Tử vong chi hỏa, bao phủ hai thế giới. Không chỉ là Viêm Hoàng Đại Lục, Nguyệt Chi Thần Cảnh phía trên, cũng là vô tận thét lên. Bởi vì Bồ Đề tử vong, cho nên Nguyệt Chi Thần Cảnh tinh thần thủ hộ kết giới còn tại mở ra trạng thái, cho nên trận này va chạm, Viêm Hoàng sẽ không chịu nổi một kích, nhưng loại này mãnh liệt dung chuyển, Nguyệt Chi Thần Cảnh phía trên sinh linh, trên cơ bản chạy không khỏi tử vong vận mệnh. Tuyệt vọng, nhét vào trái tim của mỗi người bên trong. Lý Thiên Mệnh trải qua rất nhiều sinh tử đại chiến, đều không có như lúc này dạng này, não tử hoàn toàn trống không. Hắn hoàn toàn minh bạch, mặc kệ có cái gì thiên tư, trên thế giới này nào đó một số chuyện, đều có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nhân tính, quá phức tạp. Thi Hoàng, Bồ Đề, thậm chí là nhỏ U, đối trật tự tinh không tới nói, bọn họ có lẽ là tiểu nhân vật. Thế nhưng là bọn họ tâm linh thế giới phức tạp, đã bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chói mắt ánh trăng phát sáng, đã nuốt sống Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh thay thế thái cổ tà ma. Dùng hết tất cả khí lực, liền âm thanh đều giống đến khàn khàn, đều không có thể đem giấc mộng này nguyệt hồn nhận cho đảo ngược. Hô, 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 yên tĩnh phía dưới, tiếng thở, như thế chói tai. Ngay một khắc này, Nguyệt Chi Thần Cảnh cùng Viêm Hoàng Đại Lục khoảng cách, ước chừng chỉ tương đương với Hỗn Độn Thiên Lao bán kính. Rầm rầm rầm, càng khốc liệt hơn long trời lở đất phát sinh. Thậm chí có chúng sinh, cùng nham thạch một dạng. Bị Nguyệt Chi Thần Cảnh dẫn lực đi lên nuốt đi. Ước vạn tuyệt vọng kêu thảm, trong nháy mắt tràn vào lỗ tai. Cái này tất cả thanh âm, để Lý Thiên Mệnh trong đầu giống như là đâm vào gai độc. Bồ Đề trước khi chết nói, Viêm Hoàng diệt vong, lại là Lý Thiên Mệnh cả đời ác mộng. Hắn nói đúng. Người sống, nhìn người bên cạnh nguyên một đám chết đi, Bồ Đề thống khổ, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được. Tiểu U tự vận, xác thực đem hắn, triệt để xé rách. Lý Thiên Mệnh tại thời khắc này, đồng dạng cảm giác được, mệnh hồn của mình, cũng tương đương với bị xé nứt. Kết thúc. Như thế tới gần, lại không người có thể ngăn cản va chạm cùng hủy diệt.
ánh trăng, đã nuốt sống trật tự chi địa thái dương quang mang. Tuyệt vọng bao phủ nhân gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhân gian chính là vĩnh hằng địa ngục. Chỉ là, tại cái này tĩnh mịch thời khắc, hết thảy chợt dừng lại. Là bởi vì chôn vùi quá mức kinh hãi, cho nên đối thời gian cảm giác trở nên chậm sao. Có thể, cái này cũng trở nên chậm nhiều lắm. Không đúng. Không đúng. Lý Thiên Mệnh tại ngạt thở bên trong, rốt cục thở ra một hơi. Thông qua chúng sinh tuyến, hắn phát hiện chuyện bất khả tư nghị. Cái kia chính là, vốn nên cùng Viêm Hoàng đụng vào Nguyệt Chi thần cảnh, đến một vị trí nào đó về sau, vậy mà không xuống chút nữa. Dừng lại trên không trung. Dù là ánh trăng hấp lực, còn tại xé rách Viêm Hoàng, làm cho Sơn Hà tiếp tục nứt toác, Thương Hải tang điền. Nhưng là, va chạm cũng không có phát sinh. Sao lại thế? Người còn sống sót nhóm, khó có thể tin ánh mắt, nhìn lấy tình cảnh này. Đến cùng là vì cái gì? Lý Thiên Mệnh thông qua chúng sinh tuyến, đi tìm đáp án. Hắn rốt cục thấy được. Đúng thế, hỗn độn thiên lao. Nguyệt Chi thần cảnh chìm xuống, tất nhiên sẽ trước đụng tới hỗn độn thiên lao. Bởi vì, hỗn độn thiên lao là một cái to lớn hình tròn, khảm nạm tại Viêm Hoàng đại lục đầu. Mà Nguyệt Chi thần cảnh vẫn lạc điểm trung tâm, đồng dạng lại tới gần nơi này một bên. Sau đó, làm Nguyệt Chi thần cảnh tinh thần thủ hộ kết giới, va chạm đến hỗn độn thiên lao thời điểm. Cái kia thần bí mà quỷ dị tử linh rãnh trời, vậy mà đè vào phía trên. Cái này một cái hình cầu, tản ra vô số khói đen, hóa thành vô số tay cầm, cứ thế mà đem Nguyệt Chi thần cảnh, nắm nâng tại phía trên, không để cho nó nện xuống Viêm Hoàng đại lục. Cái này hỗn độn thiên lao, vậy mà ngăn chặn lại Nguyệt Chi thần cảnh hạ xuống chi lực, cứ thế mà đem ổn định. Cái này, thần tích a. Thái cổ tà ma thét to. Cái này Lý Thiên Mệnh ra đời địa phương, lần nữa bày ra nó thần diệu. Có thể đem Nguyệt Tinh Nguyên rơi xuống chi lực tháo bỏ xuống, thì cùng chơi bóng cao su giống như, đem đỉnh ở phía trên, cái này hỗn độn thiên lao, tuyệt đối là thật không thể tin thần tích. Thay đổi, thay đổi. Lý Thiên Mệnh chỉ ngốc trệ trong nháy mắt, lập tức hướng về phía thái cổ tà ma giống to. Hắn mau đưa tim phổi, đều cho gọi ra. A, nha. Thái cổ tà ma kịp phản ứng, vội vàng lần nữa nếm thử, khống chế vừa mới đã mất khống chế Nguyệt Chi thần cảnh. Hiện tại Nguyệt Chi thần cảnh, cơ hồ tương đương vững vàng ổn định ở Viêm Hoàng đại trên đất liền hư không. Cũng không tiếp tục là trước đây, loại kia gia tốc vẫn lạc trạng thái. Thử một chút đi. Làm thái cổ tà ma, dùng hết toàn lực, lại lần nữa thay đổi giấc mộng kia Nguyệt hồn nhận, nghịch chuyển Nguyệt Chi thần cảnh vận hành phương hướng thời điểm, cái này Nguyệt hạch bên trong, bạo phát ra chói tai tiếng oanh minh âm. Ngay từ đầu, toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, vẫn đang rung động kịch liệt. Hắn tụ biến kết giới mặt ngoài rất nhiều thành trì, sơn hà, đồng dạng chấn động, nứt toác. Tại đụng nhau trước đó, Nguyệt Chi thần cảnh, cũng có nhất định hư hao. Nhưng là, rung động về sau, ánh dạng đông sinh ra. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, cái kia lớn như vậy Nguyệt Chi thần cảnh, bắt đầu tăng lên. Ông, tháng này quang bao phủ khối cầu cực lớn, thoát ly hỗn độn thiên lao nắm nâng. Tại chấn thiên động địa tiếng oanh minh âm bên trong, không ngừng bay vụt. Đã chiếm cứ Viêm Hoàng đại lục nửa bầu trời mặt trăng, bắt đầu thu nhỏ, gần trong gang tấc ánh trăng thành trì, dần dần bị ánh trăng chi mây bao phủ, thẳng đến triệt để nhìn không thấy. Hai thế giới, cách nhau trăm vạn năm. Lần này vội vàng gặp mặt, còn không có thân vấn, cũng đã nhất phách lưỡng tán, lại lần nữa tách rời. Viêm Hoàng đại lục sụp đổ, tiếp tục yếu bớt, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Nguyệt Chi thần cảnh càng là đi lên, thì càng ổn định. Tuy nhiên trung gian rung động nhiều lần, kém chút lại lần nữa hạ xuống, cuối cùng vẫn là ổn định. Ta đi, người khác tay run a. Lý Thiên Mệnh tim đều nhảy đến cổ rồi, hướng về phía thái cổ tà ma quát. Đừng lại nhảy, ảnh hưởng lão nương thao tác, thái cổ tà ma quát. Ha ha, người thành âm như thế thô kệch, không chuyên môn sách, ta còn không nhớ ra được ngươi là cái. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt nói. Lão đại ngươi quá ngu, ta cùng tiểu tỷ tỷ chơi đỉnh thật cao thời điểm. Thấy rất rõ ràng, nó là cái. Lam Hoàng cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý. Cút, thái cổ tà ma cơ hồ thổ huyết. Quỳ đệ ngươi nói rõ ràng, ngươi thấy cái gì? Huỳnh Hỏa trong nháy mắt lên hào hứng. Liền bên cạnh Miêu Miêu, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, đem khuôn mặt nhỏ cơ hồ tiến tới Lam Hoàng trong miệng, liền đợi đến nó nói điểm kinh bạo sự tình. Ha ha, cái kia chính là...
Lam Hoàng nói đến một nửa, nhìn đến thái cổ tà ma phun lửa ánh mắt, vội vàng nuốt một miếng nước bọt, trợn mắt nói, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta vốn thuần khiết một tiểu long. Rùa. Sợ, Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Thái cổ tà ma giận a, không nghĩ tới nó như thế thân phận, vậy mà để một đám tiểu hài tử cho dở trò lưu manh. Bất quá, nó trên tay không có mập mờ, tốc độ tuy nhiên chậm, nhưng vẫn là từng bước một, tăng lên nguyệt chi thần cảnh độ cao. Làm nguyệt chi thần cảnh xông ra thiên tinh cảnh độ cao, Lý Thiên Mệnh trên người chúng sinh lực lượng biến mất. Hắn bắt đầu bình tĩnh lại, hấp thu nguyệt tinh nguyên lực lượng. Đem chính mình, cộng sinh thú cùng thức thần cảnh giới, đều tăng lên tới đạp thiên cấp thứ 8, bát thánh thiên, cường độ. Hiện ở đây, không cần chúng sinh chi lực, đều có thể cùng tinh tướng thần cảnh chống lại. Thi Hoàng, Bồ Đề đã chết. Bây giờ cái này nguyệt chi thần cảnh, Lý Thiên Mệnh càng không đối thủ. Tiếp đó, nguyệt chi thần cảnh càng ngày càng cao. Hai thế giới sụp đổ, đã sớm hoàn toàn đình chỉ. Bất kể như thế nào, không có tránh thức va chạm, Viêm Hoàng cùng Ánh Trăng, đều không có tránh thức làm bị thương căn cơ. Những cái kia sụp đổ thành trì hòa ra vườn, chỉ cần người không có việc gì, tương lai đều có thể trọng kiến. Đứng tại Viêm Hoàng Đại Lục, có thể nhìn đến cái kia vừa mới mang đến kinh hồn Ánh Trăng, đã thu nhỏ đến đường kính 3-4 mét, hơn nữa còn đang kéo dài thu nhỏ. Cái này mang ý nghĩa, trận này tai nạn, cuối cùng kết thúc. Lâm Tiêu Tiêu chứng kiến đây hết thảy, tự nhiên biết đến cỡ nào mạo hiểm. Chúng sinh tự cứu, đều chỉ có thể ngăn cản Bồ Đề. Cuối cùng tránh thức để Viêm Hoàng, Ánh Trăng sống sót, lại là hỗn độn thiên lao. Dù là kết thúc, mỗi cái người cũng đã tê cả ra đầu, chưa tỉnh hồn. Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, Nguyệt Chi Thần Cảnh bên trong, vô số người ngu trệ đứng đấy, tạm thời cũng không có sống sót vui đến phát khóc. Bởi vì, mọi người trên cơ bản, đã bị sợ choáng váng. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, Nguyệt Chi Thần Cảnh, thì có thể trở lại vị trí cũ. Đem cái này đây hết thảy giao cho Thái Cổ Tà Ma, Lý Thiên Mệnh ổn định một chút tâm thần, bắt đầu xử lý, hậu sự. Bồ Đề thi thể, còn lơ lửng tại cái này nguyệt hạch bên trong. Hắn khôi phục bộ dáng lúc trước, cái kia tái nhợt ánh mắt, còn không có nhắm lại. Bởi vì hắn trước khi chết, tự ta cảm thấy thắng, cho nên trên mặt của hắn, có vô cùng nụ cười thỏa mãn. Đây là cực nhạc mà chết. Sinh mệnh chung kết một khắc, cái gì đều kết thúc. Cho nên đối ngươi mà nói, tại ngươi tử vong về sau, hết thảy đều muốn không có ý nghĩa. Bồ Đề, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi xác thực thắng. Ngươi đạt được kết quả ngươi muốn, so với những cái kia ngậm lấy oán niệm mà chết người, ngươi tính toán hạnh phúc. Tại sinh mệnh dừng lại trước một khắc này, hắn đều rất vui vẻ. Viêm Hoàng cùng Ánh Trăng chân thực vận mệnh như thế nào, kỳ thật đối Bồ Đề, đã không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn trước mắt cỗ thi thể này. Trên người hắn huyết, rất nhanh liền chảy sạch sẽ. Những cái kia đến từ tổ tiên huyết, quả nhiên không thuộc về hắn. Tại sau khi chết, máu tươi nhóm mang theo chấp niệm, hốt hoảng rời đi thân thể của hắn. Có lẽ, cùng tiểu u một dạng, người bây giờ, mới thật sự là ngươi. Trước đó, các ngươi gánh chịu quá nhiều, cũng không thuộc về các ngươi thù hận của chính mình. Bồ Đề là Lý Thiên Mệnh, ngộ qua đặc thù nhất địch nhân. Giết chết hắn. Lý Thiên Mệnh không có bất kỳ cái gì cảm giác thông khoái. Ngược lại rất khó chịu. Làm nguyệt thần tộc trấn áp, hắn cùng Bồ Đề liên thủ thời điểm, hắn đã cân nhắc qua hòa bình khả năng. Nhưng trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, Bồ Đề không thể lại từ bỏ ý đồ. Kết quả như hắn dự liệu như thế, hắn chẳng những không có từ bỏ ý đồ, còn muốn chôn vùi hai thế giới, đi chiếm lấy nguyệt tinh nguyên. Hắn không chết, chính là hai thế giới diệt vong. Lý Thiên Mệnh nơi nào còn có lựa chọn. Bồ Đề muốn truy cầu nguyệt tinh nguyên, là tất nhiên. Lý Thiên Mệnh vì mạng sống, cùng Viêm Hoàng chúng sinh cùng một chỗ giết hắn, cũng là tất nhiên. Người nào đều không có đường lui. Tại dạng này vòng xoáy phía dưới, gánh vác oán niệm, vô tình bạo ngược hắn, cực nhạc mà chết, có lẽ là kết cục tốt nhất. Chỉ có tiểu u, là hắn thân thủ chế tạo ra, từ đầu đến đuôi bi kịch. Lại hoặc là nói. Là bọn họ 20 vạn năm tổ tiên, chế tạo ra. Tại Bồ Đề bên người, còn có một cái dương nhỏ. Ở nơi này, tiểu u thi thể, an tường nằm ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh đem nàng, đưa đến Bồ Đề trong ngực. Không biết các ngươi, có hay không còn có thể nghe thấy, ta đem quyết định của ta, nói cho các ngươi biết. Ta sẽ tại Viêm Hoàng Đại Lục phía Tây trốn không người,
vạch ra một khối khu vực, đầy đủ 1 tỷ quỷ thần sinh tồn, bọn họ có thể hưởng dụng bình thường thiên địa linh khí, có thể tắm rửa mặt trời cùng ánh trăng quang mang. Ta sẽ trọng chỉnh pháp luật, để quỷ thần cùng nhân tộc sống chung hòa bình, bọn họ sẽ thu hoạch được tự do, tôn nghiêm cùng sinh mệnh bảo hộ. Bọn họ từng tại 9 tầng trong địa ngục, tưởng tượng qua ngoại giới hết thảy, ta đều sẽ tận lực, vì bọn họ thực hiện. Kỳ thật, 20 vạn năm tội, liền xem như hoàn lại đã từng 100 vạn năm, đối với chúng ta nhân tộc ức hiếp, lăng nhục cái kia món nợ. Oan oan tương báo, khi nào có thể? Ngươi nói muốn một ngôi nhà, vốn có thể thương lượng với ta, Viêm Hoàng Đại Lục cũng có thể trở thành một ngôi nhà, dù là không có Nguyệt Tinh Nguyên, cái nhà này cũng sẽ không đủ ấm áp. Các ngươi suy nghĩ hết thảy khoái lạc, Viêm Hoàng bản thân đều có thể cho ngươi. Cho nên, nói cho cùng, ngươi cùng tổ tiên của ngươi, chỉ là khát vọng Nguyệt Tinh Nguyên. Trước kia, Lý Thiên Mệnh không đủ tư cách nói những thứ này, nhưng là hiện tại, hắn đủ cường đại, tối thiểu có thể cùng Bồ Đề địa vị ngang nhau. Mà lại, tại Viêm Hoàng phạm vi, hắn chiến đấu lực bạo tăng, chỉ cần Bồ Đề nguyện ý thực hiện hòa bình. Lý Thiên Mệnh thì nguyện ý, khiến cái này thay thế tổ tông chuộc tội quỷ thần nhất tộc, thu hoạch được tân sinh. Bồ Đề lần này điên cuồng, xem như đem tiền bối góp nhặt 20 vạn năm dục vọng, toàn bộ chút xuống, không còn sót lại chút gì. Hắn mang theo oán niệm cùng hủy diệt khoái lạc mà chết. Những cái kia đồng dạng gặp nạn qua 1 tỷ quỷ thần, bọn họ kết cục cũng không tính kém. 200 ngàn lại mà về, hết hạn tù phóng thích, vốn nên thu hồi tội nghiệt, hưởng thụ hồng trần, không phải sao? Bồ Đề tuyệt đối biết, đã từng 100 vạn năm tháng bên trong, hắn tiền bối, mang cho Viêm Hoàng nhân tộc bao nhiêu tai nạn. Hắn chỉ là mang tính lựa chọn quên. Hết thảy, cũng là vì Nguyệt Tinh Nguyên. Vì tự tư, vì tham niệm. Kỳ thật chỉ cần có thể câu thông, tỉ mỉ nghĩ lại, không có Nguyệt Tinh Nguyên, còn không phải có thể có một ngôi nhà. Đến mức thê tử, nhị tử thù mới, hắn cùng Lý Thiên Mệnh ở giữa, không giải được nút chết, cũng có thể làm ân oán cá nhân, mà không phải liên lụy ức vạn vô tội sinh linh, đem bọn hắn cùng một chỗ kéo vào tử vong vòng xoáy. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Thiên Mệnh liền mang theo yếu nhất Viêm Hoàng nhân tộc, tại 2 tộc bọn họ bên trong lượn vòng. Một bước sơ suất, Viêm Hoàng liền sẽ lâm vào ác mộng. Kế mượn đao giết người, hắn đều không có lựa chọn. Cho đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh đều không có, hướng Nguyệt Thần tộc lộ ra Bồ Đề thân phận chân thật, giữ được cái kia 1 tỷ quỷ thần chu toàn. Đây đã là Lý Thiên Mệnh sau cùng nhân từ, cũng là hắn cho rằng, hắn có thể cùng Bồ Đề đạt thành ăn ý điều kiện. Có thể ánh trăng vẫn lạc hiện nói rõ thật, đây là Lý Thiên Mệnh mong muốn đơn phương. Không có thân này cửu oán chi huyết, quỷ thần tộc, có thể càng tốt hơn. Lý Thiên Mệnh cho Bồ Đề một bộ quan tài, để hắn cùng Tiểu U có thể dựa vào nhau. Trở về sau, ta sẽ đem bọn ngươi, táng tại Viêm Hoàng, tại các ngươi nhà mới phía trên. Hiện tại 1 tỷ quỷ thần, đã mất đi đứng đầu cường giả, hoàn toàn không phải Viêm Hoàng nhân tộc đối thủ. Lý Thải Vi lập tức thành thần, Lý Thiên Mệnh có thể khống chế ở bọn họ. Về sau, những cái kia phong cấm mối thù, sẽ cùng đã từng 100 vạn năm cừu hận cùng một chỗ tiêu tán. Dù sao cái kia một quãng thời gian, đã quá xa xưa. Nói đến đây, Nguyệt Chi thần cảnh đã về tới vị trí cũ phía trên. Thái cổ tà ma cũng đã thông Nguyệt hạch thông đạo, đồng thời đem Mộng Nguyệt hồn nhận, ném về cho Lý Thiên Mệnh. Triệt để kết thúc. Đại nạn về sau, 2 thế giới, tất cả mọi người, đều nghênh đón tân sinh. Chết đi, chỉ là tham niệm cùng oan hồn. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hy Hoàng cùng Bồ Đề, lần lượt chết tại cái này Nguyệt Hạch. Nhưng nơi này, cũng không đáng lưu luyến. Đem Mộng Nguyệt hồn nhận cầm ở phía sau phía trên, Lý Thiên Mệnh thì không cần lo lắng, tai nạn tái nhập. Tiêu Tiêu, ta xử lý một chút Nguyệt Chi thần cảnh sự tình, người trước phía dưới đi giúp một chút. Lý Thiên Mệnh đứng tại Hy Hoàng cung phế tích bên trên, cùng Lâm Tiêu Tiêu nói ra. Ngươi làm Tiêu Tiêu thật là ngươi thị nữ a, tùy tiện sai xử. Thái cổ tà ma tức giận bất bình nói. Vu U, không cần ngươi quản. Lâm Tiêu Tiêu câu nói này, để thái cổ tà ma đấm ngực dậm chân, á khẩu không trả lời được. Sau khi nói xong, nàng hướng về phía Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, muốn nói lại thôi, sau cùng rời đi. Uyên Ương Hí Thủy Cung. Lý Thiên Mệnh lật khắp mấy trăm tòa cung điện, rốt cuộc tìm được một chỗ kết giới phong bế bí cảnh. Đi vào trong đó, có thể nhìn đến, bên trong đầy đất đều là bảo bối. Vũ trụ thần nguyên, trật tự thần binh, trật tự thần đan, còn có các loại thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh,
ngoài ra còn có không ít nắm giữ tiêu ký truyền tin thạch. Trong đó mấy cái truyền tin thạch là dùng thiên địa thần khoáng tài liệu đoán tạo mà thành, phía trên tiêu ký có trật tự thiên tộc chữ, rõ ràng có thể liên hệ trật tự thiên tộc. Đây mới là hy hoàng, cùng trật tự chi địa câu thông đồ vật. Nàng cũng là bị chết ngoài ý liệu, liền những vật này đều không mang theo. Lý Thiên Mệnh đem trong này, điều tra trống không. Trên tay vũ trụ thần nguyên đã đạt đến mấy trăm, đủ để cho Viêm Hoàng Đại Lục sinh ra không ít hơn thần. Hắn lại đi Nguyệt Thần Thiên thành Nguyệt Thần Điện, tại cục diện hỗn loạn này dưới, căn bản không ai quản hắn. Hắn thì dùng một loại gọi là thiên hồn linh quặng, thần khoáng, lấy đi đại khái 10.000 Nguyệt Thần tộc truyền thừa thiên hồn, chuẩn bị mang về Viêm Hoàng. Chỉ là Huy Nguyệt Thành thì có 1 triệu thiên hồn, cái này 10.000 đối Nguyệt Thần tộc tới nói, cũng không tính là gì. Những bảo bối này tối thiểu làm cho chúng ta Viêm Hoàng, trong thời gian ngắn xuất hiện mười mấy cái thượng thần. Bọn họ cùng ta thần ý tương liên, về sau tăng lên càng nhanh, nếu là bọn họ cần nguyệt tinh nguyên lực lượng, có thể lên mặt trăng tu hành. Viêm Hoàng cường thịnh, cũng có thể bảo chứng, đầy đủ trấn nhiếp Lý Thiên Mệnh lưu lại 1 tỷ quỷ thần. Bởi vì chúng sinh tuyến tồn tại, Lý Thiên Mệnh không quá lo lắng quỷ thần còn dám làm loạn. Bọn họ cùng nguyệt thần tộc một dạng, đều đã mất đi người đáng tin cậy. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã cầm đi Nguyệt Thần tộc cùng trật tự thiên tộc câu thông truyền tin thạch. Giấy không thể gói được lửa, loại đại sự này, trật tự chi địa trễ sớm biết. Ta muốn làm, là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lý Thiên Mệnh tại Nguyệt Thần Thiên Thành trong tìm tìm. Hiện tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, bởi vì Hy Hoàng Băng Hà cùng vừa rồi vẫn lạc, vẫn ở vào đại loạn bên trong. Coi như trở về hình dáng ban đầu, rất nhiều người đều cơ hồ tinh thần thác loạn. Trong bọn họ, căn bản không có người biết chân tướng. Lý Thiên Mệnh tại Nguyệt Thần Thiên Thành phi nhanh. Bỗng nhiên, hắn thấy được một cái quen thuộc thiếu nữ tóc ngắn. Uy, Huy Dạ Mỹ thiếu nữ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lý Thiên Mệnh trực tiếp rơi vào trước mắt của nàng. Thiếu nữ trước mắt, chính là một mặt kinh hoàng chạy khắp nơi, kết quả trực tiếp đâm vào Lý Thiên Mệnh trên thân, đụng cái tràn đầy. Đại tỷ, dẫn bóng đụng người. Không tốt lắm đâu. Lý Thiên Mệnh chớp mắt nói. Linh Nhi không tại, đến phiên ta sao? Huy Dạ thì thấy là hắn về sau, tâm tình khẩn trương vừa rồi tan thành mây khói. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới gần nhất phát sinh sự tình, bao quát 100.000 thượng thần tiến công Viêm Hoàng lại bị phản sát, nàng xem thấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt, cơ hồ đều tràn đầy hoảng sợ, vội vàng nói, ta đùa giỡn a, ta mới không dám đắc tội ngươi, cái kia. Gia cảnh bần hàn, cáo từ. Đừng đi a, vội cái gì? Lý Thiên Mệnh kéo nàng lại, kéo tới xó xỉnh bên trong. Đừng, đừng a anh hùng, mặc dù nói hoa nhà không bằng hoa dại hương, có thể ta Huy Dạ thì không đáng người phản bội Linh Nhi a. Nàng bụng mặt khẩn trương nói. Người kịch vẫn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh vui vẻ, bước lên lỗ tai của nàng, hỏi, người tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, tình cảnh thế nào? Còn có thể thế nào? Thật nhiều người đều biết, ta còn cùng ngươi thành qua thân. Ta chỉ có thể nói láo cái gì cũng không biết, bằng không sớm đã bị chặt. Huy Dạ Thi nói. Có thể nói láo liền không sao. Lý Thiên Mệnh hỏi lại, nghe nói Hy Hoàng chết rồi, người biết là ai giết sao? Khẳng định cũng là cái kia quỷ thần tộc, cũng là cái kia quỷ hoàng, hắn thật là đáng sợ. Huy Dạ Thi kinh hoàng nói. Vừa rồi Nguyệt Chi Thần Cảnh kém chút nện ở Viêm Hoàng phía trên, người biết là ai làm sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ta nào biết được a? Huy Dạ Thi khóc ròng nói. Nàng không biết, càng nói rõ tất cả Nguyệt Thần tộc, đối hết thảy đều là không hiểu ra sao. Cái kia ta nói cho ngươi chân tướng. Lý Thiên Mệnh nói. Ân. Đúng là cái kia tinh không sát thủ, giết các ngươi Hy Hoàng, tiến vào Nguyệt Hạch, người này là thằng điên, khống chế lấy Nguyệt Chi Thần Cảnh khắp nơi tán loạn, kém chút đâm vào thiên nhất giới diện phía trên. Bất quá sau cùng, hắn ý thức đến chính mình chơi lớn rồi, đem Nguyệt Chi Thần Cảnh khôi phục tại chỗ, lúc này mới chạy. Lý Thiên Mệnh nói, cũng là cái kia bồ đề, Huy Dạ Thi trừng to mắt. Sai, không có bồ đề, không có có quỷ thần tộc, chỉ có tinh không sát thủ. Lý Thiên Mệnh gõ đầu của nàng nói. Ý gì a? Huy Dạ Thi nói. Người đem ta mới vừa nói, truyền bá ra ngoài, đừng nói cho bất luận kẻ nào, bồ đề thân phận chân chính, biết không? Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a, nhưng ta không phải là rất rõ ràng, kỳ thật có ẩn tình khác. Huy Dạ Thi nói. Đúng, chân tướng là, ta giết bồ đề, cứu được Nguyệt Chi Thần Cảnh, nhưng ta không muốn để người ta biết,
không muốn để cho mạnh hơn người chú ý tới ta, cho nên chỉ có thể đổi thành tinh không sát thủ lương tâm phát hiện, hiểu không? Ta không muốn bại lộ bồ đề thân phận, cũng là sợ người đừng đi viêm hoàng đại lục, sau cùng liên lụy đến ta. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Đã hiểu, nhưng, là thật sao, ngươi vừa mới cứu vớt toàn thế giới. Huy Dạ thì ánh mắt thả chỉ nhìn hắn. Thế nào, cảm động sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Linh Nhi có ở đó hay không a? Không có ở đây, ngươi suy tính một chút, cùng ta sinh đứa bé sao? Ta muốn lưu một cái loại. Huy Dạ thì cúi đầu thẹn thùng nói. Gặp Lý Thiên Mệnh một bộ, ăn phải con ruồi, biểu lộ, Huy Dạ thi liền khiến cho kình chu môi, nói, tốt, người ta trên thân còn có các ngươi nguyền rủa, đương nhiên phải nghe ngươi rồi, nhưng mà, ta chính là một tiểu nhân vật, cũng không bảo đảm, có thể đem ngươi nói sự tình truyền đi nha. Ngươi hết sức là được, chú ý đừng để nhân quan liền đến ngươi, việc này không khó, hiện tại tất cả mọi người cần, chân tướng, loại này chân tướng, sẽ truyền rất nhanh. Ngươi thậm chí có thể nói, là trật tự chi địa người xuống tới, cuối cùng sử tử tinh không sát thủ, dù sao, đừng để bất luận cái gì lời đồn phiên bản, cùng ta dính líu quan hệ. Lý Thiên Mệnh nói, đã hiểu, người ta rất thông minh, Huy Dạ thì đắc y nói. Không tệ không tệ, uy, ngươi giết chúng ta tốt nhiều thượng thần chuyện này, chứng cứ vô cùng xác thực, nếu như trật tự thiên tộc có người xuống tới, làm sao tròn đều không tránh thoát a? Huy Dạ thì nói, cái này xác thực, nhưng việc này thuộc về Nguyệt thần tộc áp bách ta, không thuộc về ta hại Nguyệt thần tộc, tính chất so ra kém Nguyệt chi thần cảnh vẫn lạc. Nếu như ngươi nghe nói có trật tự thiên tộc người xuống tới, dùng truyền tin thạch thông báo ta, ta trước tiên có thể tránh một chút. Lý Thiên Mệnh nói, hắn không xác định, sẽ có hay không có người xuống tới. Một khi xuống tới, kỳ thật đem Hy Hoàng chết, khóa chặt tại tinh không sát thủ trên thân, trật tự thiên tộc chưa hẳn sẽ chú ý đến. Trung gian có một cái Lý Thiên Mệnh, giết không ít thượng thần. Dù sao, đó là Nguyệt thần tộc phạm húy, đi hạt bụi thế giới làm loạn. Coi như biết, cũng sẽ đem Lý Thiên Mệnh, xem như như Hiên Viên Đại Đế như thế, một cái tại hạt bụi thế giới quật khởi đỉnh cấp thượng thần. Trật tự thiên tộc người, cũng không khả năng cùng Nguyệt thần tộc một dạng, vì bức Lý Thiên Mệnh xuất hiện, dùng viêm hoàng uy hiếp. Trốn đi, bọn họ cũng không có cách nào. Dù sao, bọn họ chủ yếu sẽ điều tra. Tinh không sát thủ tại Nguyệt chi thần cảnh đồ sát cùng Nguyệt chi thần cảnh vẫn lạc, mà không phải gần như không tương quan Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh còn làm một kiện, sẽ để cho trật tự thiên tộc chấn nộ sự tình, cái kia chính là cứu ra Dạ Lăng Phong. Thế mà, chuyện này cơ bản không có người biết, cho nên cũng có thể lấp liếm cho qua. Nắm chặt thời gian, nhanh đi lan ra, lời đồn, đi, hiện tại thế nhưng là lời đồn thời kỳ vàng son. Nhớ kỹ a, đừng đem chính mình góp đi vào. Làm điểm tiểu kỹ xảo, tỉ như tờ giấy bay loạn cái gì. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu a, người ta chuyên môn làm cái này, người trong nghề. Huy Dạ thì cười đùa nói. Cái kia đi, Lý Thiên Mệnh khoát tay một cái nói. Chờ một chút, Huy Dạ thì bỗng nhiên kêu hắn lại. Thế nào? Chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Huy Dạ thì nhô ra miệng, nói, tối hôm qua làm cái vui sướng mộng, nam chính là ngươi, hì hì, vậy đơn giản. Khó mà nói, thẹn thùng. Khác lão chiếm ta tiện nghi. Lý Thiên Mệnh chừng nàng liếc một chút, chớp mắt liền rời đi. Ai, trước đây không lâu, hắn vừa đánh bại ta, hiện tại đã mạnh đến tình trạng như thế, muốn đến hắn tương lai mục tiêu, hẳn là tại trên Thái Dương, rực rỡ hào quang. Có lẽ, chân tướng xa không chỉ hắn nói đơn giản như vậy a. Có điều, hắn cưỡng ép để cho mình, thoát ly cái này vòng xoáy, chính là vì có thể an tâm đi trật tự chi địa đi. Vì hắn có thể, đào thoát, bản mỹ nữ thì thêm chút sức, đem, lời đồn, lan ra đến cùng. Huy Dạ thì thè lưỡi. Ta quả thực thành liếm chó. Phi, ta Huy Dạ thì mới không làm loại này người, ta coi như đời này độc thân, đều cũng không tiếp tục làm ngươi liếm chó. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, hồ nghi nhìn lấy nàng, nói, ta hoài nghi ngươi tại nói xấu ta. Không có, Huy Dạ thì vung lên cổ nói. Cái kia còn tạm được, đưa ngươi điểm tiểu lễ vật. Lý Thiên Mệnh theo tu di giới chỉ bên trong, cho nàng cầm không ít bảo bối, bao quát một thanh cấp 2 trật tự thần binh, ấn hoa linh kiếm. Gặp lại. Vừa mới đưa xong, hắn lại biến mất. Huy Dạ thì giơ lên trong tay lễ vật, ánh mắt tỏa ánh sáng. Vừa mới còn nói không muốn làm liếm chó, giờ này khắc này, nàng cười híp mắt nghe ấn hoa linh kiếm vị đạo, thật là thơm. 3 ngày sau.
Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh thống ngự Hạ Thiên Mệnh Hoàng Triều, bắt đầu trọng kiến. Quỷ thần, Nguyệt thần tộc, đã không còn người xâm lấn. Viêm Hoàng nhân tộc, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên, nghênh đón tân sinh. Về sau nghênh đón bọn họ, chính là hướng lên đường. Lý Thiên Mệnh tự mình đem Lý Thải Vi, đưa đến Nguyệt Chi Thần cảnh Nguyệt Thần Điện qua tu hành. Tại trợ giúp của hắn, nguyên bản thiên tư coi như rất không tệ nàng, tại trăm tuổi thời điểm, đột phá đến Đạp Thiên Chi cảnh. Thiên Viên Đạo bọn họ bởi vì trùng kiến thánh cung, cho nên chậm một chút, nhưng tương lai tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần có một cái thượng thần, trên cơ bản, liền có thể triệt để trấn áp cái kia 1 tỷ quỷ thần. Lý Thiên Mệnh theo Nguyệt Chi Thần cảnh về đến về sau, thì tự mình đi 9 tầng địa ngục. 1 tỷ quỷ thần thấy bồ đề thi thể, liền đánh mất dũng khí chống cự. Bọn họ vốn cho là, Lý Thiên Mệnh sẽ diệt tuyệt bọn họ, lại không nghĩ rằng, hắn không những không có giết, còn đem Viêm Hoàng Đại Lục phía tây một mảnh nhỏ vùng đất hoang vu, phân ra đến, để bọn hắn phồn diễn sinh sống. Lý Thiên Mệnh cần quỷ thần tộc, triệt để rời đi Trầm Uyên chiến trường. Bởi vì, Trầm Uyên chiến trường cũng là Viêm Hoàng nhân tộc lãnh địa, bên này hung thú, đối ngự thú sư tới nói là trọng yếu lịch luyện, tăng lên tư nguyên, cũng quan hệ đến cộng sinh thú thần thông. Trầm Uyên chiến trường không thích hợp vĩnh cửu ở lại, quỷ thần tộc đương nhiên đồng ý. Trên thực tế, tại dạng này điều kiện tiên quyết, bọn họ không bị diệt vong, đã tính toán Viêm Hoàng nhân tộc, đối bọn hắn mở ra một con đường. Đối đãi kẻ thù truyền kiếp, tốt nhất phương thức giải quyết, thì là trở thành mạnh hơn bọn họ người, thẳng đến bọn họ, vĩnh viễn đuổi không kịp chính mình. Coi như không có Lý Thiên Mệnh, tại hắn hiện tại tư nguyên trồng chất phía dưới, Viêm Hoàng nhân tộc ở mọi phương diện, đều sẽ viễn siêu quỷ thần. Viêm Hoàng nhân tộc trước kia thiếu chính là tiền bối truyền thừa thiên hồn, hiện tại có, mà lại càng nhiều. Kể từ đó, một trận diệt thế tai nạn, tại vui lấy được tân sinh về sau, cái này một toàn bộ thế giới, bắt đầu tiến nhập nhẹ nhàng kỳ, triệt để ổn định lại. Lý Thiên Mệnh Hoàng Triều kết cấu, cũng càng ngày càng rõ ràng. Sự tình đã phát sinh 3 ngày, vẫn không có trật tự chi địa người, buông xuống Nguyệt Chi Thần cảnh. Theo trên Thái Dương xuống tới, cũng không cần 3 ngày, điều này nói rõ, ánh trăng vẫn lạc chuyện này, trật tự thiên tộc hẳn là không chú ý. Đối trật tự chi địa tới nói, Nguyệt Chi Thần cảnh thuộc về lớn nhất xa xôi chạm gác. Huy Dạ Thi nói, trừ ra Tiểu Phong cùng khẽ nói chuyện này, bình thường mấy trăm năm, đều sẽ không có người đến lần này. Cái này rất bình thường. Giả dụ trật tự chi địa là một cái to lớn hoàng triều, cái kia Nguyệt Chi Thần cảnh cũng là hải ngoại cô đảo. Mà lại, Nguyệt thần tộc bởi vì tổ tiên tác nghiệt, tương đương với, bị lưu đày, trạng thái, không có người chú ý rất bình thường. Như vậy, ta đối trật tự thiên tộc tới nói, cần phải tính toán, người tàng hình. Đối với Lý Thiên Mệnh tới nói rất trọng yếu. Đây chính là hắn, một mực không nguyện ý bại lộ thập đại thức thần nguyên nhân. Lý Vô Địch tin, để hắn cảm thấy dự cảm không hay. 2 ngày này, Huy Dạ Thi lời đồn, phát huy tác dụng nhất định. Tối thiểu nhất hiện tại Nguyệt Chi Thần cảnh bên trong, cơ hồ tất cả mọi người nhận định, Hy Hoàng chết bởi tinh không sát thủ. Đến mức tinh không sát thủ khống chế Nguyệt Chi Thần cảnh, kém chút vào tới thiên nhất giới diện, sau cùng lại để cho ánh trăng trở về chuyện này, có mấy loại thuyết pháp. Có nói tinh không sát thủ chính mình sợ, có nói trật tự thiên tộc có người buông xuống, chém giết tinh không sát thủ. Phiên bản rất nhiều, nhưng cơ bản cùng Lý Thiên Mệnh không quan hệ. Kỳ thật, nếu quả thật có người xuống tới truy đến cùng, nói không chừng có thể tìm tới ta. Có điều, ta có thể đi, thậm chí có thể, lên trước trật tự chi địa, đi cái này cao các loại chủng tộc chiến trường, đi tìm hiểu cái này chân chính hằng tinh nguyên thế giới. Được chứng kiến Nguyệt tinh nguyên, ngẩng đầu nhìn qua cái kia mang đến ánh sáng, phát sáng vô hạn mặt trời, biết đó là một cái chỉ là diện tích, đều vạn lần tại Nguyệt Chi Thần cảnh cuồn cuộn thế giới, Lý Thiên Mệnh như thế nào lại không hướng tới. Hắn đã bát thánh thiên, đã sớm muốn nếm thử, nhìn xem chính mình phải chăng, có thể leo lên trật tự tinh không. Nguyệt Chi Thần cảnh, cuối cùng chỉ là hạ tầng trong tinh không tinh thần thế giới, tựa như là thiên nhất giới diện phía trên một chiếc đèn. Cái kia trật tự tinh không, mới thật sự là tinh hà thế giới. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh nắm trong tay tam tộc dư luật, hoạch định xong mỗi người phương hướng. Cùng lúc đó, hắn thời khắc chú ý Dạ Lăng Phong cùng Khương Phi Linh trạng thái. Lần trước thi triển linh tâm chú về sau, Khương Phi Linh tạm thời không có động tĩnh, nhưng trong cánh hoa, vẫn tim có đập, hẳn là còn ở vững bước trọng sinh. Nàng có lẽ còn cần thời gian,
lấy không vội vàng được. Dạ Lăng Phong hôn mê, hẳn là linh hồn tổn thương. Trời tối người yên, Lý Thiên Mệnh tại Hiên Viên Hồ bên cạnh, bồi bạn hắn. Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang chơi đến vui sướng, tiên tiên một trận cuồng ăn, chính nó đi trầm uyên chiến trường, liền ăn mấy ngày mấy đêm hung thú, liền linh thể đều thành một cái cô gái mập nhỏ, miêu miêu thì một ngủ không nổi, ngụm nước đều chảy đầy đất. Vượt qua đại kiếp, hiếm thấy nhẹ nhõm. Hồn ma ngược lại là nghĩ đi cùng Huỳnh Hỏa bọn họ chơi đùa, chỉ bất quá nó tâm hệ Dạ Lăng Phong, thỉnh thoảng trở về ô nghẹn ngào nuốt, nó đỉnh lấy ba cái đầu, lại một mực đem, buồn bã, cái kia cái đầu, đặt ở phía trước nhất, mỗi ngày đầy mặt vẻ u sầu. Thẳng đến một ngày này rạng sáng, Dạ Lăng Phong ngón tay, nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, nó mới ngao ô một tiếng, đầu chuyển thành, vui, Lục Trích Thủ cánh tay điên cuồng đánh lồng ngực, tựa như là một cái đại viên hầu giống như, vui sướng nhảy dựng lên. Lý Thiên Mệnh bị hắn kinh động, vội vàng đi tới Dạ Lăng Phong bên người. Chỉ thấy thiếu niên tóc đen này, bỗng nhiên kinh hãi ngồi xuống, kịch liệt ho khan, toàn thân run rẩy, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Hắn thầm trong mắt màu đỏ, cấp tốc nhìn thoáng qua sau cùng, cuối cùng dừng lại ở trước mắt một cái nam tử tóc trắng trên mặt. Có phải hay không cảm thấy, đây là sau khi chết mộng cảnh? Lý Thiên Mệnh cười nói. Đã ngươi hỏi như vậy, vậy thì không phải là. Dạ Lăng Phong hít thở sâu một lần, hắn chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ hồn thú cái kia thô to tay cầm, lại quay người nhìn thoáng qua bốn phía. Huỳnh Hỏa bọn họ đều xông tới, mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong nhìn đến không ngừng. Mẹ của ta lặc, lồng ngực của hắn phá cái hang hốc, ăn như vậy đồ vật sẽ để lọt ra đi, thật lãng phí a. Tiên Tiên một mặt tiếc hận nói. Ta có thể đem móng vuốt vươn đi vào sao? Giống như không được, cái này động hơi nhỏ. Lam Hoang nâng từ bản thân cái kia to lớn long chảo, nóng lòng muốn thử. Tiểu Phong lão đệ, còn sống tư vị như thế nào a? Huỳnh Hỏa nhảy tới trên đầu của hắn, hướng về phía ót của hắn mổ nửa ngày, nói, nhìn thấy không? Như ta như vậy tuấn tú mỹ nam tử, cái kia dị độ ký ức không gian, cần phải tìm không thấy a? Cái gì là còn sống? Dạ Lăng Phong nhìn lấy bọn họ, cảm nhận được gió nhẹ quét vị đạo. Lại ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, ánh sáng mặt trời có chút chói mắt. Hắn hé mắt, sau cùng lại nhìn trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ta được cứu. Bốn chữ này rất đơn giản, nhưng kỳ thật đủ để cho hắn, mừng rỡ như điên. Hắn biết, nhất định là Lý Thiên Mệnh thời khắc cuối cùng đi vào. Làm sao làm được? Hắn một mặt mờ mịt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Bởi vì hắn rõ ràng biết, mình bị một con kia bầu trời lớn như vậy con mắt màu tím, cho bắt được, bắt. Sau cùng cha mẹ ta, giúp điểm bận bịu, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy cũng rất nguy hiểm a. Mấy trăm ngàn chỉ dị ma, kém chút đem lão tử sợ tè ra quần. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, ta cũng thế. Dạ Lăng Phong rốt cục triển lộ ra nụ cười. Đừng nói cảm ơn a, khách khí, đã còn sống, liền phải sống hắn cái ngàn vạn năm, gọi là tính toán đủ vốn, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Cái đó là, ta cái này mạng nhỏ. Đều là ngươi cho ta nhặt về, không có ngươi gật đầu, ta cũng không dám chết rồi. Dạ Lăng Phong nói. Hắn trưởng thành, cũng biết nói chuyện cười. Đây chính là ngươi nói. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nói. Dạ Lăng Phong nói. Ta thế nào cảm giác, bầu không khí bắt đầu mập mờ. Huỳnh Hỏa dùng mình nói. Dạ Lăng Phong suy nghĩ còn rất loạn. Hắn nghe Lý Thiên Mệnh một chút giảng thuật một chút chuyện xảy ra bên ngoài. Mới biết được đây hết thảy vậy mà như thế phức tạp. Chỉ là cứu viện quá trình, thì dính đến dị độ chi thẳng cùng Khương Phi Linh vĩnh sinh niết bàn. Chúng ta đoàn tụ, còn kém khinh ngữ. Lý Thiên Mệnh theo thiên long giới bên trong, lấy ra một phong thư kiện, giao phó đến Dạ Lăng Phong trên tay, nói, đây là nghĩa phụ ta cho thư tín của ta, hắn mất tích, ngươi lại nhìn xem. Được. Dạ Lăng Phong cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận lá thư này, vô cùng tỉ mỉ mở ra. Một từ không bỏ sót nhìn sang, sau đó một lần nữa gấp kỹ. Ngửi một chút, phong thư này có hương vị gì? Lý Thiên Mệnh cười nói. Dạ Lăng Phong gật gật đầu, tiến đến trước mũi cẩn thận một hôn, nói, là lạ, có cái gì huyền diệu sao? Không có, chính là ta sư tôn nhi tử, ở phía trên đi tiểu. Thu hồi phong thư này, Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy khẽ nói tình cảnh. Nàng chỗ tao ngộ nguy hiểm, nhất định không thể so với ta tại dị độ ký ức không gian tiểu. Dạ Lăng Phong cau mày nói. Nghiêm trọng như vậy, như thế nào phán đoán?
Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Một phương diện, ta gặp qua trật tự thiên tộc người tới, bọn họ cho ta cảm giác, không quá giống là phát hiện thiên tài cực hạn hoan hỉ. Đám người kia, khiến người ta rất khó chịu. Một phương diện khác, ta cảm thấy nghĩa phụ của ngươi trong lời nói, có rất nhiều bất đắc dĩ, hắn cần ngươi trợ giúp cho khẽ nói. Dạ Lăng Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút mặt trời, cái kia thầm hai mắt màu đỏ, có một tia tinh hồng. Nói như vậy, ta và ngươi ý nghĩ giống nhau, như vậy, chúng ta muốn phải hoàn thành nghĩa phụ nhắc nhở, đi phá giải cái này, thí nghiệm phẩm, chân tướng, liền phải sớm đi đi trật tự chi địa, trên Thái Dương. Lý Thiên Mệnh nói, ta muốn đi, Dạ Lăng Phong gật đầu. Đúng, mà lại, hằng tinh nguyên, càng đỉnh cấp truyền thừa, cao các loại chủng tộc chiến trường, càng khoáng đạt thế giới, đây hết thảy, đều là chúng ta người tu hành sức hấp dẫn. Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất đến Nguyệt Chi Thần Cảnh thời điểm, hắn thì lấy Thái Dương làm mục tiêu, đó mới là hắn trung cực vùng đất mộng tưởng. Hôm nay, rốt cục có cơ hội. Thiên Mệnh ca, chúng ta trực tiếp đi trật tự thiên tộc tìm khẽ nói sao? Dạ Lăng Phong hỏi. Không thành, chúng ta không thể nhất đi, cũng là trật tự thiên tộc. Trước đi lên xem một chút, cái này mặt trời gay gắt phía trên đến cùng có gì bố cục, tốt nhất tồn tại có thể cùng trật tự thiên tộc đối kháng lực lượng, phản mà đối với chúng ta có lợi. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta bây giờ ưu thế lớn nhất, chính là chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, phía trên không người nhận biết chúng ta. Cho nên, người tốt nhất, không muốn lại bày ra, cùng lúc trước giống nhau bản sự. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thí dụ như, nuốt ăn thức thần. Minh bạch. Như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay thì xuất phát. Xung đột, đụng hướng Thái Dương. Một câu hai ý nghĩa. Được. Nói thật, Dạ Lăng Phong một khắc cũng khó khăn chờ. Lý Thiên Mệnh liền tại một ngày này, cho Thiên Mệnh Hoàng Triều làm sau cùng an bài, lại cùng người thân nhóm từng cái cáo biệt. Đi trật tự chi địa, cũng không có nghĩa là không trở lại, vậy cũng không cần chỉnh sinh ly tử biệt. Tối thiểu nhất, vội vàng sủng hạnh 3.000 hậu cung Diệp Thiếu Khanh, liền không có công phu gặp hắn. Chúng sinh tuyến một mực liên tiếp, đến trật tự chi địa, coi như không vận dụng được Viêm Hoàng lực lượng. Nhưng bên này chuyện gì phát sinh, Lý Thiên Mệnh tùy thời biết, cũng tùy thời có thể cùng bất luận kẻ nào câu thông. Tiêu Tiêu, người đi không? Chuẩn bị khi xuất phát, Lý Thiên Mệnh tìm được nàng. Chỗ nào, thiếu nữ nhếch miệng, hỏi. Trên trời, mặt trời, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi là muốn đi nơi đó, nhìn xem muội muội ngươi tình huống thật sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Nàng dù sao không biết Lý Khinh Ngữ. Đúng, bất quá. Đó cũng là thích hợp ngươi tu hành thế giới, ta muốn thái cổ tà ma nhất định rất muốn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đó là tự nhiên, chúng ta thái cổ tà ma, đã từng quét ngang trật tự tinh không? Thái cổ tà ma nói. Rất tốt, vậy ngươi thì ngoan ngoãn cho lão tử làm dẫn đường đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vô sỉ, thái cổ tà ma giận mắng. Lâm Tiêu Tiêu một chút nghĩ một hồi, nói, ta trước theo sau, chờ các ngươi sau khi an định, ta muốn chính mình đi một chút. Có thể sao? Đương nhiên có thể a, cái kia là quyền tự do của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gọi là thị nữ, đó là Lý Thiên Mệnh lúc ấy vì bảo hộ nàng, cho thiết lập thân phận, cũng không phải thật muốn phục thị, như hình với bóng. Đoạn thời gian này, sự hỗ trợ của nàng đã đầy đủ nhiều. Lý Thiên Mệnh cho nàng tam tinh vũ trụ thần nguyên, để thái cổ tà ma khôi phục điểm sao. Lâm Tiêu Tiêu sau khi đồng ý, Lý Thiên Mệnh thì cùng nàng, Dạ Lăng Phong. Cùng một chỗ trước đạp lên Nguyệt Chi Thần Cảnh. Đến mức Khương Phi Linh cùng cộng sinh thú nhóm, đều tại cộng sinh không gian, cùng nhau đi theo. Tới trước Nguyệt Chi Thần Cảnh, là bởi vì Dạ Lăng Phong, cần hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên tu luyện. Ta tại dị độ ký ức không gian, nuốt ăn thật nhiều dị ma, cũng có thể làm cho ta thần ý trưởng thành, chỉ là một mực không có vũ trụ nguyên lực bổ sung. Dạ Lăng Phong chính mình cũng không biết, hắn hiện tại là cảnh giới gì. Hắn tựa như là mới từ 9 tầng trong địa ngục đi ra bồ đề, điên cuồng hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên. Ong ong ong, Nguyệt Thần Thiên Thành bên trong, đại lượng Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng, hội tụ ở trong thân thể hắn. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, bộ ngực hắn cái kia, Nguyên Thủy Chi Môn, để hắn thôn phệ hiệu suất, biến đến tương đương khủng bố. Cho dù là lại mỏng manh địa phương, đều có Nguyệt Tinh Nguyên chủ động hội tụ. Loại hiệu suất này, so bồ đề lúc trước tăng lên hiệu suất. Cao hơn phía trên vô số lần. Nguyên Thủy Ma Tôn truyền thừa, hạch tâm điểm là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hỗn độn thần đế hạch tâm, là đế hoàng chúng sinh hệ thống.
Linh hồn, thôn phệ, ma niệm. Dạ Lăng Phong nói. Ma niệm là có ý gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thế nhân càng điên cuồng, càng tàn khốc, huyết tinh che trời, oán niệm vô tận, ta càng cường đại. Dạ Lăng Phong nói. Nghe, không phải chuyện gì tốt à? Lý Thiên Mệnh nói. Thủ đoạn chỉ là vũ khí, liền xem như hung khí, cũng phải nhìn người nào tại nắm giữ. Tối thiểu nhất, ta cả một đời, cũng sẽ không cùng ngươi là địch. Dạ Lăng Phong một bên nhắm mắt tu hành, vừa nói. Hắn nhất định phải xuyên một bộ trật tự thần binh khải giáp, mới có thể lúc mở lúc quan, đem ở ngực cái này nguyên thủy chi môn cho nấp kỹ. Nói cũng phải. Lý Thiên Mệnh không có quá nhiều xoắn suýt. Quang ảnh bên trong, Dạ Lăng Phong hai mắt lãnh quang liễm diễm, ánh mắt chỗ sâu, huyết khí như nước thủy triều. Hắn tại dị độ ký ức không gian gặp trắc trở, lúc này thời điểm toàn bộ chuyển biến thành tạo hóa. Cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, hiện tại cũng là hắn hưởng phúc thời điểm. Tại nguyên thủy chi môn hiệu suất cao hấp thu dưới, hắn tinh luân nguyên lực điên cuồng trưởng thành. Hắn thiên tinh luân, tuy nhiên chỉ có một tầng, nhưng làm cảnh giới của hắn, lại có thể tăng lên tới cao hơn trình độ, đủ để cùng Lý Thiên Mệnh địch nổi. Cho! Lý Thiên Mệnh cho hắn tuyển một cái tam tinh vũ trụ thần nguyên. Đây là hy hoàng tồn kho bên trong, còn lại tốt nhất một cái. Dạ Lăng Phong là quỷ thần tộc, nhục thể của hắn tạm thời không mạnh, nhưng thần thông cùng điểm sao đều tại, vũ trụ thần nguyên đối với hắn hữu hiệu. Nửa ngày thời gian bên trong, hắn hoàn thành thuế biến. Sau khi kết thúc, cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thập đạo thiên. Dạ Lăng Phong mở hai mắt ra, đắp lên ở ngực trên khải giáp hộ tâm kính, chặn nguyên thủy chi môn. Hắn ăn mặc cái này một thân màu đen tỏa giáp, để hắn khí chất lộ ra càng âm lãnh một số. Cùng Lý Thiên Mệnh tương đối, tựa hồ tại một cái khác cực đoan. Tới. Lý Thiên Mệnh giơ tay trái lên. Dạ Lăng Phong đánh một quyền. Ông. Một quyền kia đánh trên tay, giống như vòng xoáy một dạng, xé rách lấy Lý Thiên Mệnh tinh luân nguyên lực. Thủ đoạn đều xuất hiện, trên cơ bản tương đương với đạp thiên thập nhị giai. Lý Thiên Mệnh dự chắc nói. Khả năng không kém bao nhiêu đâu. Dạ Lăng Phong gật đầu nói. Thái cổ tà ma nói, tuổi này của chúng ta. Trình độ này, tại trật tự chi địa, đều là đứng đầu nhất một nhóm. Lý Thiên Mệnh nói, cái này kỳ thật rất đáng sợ, bởi vì bọn hắn đã dùng qua mạnh nhất vũ trụ nguyên lực, chỉ là Nguyệt Tinh Nguyên. Mà bọn họ người đồng lứa, đã tại trên Thái Dương, tu luyện 20 năm. Nguyệt Chi Thần cảnh quá nhỏ. Trên Thái Dương, cái kia liền Hy Hoàng cũng không dám lưu lại địa phương, mới thật sự là tu la chàng. Xuất phát, Dạ Lăng Phong tinh luân nguyên lực. Ước chừng tương đương với người bình thường thập nhất giai, dù sao, hắn không có thái cổ hỗn độn cự thú công pháp. Hắn hẳn là có thể đến mệnh luân thiên. Lý Thiên Mệnh bát thánh thiên cảnh giới, lại muốn chỉ dựa vào tinh luân nguyên lực, trùng kích tầng thứ 12 trật tự thiên. Lên đi, cầu vồng nối tới mặt trời. Lấy Nguyệt Chi Thần cảnh làm căn cơ, Lý Thiên Mệnh khí phách mãnh liệt, ba người bọn họ xông lên mây xanh, bắt đầu rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Toàn thân tinh luân nguyên lực vận chuyển. Rầm rầm rầm. Ba đạo hỏa quang, lóa mắt ngút trời. Chánh thức đi lên, Lý Thiên Mệnh mới biết được, Nguyệt Chi Thần cảnh căn bản không tính tại hạ tầng tinh không, đỉnh đầu. Nó chỉ có thể coi là tại minh nguyệt trời đỉnh đầu a. Bởi vì, mặc kệ là nhị cực thiên vẫn là tam nguyên thiên, độ cao của nó, cơ hồ đều tương đương với Nguyệt Chi Thần cảnh khoảng cách thiên nhất giới diện khoảng cách. Nguyệt Chi Thần cảnh phía trên, còn có mười mấy tầng trời. Cái này cũng nói rõ, cái kia xa xôi trật tự chi địa, xác thực khoảng cách thiên nhất giới diện đầy đủ xa. Hướng, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu cái kia chói mắt mặt trời, từng ngày tiến lên là được rồi. Phía trên đến về sau, Lý Thiên Mệnh mới phát hiện, muốn đạp thiên trèo lên, cái kia vẫn là tương đối nạn. Cái này một khoảng cách, cũng là Hy Hoàng muốn mang lấy Nguyệt Thần tộc, vượt qua khoảng cách. Bởi vì xa xôi, nàng mới cuồng loạn, đoạn này khoảng cách. Để cho nàng nhận thức được Nguyệt Thần tộc hèn mọn. Đó là đảo hoang tiến về vô tận đại lục khoảng cách. Càng là đi lên, thiên nhất giới diện sức hấp dẫn, càng lúc càng lớn. Ong ong ong, toàn thân thiên tinh luân, điên cuồng vận chuyển, chống cự lại lực đạo loại này. Thiên nhất giới diện sức hấp dẫn, cũng là thế giới pháp tắc thể hiện. Càng là hạ tầng sinh mệnh, vì trèo lên trên, nhất định liền phải nỗ lực, so người khác càng lớn nỗ lực, mới có thể thay đổi biến vận mệnh. Có lẽ rất nhiều người, tân tân khổ khổ bò lên cả một đời, rốt cục bò tới khởi điểm của người khác. Cái này có lẽ không công bằng,
nhưng, một cái cần cạnh tranh tư nguyên cùng truyền thừa thế giới, bản thân cũng sẽ không có tuyệt đối công bình, đến từ hạ tầng đám người, nắm giữ trèo lên trên cơ hội, đã coi là không tệ. Mà lại, trên Thái Dương cao các loại chủng tộc, cũng không có đi hạt bụi thế giới, xáo trộn thế giới quy tắc, dạng này pháp tắc, cũng là đối hạ tầng sinh mệnh bảo hộ. Hắn bây giờ dùng hết tất cả khí lực, chính là vì thoát ly, hạ tầng sinh mệnh, cái này lạc ấn, tại trận này hành trình bên trong, thành công thuế biến. Tựa như là đã từng hiên viên đại đế. Hắn theo hạt bụi thế giới trưởng thành, đi qua trật tự chi địa. Thành tựu như vậy, tối thiểu vượt qua trật tự chi địa rất nhiều người. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Cái kia chói mắt mặt trời, càng ngày càng gần. Tới gần mặt trời cảm giác, so ánh trăng vẫn lạc mang tới trùng kích, còn phải mạnh hơn mấy lần. Một cái kia trong tinh không thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ, tựa như là một cái vĩnh hằng địa ngục. Ta, sôi trào. Huỳnh hỏa xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, vô cùng phấn khởi nói. Đại khái là trong huyết mạch của nó, tỉnh lại đã từng thôn vệ mặt trời trí nhớ. Cặp mắt của nó, biến đến vô cùng cuồng nhiệt. Cái loại ánh mắt này, cũng là tiên tiên đói khát thời điểm ánh mắt. Chờ một chút, Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới một việc. Mặt trời, là một cái hằng tinh nguyên thế giới. Cái này một cái hằng tinh nguyên thế giới, diện tích bề mặt tương đương với đếm trên vạn viêm hoàng đại lục, coi như sinh linh không quá dày đặc, cái kia cũng không ít. Đây chẳng phải là nói, Huỳnh Hỏa một miệng nuốt, ăn ngàn tỷ sinh linh. Nếu như mộng cảnh là thật, thái cổ hỗn độn cự thú là tội nghiệt gì chi thú, còn phải nói gì nữa sao? Hắn đột nhiên cảm giác được áp lực có chút lớn. Bởi vì bọn họ trưởng thành tiếp, cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, căn bản là không có cách đoán trước. Làm sao giọt, sợ lão tử ăn ngươi a? Huỳnh Hỏa trợn mắt một cái nói. Sợ cọng lông, coi như ngươi còn có thể ăn. Tại cộng sinh hệ thống tu luyện dưới, ca vẫn là so với ngươi còn mạnh hơn, ta hắc ám đại thủ vừa ra, tại chỗ bóp nát ngươi trứng. Lý Thiên Mệnh cười dơ lên hắc ám tí hai đầu cơ bắp. Một khắc này, Huỳnh Hỏa bỗng nhiên lông vũ dựng thẳng, dùng mình. Thế nào, Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Huỳnh Hỏa bộ dạng này, xem ra quá sợ. Mộng cảnh, là đi qua, vẫn là tương lai, Huỳnh Hỏa mờ mịt nói. Lý Thiên Mệnh đứng chết chân tại chỗ. Loại kia cảm giác, cơ hồ khiến người ngạt thở. Qua rất lâu, hắn mới hỏa hoãn một chút, vỗ vỗ Huỳnh Hỏa đầu, nói, đừng sợ, tin tưởng ngươi, ta. Hẳn là, tin tưởng mọi người, Huỳnh Hỏa nói. Bọn họ là một cái đại gia đình, đều là thân huynh đệ tỉ muội, đều là thân nhân. Nghĩ nhiều như vậy có cái lông gà trứng dùng, có cái này thời gian rỗi, còn không bằng ngủ một giấc. Miêu miêu mặt ủ mày trao nói. Làm hoàng ngay tại dựng ngược chuyển con quay. Tiên tiên còn tại trở về chỗ cũ mỹ thực, thần hồn điên đảo bên trong, căn bản không ai phản ứng Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa cảm khái. Bất quá, viên kia tiểu hôi trứng, ngược lại là xuất hiện ở Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, trên nhảy dưới tránh. Nó đụng phải Lý Thiên Mệnh đầu, trứng phía trên hai cái chấm đen nhỏ, nhìn phía xa càng ngày càng gần mặt trời, cuống cuồng vô cùng. Làm cái gì, mặt trời này bên trong đều là lửa, người có thể ăn à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiểu hôi trứng điên cuồng gật đầu, hoàn toàn không có trước kia cao lạnh nam thần phong cách. Ngươi cũng không phải hỏa thuộc tính. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, chạy bên cạnh hỏi thái cổ tà ma, mặt trời này phía trên hằng tinh nguyên, chỉ có hỏa thuộc tính sao? Làm sao có thể, lớn như vậy hằng tinh nguyên a, đương nhiên là phong phú toàn diện, cái gì cũng có một chút a. Chỉ là lấy lửa làm chủ thôi, thái cổ tà ma nói. Phanh phanh phanh. Tiểu hôi trứng không ngừng đánh lấy Lý Thiên Mệnh đầu. Nó nhanh nhịn gần chết. Đừng gõ, cẩn thận ca bóp nát ngươi, để ngươi sinh non, dinh dưỡng không đầy đủ. Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Hóa ra gia hỏa này, thật ra đều có thể nghe thấy được, có thể làm cho mình ra đời, dinh dưỡng vị đạo. Hắn coi là hù dọa một chút cái này tiểu ngũ, nó thì đàng hoàng. Không nghĩ tới con hàng này là cái đau đầu, một lần lại một lần, trên nhảy dưới tránh. Trở lại cộng sinh không gian bên trong, liền Lam Hoang cũng dám đối cứng, quả thực đang luyện tập thiết đầu công. Hắn meo, mỗi một cái khi sinh ra trước đều như thế nhảy. Lý Thiên Mệnh buồn bã hô. Đến trật tự chi địa, trước mặt người khác, ta lớn nhất tốt một cái thức thần đều không sử dụng, đừng để người đoán được ta song tu. Lúc này thời điểm, nếu như có thể để tiểu ngũ ra đời lời nói, liền có thể đền bù ta, không thể vận dụng thức thần thế yếu. Cửu Tôn Thiên, Thập Đạo Thiên, Mệnh Luân Thiên.
Mệnh Luân Thiên mới là hạ tầng tinh không chân chính đỉnh phong. Vượt qua Mệnh Luân Thiên mới có thể tới trật tự tinh không. Làm Lý Thiên Mệnh bọn họ, lúc đến nơi này, trong mắt bọn họ mặt trời đã kinh biến đến mức thực sự quá lớn. Trên đỉnh đầu tinh không, cái kia thiêu đốt lấy hỏa cầu, đã chiếm cứ một nửa tầm mắt, mặt ngoài tựa như là sôi trào dung nham một dạng, toát ra vô số diễm hỏa bọt khí, những thứ này bọt khí nổ tung, đều là vô tận hằng tinh nguyên lực lượng bạo phát. Những thứ này hằng tinh nguyên lực lượng, tiêu tán đến tinh không bên trong, cuối cùng sẽ cùng bụi bặm vũ trụ cùng một chỗ, bị thiên nhất giới diện bắt được, buông xuống hạt bụi thế giới. Đây cũng là, hạt bụi thế giới thiên địa linh khí nơi phát ra. Đến Mệnh Luân Thiên, Lý Thiên Mệnh chỉ có bát thánh thiên tinh luân nguyên lực, mấy cái hổ đã đạt tới cực hạn. Lâm Tiêu Tiêu thì đã sớm cực hạn. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu lôi kéo nàng, đến bây giờ nàng thành đại vướng víu, chỉ là kéo đã kéo không lên đây. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đem nàng kháng trên bờ vai, cùng buôn bán thiếu nữ giống như, chỉnh mồ hôi đầm đìa. Không có cách, chỉ cần tại vị trí này, đều cần tiếp nhận thiên nhất giới diện lực lượng. Khương Phi Linh hóa thành tiên tiên một bộ phận, tiến vào cộng sinh không gian, phản cũng không cần tiếp nhận thiên nhất giới diện lực lượng. Mà lại lúc này thời điểm, Dạ Lăng Phong cũng không được. Cảnh giới của hắn vì, thập đạo thiên, tinh luân nguyên lực không có Lý Thiên Mệnh loại này khoa trương tăng phúc, có thể tại Mệnh Luân Thiên kiên trì, đã tính toán tương đối khá. Lý Thiên Mệnh ngoại trừ gánh lấy Lâm Tiêu Tiêu, còn phải phân ra một cái tay, giữ chặt Dạ Lăng Phong. Đậu phộng, muốn mạng. Dạng này một màn, tựa như là thiêu thân lao vào lửa. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi, thở hồng hộc, đánh tới cái gì vĩnh hằng mặt trời gay gắt. Trật tự thiên. Rốt cục, hắn xông phá một tầng vô hình bình chướng, đạt tới trật tự tinh không. Trật tự tinh không cùng hạ tầng tinh không, xem ra, tựa hồ không có gì bản chất khác nhau. Nhưng nghe nói, hằng tinh nguyên không cách nào hạ xuống hạ tầng tinh không. Bởi vì hạ tầng tinh không không gian vững chắc trình độ quá thấp, dễ dàng bị hằng tinh nguyên lực lượng no bạo. Đi vào trật tự tinh không, Lý Thiên Mệnh cái thứ nhất cảm thụ là, ổn định. Cái thứ hai cảm thụ là, muốn tại trật tự tinh không hành tẩu, chỗ phải chịu, đến từ thiên nhất giới diện lực lượng quá lớn. Tinh luân nguyên lực không đủ người, nói thí dụ như Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh một khi buông tay, nàng lập tức liền sẽ nện về hạ tầng tinh không. Cái thứ ba cảm thụ là, trật tự chi địa, mặt trời, quá hắn meo lớn. Đến trật tự tinh không, một đường cắn răng tiến lên. Làm Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được, trật tự chi địa hấp lực thời khắc, là hắn biết, mình đã thành công. Lần này trục nhật hành trình, càng là đến đằng sau, tốc độ thì càng chậm. Trọn vẹn bỏ ra thời gian nửa tháng, hắn mới đi đến vị trí này. Trong tinh không, phía trên cùng hạ tốc độ, hoàn toàn không là một loại khái niệm. Nếu như Lý Thiên Mệnh muốn về Viêm Hoàng Đại Lục, hắn chỉ cần từ bỏ ngăn cản, liền sẽ hướng xuống nền. Muốn bay đến mặt trời độ cao, cần đạp thiên thập nhị giai tinh luân nguyên lực, tương đồng, muốn theo mặt trời nội bộ bay ra tinh không, thoát ly mặt trời thôn hấp chi lực, cũng cần loại này tinh luân nguyên lực. Nói cách khác, liền xem như trật tự chi địa phía trên ra đời cao đẳng chủng tộc, tại tinh tướng thần cảnh trước, đều không cách nào đơn độc rời đi. Đến trật tự tinh không về sau, khoảng cách trật tự chi địa, còn có thật dài một khoảng cách muốn đi. Lý Thiên Mệnh vẫn là như thế, càng ngày càng chậm. Mỗi một ngày đều rất vất vả. Tất cả vất vả, đều chứng minh muốn một bước lên trời khó khăn. Huống hồ hắn chả mang theo hai người. Lên trật tự thiên, lại hao phí 10 ngày trở lên, đến từ mặt trời thôn hấp chi lực mới bắt đầu mạnh lên, Lý Thiên Mệnh thoát ly thiên nhất giới diện tốc độ, lại nhanh. Cùng nhau, không sai biệt lắm dùng một tháng. Một tháng này, Nguyệt Chi thần cảnh cùng Viêm Hoàng, đều không có động tĩnh gì. Vậy liền cơ bản nói rõ, ánh trăng vẫn lạc chuyện này mặc dù lớn, nhưng bởi vì tai nạn không có phát sinh, Nguyệt thần tộc cùng trật tự thiên tộc câu thông thông đạo chặt đứt các loại nguyên nhân, chậm rãi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cái này có thể cho Lý Thiên Mệnh, càng an tâm làm hắn người tàng hình. Trật tự chi địa, rốt cục gần trong gang tấc. Lý Thiên Mệnh ra thịt, đều có thể cảm nhận được cái này nóng rực liệt hỏa thiêu đốt. Cộng sinh không gian bên trong, huỳnh hỏa bọn họ thập phần hưng phấn. Dạng này một cái thế giới, để chúng nó bản năng phát hiện cơ hội. Càng là cường thịnh thế giới, càng là như cùng nó nhóm chất dinh dưỡng. Viêm Hoàng Đại Lục phong bế bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh trưởng thành độ cao, mà ở trong đó, có thể để chúng nó vĩnh viễn không có điểm dừng. Trước mắt, một cái thâu tóm ở toàn bộ tầm mắt sôi trào biển lửa,
nhấc lên từng đợt hỏa diễm phong bạo, tại toàn bộ hằng tinh nguyên trên thế giới bao phủ. Mặt trời đại tới trình độ nào? Nó to lớn, cơ hồ khiến Lý Thiên Mệnh không để ý đến tại chung quanh nó, còn có hơn ngàn cái nguyệt tinh nguyên thế giới tại vây quanh nó chuyển động. Mỗi một tháng ngôi sao nguyên thế giới đều cùng nguyệt chi thần cảnh không sai biệt lắm, thậm chí có gấp 10 lần so với nguyệt chi thần cảnh tinh thần. Có lẽ, đây đều là mặt trời chạm gác. Bởi vậy có thể thấy được, nguyệt chi thần cảnh cái này tuần tra thiên nhất giới diện chạm gác, đối trật tự chi địa tới nói, càng giống là dùng đến lưu đày tội phạm biên cương. Lý Thiên Mệnh đối với mấy cái này nguyệt tinh nguyên thế giới, cũng không hứng thú. Nguyệt tinh nguyên lực lượng, vĩnh viễn không có cách nào cùng hằng tinh nguyên so sánh. Chung quanh đây nguyệt tinh nguyên, trên cơ bản đều là tại trật tự chi địa phía trên không sống được nữa, bị đào thải đi ra thị tộc. Lý Thiên Mệnh để mắt tới trước mắt cái kia vô tận mặt trời. Trên Thái Dương, có vô số bao phủ biển lửa. Biển lửa này bản chất, cũng là hằng tinh nguyên, là vũ trụ nguyên lực. Trong đó cũng có một bộ phận, cũng là hằng tinh nguyên biến chủng, nguyên tố thần tai. Nhưng là, đối trật tự chi địa đám người tới nói, đây chỉ là trật tự chi địa, đám mây. Mây hồng, đầy trời bao phủ. Tại nguyệt chi thần cảnh phía trên chỗ đã thấy mặt trời phát sáng, tầng ngoài cũng là tầng này mây hồng. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, hỏa vân lật trời, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc không cảm giác được, đến từ thiên nhất giới diện lực lượng. Lúc này thời điểm, hắn có thể buông ra Lâm Tiêu Tiêu cùng Dạ Lăng Phong. Bất quá, vì phòng ngừa bị trật tự chi địa lực lượng lôi kéo mà lạc đường, bọn họ tiếp tục dắt lôi kéo cùng nhau. Sau một khắc, bọn họ cùng một chỗ vọt vào mặt trời tầng ngoài mây hồng. 1 mét, 2 mét. Một đường hướng xuống hướng. Tầng này mây hồng độ dày, vậy mà đạt đến 10 vạn mét. Càng là hướng xuống, càng là bị bỏng. Cái kia kinh khủng nhiệt độ, để Lâm Tiêu Tiêu trời tinh luân thần thể, đều có chút không chịu nổi. Cái này mây hồng bên trong, ẩn chứa lực lượng chính là hằng tinh nguyên chi lực. So với nguyệt tinh nguyên, loại này lực lượng cuồng bạo, hùng hồn, uy mãnh, khác nhau quá lớn. Ánh trăng như nước chảy, mà hằng tinh nguyên, đây là nung đỏ nước thép. Tiểu ngũ, cái này mây hồng bên trong, thì có vô số nguyên tố thần tai, có người ưa thích sao? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Cộng sinh không gian bên trong, tiểu hôi trứng lắc đầu, còn tại táo bạo nhìn phía dưới. Điều này nói rõ nó khát vọng lực lượng, có lẽ tại hằng tinh nguyên tụ biến kết giới bên trong. Gia hỏa này xem xét, thuộc tính thì khuynh hướng hắc ám, âm u, muốn đến nó muốn vũ trụ nguyên lực, tại hằng tinh nguyên nội bộ, tuyệt đối chỉ chiếm một phần nhỏ. Muốn tìm được thích hợp vũ trụ nguyên lực, để nó xuất sinh, đoán chừng phải hao phí một số công phu. Việc này lấy không vội vàng được. Thiên Mệnh ca, tầng này hỏa vân, đều như thế thiêu đốt, phía dưới kia thế giới, càng tới gần hằng tinh nguyên, chẳng phải là càng nóng rực. Chẳng lẽ cái này toàn bộ hằng tinh nguyên thế giới người, đều so với chúng ta mạnh, bao quát vừa ra đời trẻ sơ sinh? Dạ Lăng Phong hỏi. Ta đoán không phải, nhất định có thích hợp sinh tồn điều kiện. Lý Thiên Mệnh nói, nguyệt chi thần cảnh nguyệt thần tộc, bọn họ tu hành, cũng là theo bao gồm sinh tử kiếp cảnh ở bên trong, tứ đại thánh cảnh, bắt đầu. Bọn họ trên cơ bản 1-2 tuổi liền bắt đầu tu hành, đến 20 mấy tuổi thời điểm, đã tại nguyệt tinh nguyên tầm bổ dưới, khổ tu 20 năm. Người đồng lứa tu luyện lúc lớn lên, là Lý Thiên Mệnh gấp bội. Trật tự chi địa phía trên, cao đẳng chủng tộc, kỳ thật cũng là theo tứ đại thánh cảnh bắt đầu. Chỉ bất quá, bọn họ có tiền bối truyền thừa càng đáng sợ, mà lại bị hằng tinh nguyên tẩm bổ, hết thảy đều càng cao cấp hơn, phức tạp, loại điều kiện này dưới, 20 năm tu luyện, trên cơ bản đều có thể đến tới đạp thiên chi cảnh. Đây là toàn dân mức độ. Tại nguyệt chi thần cảnh thời điểm, Lý Thiên Mệnh thì nghe qua, kỳ thật trật tự chi địa diện tích rộng lớn, siêu việt Viêm Hoàng Đại Lục mấy ngàn lần. Nhưng là của nó nhân khẩu, đỉnh nhiều chỉ có Viêm Hoàng Đại Lục gấp 10 lần hai bên. Đây là một cái hoang vắng hạch tâm thế giới. Chỗ lấy thừa thớt, cũng là bởi vì, càng cao cấp hơn sinh mệnh, muốn sinh sôi đời sau càng là không dễ dàng. Một khi sinh sôi, đều là tinh anh. Trật tự chi địa phía trên cao đẳng chủng tộc, là một cái toàn dân tinh anh thế giới. Nghe nói, nơi này rất khó xuất hiện phế vật. Nói thí dụ như, tất cả người đồng lứa đều thành thượng thần, phế vật vừa mới phía trên sinh tử kiếp cảnh, như vậy. Hắn đem về bị ném vứt bỏ đến chung quanh nguyệt tinh nguyên thế giới. Lấy quy củ như vậy sinh sôi, truyền thừa, trật tự chi địa tổng hợp mức độ, quả thực cao tới đáng sợ. Chân chính cao đẳng chủng tộc,
không ở chỗ ngẫu nhiên sinh ra mấy cái siêu việt cực hạn thiên tài, mà ở chỗ toàn dân thượng thần, người người như rồng. Nói thật, đây chính là Lý Thiên Mệnh trong lòng, kinh khủng nhất thịnh thế. Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, đại đa số người, đều trả lại một, thiên ý loại cảnh giới này, bọn họ chúng sinh lực lượng, cũng có thể làm cho ta nghiền ép Hy Hoàng, Bồ Đề, đại chiến 100.000 thượng thần. Nếu có một ngày như vậy, cái này cầm giữ có hằng tinh nguyên trật tự chi địa, tất cả mọi người tín ngưỡng tại ta, bằng vào ta vì Hoàng, cái kia lực chiến đấu của ta, sẽ nổ tung tới trình độ nào. Hạt bụi thế giới Hoàng giả, cuối cùng chỉ là hạt bụi nhỏ. Một cái trật tự chi địa quang mang, đủ để chiếu rọi mấy trăm ngàn hạt bụi thế giới. Nói một cách khác, trật tự chi địa, cũng là cái này mấy trăm ngàn, thậm chí là một triệu hạt bụi hạch tâm của thế giới chi địa. Phía trên này mỗi người, đều dẫm tại 10 tỷ chúng sinh trên đỉnh đầu, liền có thể giải thích, bọn họ vì cái gì có thể toàn dân thành thần. Tuy nhiên nơi này không nhất định mỗi người, tâm trí, thiên phú, dũng khí đều hoàn mỹ, nhưng là, có thể lấy trăm một phần ước tỷ lệ. Đầu thai tới nơi này, bản thân cũng là một loại khí vận a. Lý Thiên Mệnh 10 phần cảm khái. Đỉnh cấp phụ mẫu, đỉnh cấp thị tộc, đỉnh cấp huyết mạch, đỉnh cấp thiên phú, đỉnh cấp tư nguyên, mênh mông hằng tinh nguyên. Đây hết thảy chồng chất cùng một chỗ, coi như đời trước là một con lợn, đời này thành tựu đạp thiên chi cảnh, nắm giữ ngàn năm thọ mệnh, hoàn toàn không thành vấn đề. Đầu thai, đó là bản lĩnh thật sự. Dạ Lăng Phong đồng dạng cảm khái. Ba người bọn hắn có thể đi tới nơi này, chỉ có thể nói là vô số hạt bụi trong thế giới may mắn. Chính nói như vậy thời điểm, bọn họ rốt cục xuyên qua 10 vạn mét cẩn trọng mây hồng, chính thức tiến vào trật tự chi địa, đi tới cái này cầm giữ có mấy trăm vạn năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm hằng tinh nguyên thế giới. Xuyên qua mây hồng, toàn thân thiêu đốt đột nhiên biến mất. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một cái không có tận cùng mênh mông thế giới, xuất hiện tại trước mắt. Cái thế giới này. Tựa như là bị mây hồng cùng, hằng tinh nguyên, kẹp vào nhau thế giới. Vốn cho là, cái thế giới này thì cùng lò luyện giống như, nhưng kỳ thật đúng lúc ngược lại, phóng tầm mắt nhìn tới, cái này vô tận lục địa, hải dương, quả thực cùng Viêm Hoàng Đại Lục xem ra một dạng. Khác biệt duy nhất là, Viêm Hoàng Đại Lục bầu trời là màu xanh thăm thẳm, trên trời còn có mặt trời, mà cái này hằng tinh nguyên thế giới, trên trời chỉ có hỏa diễm biển mây. Hiển nhiên, nơi này không thể lại trời mưa. Muốn là trời mưa, rất có thể cũng là mưa lửa. Trừ cái đó ra, cái này hằng tinh nguyên thế giới mỹ lệ, bao la hùng vĩ, vĩnh hằng, làm cho tâm thần người chấn động. Vô cùng tinh thuần lại cũng không nóng nảy hằng tinh nguyên lực lượng, tại toàn bộ thế giới bên trong bao phủ, hoàn toàn không sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Đại khái là tụ biến kết giới, sàng chọn, loại bỏ hằng tinh nguyên lực lượng, để thích hợp tu luyện hấp thu vũ trụ nguyên lực, tràn ngập toàn thế giới. Cái thế giới này ổn định, bình thản, cũng đều là tụ biến kết giới công lao. Bọn họ không rảnh thưởng thức, bởi vì bọn họ vị trí quá cao. Đến từ mênh mông lực lượng của đại địa, hấp dẫn lấy bọn họ hạ xuống. Siêu siêu siêu, một đường hướng xuống lao xuống. Tối thiểu có trăm vạn mét khoảng cách, bọn họ mới rốt cục rơi xuống mặt đất. Có thể thấy được cái này trật tự chi địa bầu trời, đến cùng đến cỡ nào cao. Đứng tại trật tự chi địa thổ địa bên trên giờ khắc này, ba người ngây người tại chỗ, tựa như là nhà quê vào thành một dạng, khắp nơi xem chừng. Đậu phộng, đây không phải thảo mộc thần linh sao, mỗi trên một thân cây, đều có trật tự thần văn. Bọn họ rơi vào một cánh rừng bên trong. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, gốc cây này cây đại thụ, cao đến vài trăm mét, hơn ngàn mét. Mỗi trên một thân cây đều có trật tự thần văn. Mà lại có còn kết có hương khí mùi thơm ngào ngạt trái cây, xem xét phẩm chất cũng không tệ. Mấu chốt là, căn bản không ai ngắt lấy. Bàng bạc hằng tinh nguyên lực lượng, trong gió bao phủ, làm dịu thảo mộc sinh trưởng, cũng làm dịu phía dưới mặt đất, thần khoáng sinh ra. Nói ngắn gọn, trên cái thế giới này, trên đỉnh đầu thì có nguyên tố thần tai, bên người tất cả đều là thảo mộc thần linh, dưới chân còn có thiên địa thần khoáng. Những vật này, tại hạt bụi thế giới đều là tuyệt thế trọng bảo. Ở chỗ này lại khắp nơi đều là. Đó là bởi vì, đối trật tự chi địa cao đẳng chủng tộc tới nói, hằng tinh nguyên trật tự thần văn cùng lực lượng tiêu tán, bám vào tại thảo mộc trên tảng đá, không phải rất bình thường sao? Nắm giữ cao giai trật tự thần văn, mới tính bảo bối. Đến mức hạt bụi thế giới linh quặng, linh túy, vậy cũng là tiêu tán hằng tinh nguyên, phá nát trật tự thần văn, bị thiên nhất giới diện lôi kéo đi xuống, phân tán đến một triệu hạt bụi thế giới,
hình thành thiên địa linh khí tẩm bổ mà thành. Nói cách khác, nơi này là thịt đản sinh địa phương. Tản ra về sau, đến Viêm Hoàng, cũng là đổi vô số lần nước canh. Ta mẹ nó, cái này còn có cái gì dinh dưỡng? Trách không được ca khi còn bé xanh xao vàng vọt, nguyên lai một mực tại ăn những thứ này thử bối còn lại nước canh. Lý Thiên Mệnh tự cười nhạo nói. Ha ha! Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu đều nở nụ cười. Kỳ thật chỗ có bụi trần thế giới, cũng không biết chân tướng. Cái này ngược lại là một loại hạnh phúc. Người, càng là biết vũ trụ lúc chi trường, hư không chi rộng rãi, thì càng sẽ hoảng sợ với mình nhỏ bé. Ta chợt nhớ tới trước kia một số suy nghĩ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nói một chút chứ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ta có lúc sẽ muốn, thiên địa vũ trụ, bản chất là không gian, sau đó hắn bên trong chảy xuôi qua vô số thời gian. Thời gian có tiến độ, tựa như là một con sông, nó có thể không có điểm cuối, nhưng là nhất định sẽ có khởi điểm. Như vậy, thiên địa vũ trụ khởi điểm sẽ là gì chứ? Cũng là thế giới sinh ra sao? Cái kia sinh ra trước đó, lại là cái gì? Một mảnh hỗn độn, có thể một mảnh hỗn độn trước đó đâu. Dù sao, vô số lần đi lên ngược dòng tìm hiểu, luôn có một cái nguyên điểm A. Lại nói không gian, hiện tại ta đã biết, thiên nhất giới diện phía trên, nắm chắc tầng tinh không, có trật tự tinh không, cái kia trật tự tinh không phía trên, sẽ là gì chứ? Vũ U nói một mảnh hư vô, cái kia một mảnh hư vô, nó dày bao nhiêu? Nếu như nó đầy đủ dày, cái kia nó phía trên lại là cái gì? Không gian bên ngoài không gian, lại là cái gì? Nàng là vừa vặn nhớ tới cái đề tài này, liền đem nghi hoặc nói ra. Cho nên, ngươi cho ra kết luận là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta nói ra, ngươi đừng chê cười ta a, coi như là ta chuyện phiếm. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nói thôi, nhà tư tưởng. Lý Thiên Mệnh trêu chọc nói. Ta là nghĩ như vậy, ta cảm thấy, hết thảy có tiến trình đồ vật, toàn cảnh của nó, nhất định là một cái, bế vòng cũng là một vòng tròn, đem nguyên điểm cùng điểm cuối, kết nối thành một cái điểm, cái kia thì không còn có nguyên điểm, cũng không có cuối cùng giờ rồi. Nếu như thời gian có, bế vòng, chúng ta liền có thể biết, đi lên ngược dòng tìm hiểu thời gian ngọn nguồn, thì sẽ phát hiện, thế giới sinh ra trước, có lẽ cũng là thế giới hủy diệt. Lần lượt sinh diệt, xuất hiện qua người, phát sinh qua vô số cố sự, lần lượt lặp lại. Tỷ như người ta, coi như sinh tử, đều là vĩnh hằng tồn tại, bao quát cái này trên mặt đất một hạt bụi nhỏ, đều là như thế. Lại nói thí dụ như không gian, nếu như không gian hình thành một cái bế vòng, như vậy, chúng ta hướng trật tự tinh không phía trên đi, không ngừng chạy như bay, sau cùng rất có thể đến vô tự thế giới, lại trở lại thiên nhất giới diện, như thế lặp lại, nếu như vậy, thì không tồn tại không gian bên ngoài không gian. Bởi vì là tất cả bao lấy, hoa nở với thế giới giấu tại hoa, hoa lại mở với thế giới, giới tử bên trong có vũ trụ, trong vũ trụ có vô số giới tử. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói. Lúc, hư không luân hồi, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn thật có ý tứ, đáng tiếc chúng ta chỉ là một giới thảo dân, muốn nhiều như vậy không dùng a. Vẫn là trước phải nhét đầy cái bao tử. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói cũng phải, Lâm Tiêu Tiêu nói. Nàng tựa hồ có chút thất lạc, bởi vì Lý Thiên Mệnh đối ý nghĩ của nàng, giống như phản ứng không lớn. Tiêu Tiêu, có hay không một khả năng khác? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Cái gì? Tỷ như ngươi mở ra một quyển sách, trong sách ghi chép một cái cố sự có thời gian tuyến, có khúc dạo đầu, có đoạn kết, trung gian có người sinh, trong sách nhân vật cũng có thể như ngươi một dạng suy nghĩ, hắn thế giới đang ở, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Như vậy đối cái này thư trung thế giới tới nói, người ý nghĩ là mất đi hiệu lực, nơi này cũng không có bế vòng. Bế vòng ý tứ, cũng là tự động lặp đi lặp lại, nếu là tự động, tự nhiên không người can thiệp. Cho nên, giả dụ thời không không có bế vòng, vậy liền một nói rõ chính xác, tồn tại một cái thời không bên ngoài cường đại tồn tại, đối với hắn phương diện tới nói, sự hiện hữu của chúng ta, chỉ là một đoạn tiến trình, có bắt đầu, có kết thúc. Người nói là, thiên địa vũ trụ bên ngoài, còn có người A. Lâm Tiêu Tiêu líu lưỡi nói. Không nhất định là người A, có thể là một đạo quy tắc, lại hoặc là cái gì chúng ta không nghĩ ra tồn tại đâu. Ha ha, kỳ thật đây đều là nói mò, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể giải hoặc. Chúng ta muốn làm, cũng là giữ lại sức tưởng tượng, đây là một loại lãng mạn, sau đó, an tâm tiến lên đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được, các loại ta có thể tại trật tự tinh không tự do hành động. Ta liền muốn đi thăm dò vũ trụ cuối cùng,
đây là người của ta sinh mục tiêu mới. Lâm Tiêu Tiêu nói, chúc mừng ngươi, vui lấy được tân sinh, Lý Thiên Mệnh tùy tâm nói ra. Có mục tiêu về sau, nàng có thể theo cuộc sống trước kia giải thoát đi ra. Truy tìm vũ trụ tinh hải, ngao du vũ trụ, tự do tự tại, cái kia cũng là Lý Thiên Mệnh khát vọng. Nhưng hắn hiện tại không có cách nào cùng Lâm Tiêu Tiêu một dạng, cho nên hắn hâm mộ nàng. 3 ngày sau, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, cuối cùng từ vừa rồi cái kia một mảnh thương thiên trong rừng rậm chui ra. Thật hắn meo hoang vắng, đi 3 ngày, một bóng người đều không thấy được. Thế giới như vậy, cộng sinh thú hoàn toàn có thể không để ý hình thể, khắp nơi du thoán. Bình quân đầu người chiếm diện tích cao như vậy, người người đều có thể tùy tiện lên trời xuống đất. Tại dạng này thật lớn thế giới, liền lam hoang ở bên ngoài tùy tiện du thoán, đều hoàn toàn không có cự thú cảm giác. Nó 3 ngày này tại bên trong vùng rừng rậm này sông ngang sông thẳng, liền nó đều chơi mệt rồi, có thể thấy được nơi này có nhiều khoáng đạt. Hiện tại treo ở Lý Thiên Mệnh trên người, chỉ có huỳnh hỏa cùng tiên tiên linh thể. Đến mức Miêu Miêu, con hàng này đã ngủ hơn 1 tháng. Đi ra vùng rừng rậm này, hy vọng phía trước có dấu vết người. Lý Thiên Mệnh lên cao nói ra. Hướng phía trước nhìn qua, trước mắt thế giới đứng vững vô số cao sơn khe sâu. Thiên phía trên hỏa vân lăn lộn, mặt đất giang hà, chảy xuôi đều là sôi trào nước. Xa xa hồ nước cùng hải dương, xem ra tựa như là dung nham, gào thét phun trào, chấn thiên động địa. Thật là bao la. Đứng trên đỉnh núi, ngóng nhìn toàn bộ trật tự chi địa, Dạ Lăng Phong cũng có hào phóng cảm giác. Khinh ngữ, thì ở cái thế giới này mỗi một góc. Lý Thiên Mệnh nói. Bên kia giống như có người. Dạ Lăng Phong gật đầu một cái, liền nhìn đến nơi xa trong hạp gốc, giống như có bóng người chớp động. Mấu chốt là có cự thú gào rú, lao nhanh thanh âm. Đi qua. Lý Thiên Mệnh rất bức thiết, muốn lấy một cái, người tàng hình, thân phận, dung nhập trật tự chi địa. Đã từng đi Nguyệt Chi thần cảnh, hắn chả mang theo, Viêm Hoàng ký hiệu. Mà lần này, sẽ không có người biết hắn. Hắn bay qua Sơn Hà, từ trên trời giáng xuống, lao xuống hạp gốc. Bên này có người tại chiến đấu. Phốc phốc phốc, Lý Thiên Mệnh 3 người bọn họ, trực tiếp rơi vào biên giới chiến trường. Lần thứ nhất gặp phải trật tự chi địa, thổ dân, trong lòng bọn họ đều có chút hiếu kỳ. Đối chiến người, hết thảy có 3 cái. Trong đó một phương, là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ cùng hắn nói chiến đấu, chẳng bằng nói bị đuổi giết. Trốn đến nơi đây về sau, 2 người toàn thân đã tràn đầy vết máu, xem ra 10 phần chật vật. Luận tướng mạo, cái này nam nữ trẻ tuổi không thể chê, xem xét cũng là viễn siêu nguyệt thần tộc xuất thân, mới có khí độ như thế. Tuổi tác của bọn hắn, khả năng cũng liền 20 mấy tuổi, nhưng cả 2 cảnh giới, cần phải có đạp thiên chi cảnh lục hợp thiên, thậm chí là thất diệu thiên trình độ. Phải biết, huy nguyệt kiếp 50 tu sửa hàng năm đến ngũ huyền thiên cảnh giới, đã là nguyệt thần tộc cùng thế hệ đứng đầu nhất nhân vật. Mặc dù không biết 2 người này, tại trật tự chi địa cụ thể mức độ, có thể Lý Thiên Mệnh bọn họ, tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết, cao đẳng chủng tộc, vẫn có một ít chấn động. Truy sát 2 cái này nam nữ trẻ tuổi người, là một cái áo lam che mặt khách. Hắn người mặc tinh mịn trật tự thần binh khải giáp, chặn toàn thân, chỉ lộ ra thầm con mắt màu xanh lam. Bên cạnh hắn còn có một đầu cộng sinh thú. Đó là một đầu nắm giữ hơn 3.000 ngôi sao cộng sinh thú, dài đến 1.000 mét, trực tiếp theo mặt đất chui ra, chính là một đầu ám lam sắc nắm giữ vảy rồng cự xà, hết thảy có 18 cái đầu rắn. Nó mỗi cái đầu rắn, đều có móc câu hình dáng răng độc. Chỗ đến, cây cối bị đụng nát, đất đai bị xé nứt. Cái kia 2 cái nam nữ trẻ tuổi, càng là không thể nào ngăn cản. Người đuổi giết này cảnh giới, tối thiểu thập đạo thiên, tuổi tác nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 50. 50 trở xuống, tại trật tự chi địa cơ bản đều là người trẻ tuổi. Ngừng ngừng, ra không trốn, ra từ bỏ, Vân Thượng Tiên Cung, vị huynh đệ kia, ra tùy tiện ngươi giết, ra chỉ có cái cuối cùng thỉnh cầu. Lý Thiên Mệnh bọn họ vừa tới phụ cận thời điểm, nam tử trẻ tuổi kia quay người quỳ xuống, một đường trơn quỳ đến kẻ đuổi giết trước mắt. Cái này nam tử trẻ tuổi sinh được một cặp mắt đào hoa, người mặc trắng như tuyết trường bào, đỉnh đầu một đầu cạn tóc dài màu tím, dài đến ngược lại là cũng không tệ lắm. Thỉnh cầu gì? Kẻ đuổi giết ngừng lại, lạnh lùng nhìn lấy người này. Bỉ người cùng ta sư muội, lưỡng tình tương duyệt, si tuyệt đã lâu, vừa mới chính thức tiến tới cùng nhau, 2 người đến bây giờ ngây thơ,
chưa nếm qua chuyện nam nữ, mong rằng anh hùng cho cái cơ hội, để cho ta cùng sư muội tại trước khi chết, thể nghiệm một chút nhân sinh niềm vui thú. Nam tử trẻ tuổi nghiêm túc nói. Đại sư huynh, ngươi. Nữ tử kia người mặc màu xanh nhạt váy dài, tuy nhiên trên người có thương tổn, nhưng cũng không che giấu được một thân xinh đẹp, quả thật một cái sở sở động lòng người mỹ nhân. Nghe nói lời này, nàng chớp mắt, kém chút ngất đi. Cái này đều phải chết, còn đang suy nghĩ việc này, thật là nhân tài. Ha ha, đường đường, thanh hồn điện, cái này đệ nhất đại sư huynh, danh xưng là có thể đi vào, vô thiên chi cảnh, siêu cấp kỳ tài, vậy mà như thế bẩn thỉu. Kẻ đuổi giết cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Đúng vào lúc này, trước mặt hắn nam tử trẻ tuổi vung ra một bản thần văn sách, ở tại trước mặt nổ tung, hóa thành mãnh liệt băng vụ, trong nháy mắt đem gần trong gang tấc kẻ đuổi giết chìm ngập. Cái kia hàn khí thậm chí ngưng kết thành một cái đường kính ngàn mét hàn băng, đem bên cạnh cự xà đều cho đóng băng lại. Nguyên lai, hắn đây là tại tìm cơ hội. Sư muội, mau cùng sư huynh đi. Nam tử trẻ tuổi lập tức bốc lên, quay người giữ chặt thiếu nữ chi thủ. Trong lúc nhất thời, anh hùng chiếm hữu. Thiếu nữ có chút mộng. Chỉ là, còn không có chạy ra hai bộ, cái kia hàn băng trực tiếp nổ tung, tức giận kẻ đuổi giết cùng hắn cộng sinh thú vọt ra. Nhàm chán, các ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Bọn họ cùng một chỗ lách mình đuổi theo, cấp tốc tới gần. Đúng vào lúc này, kẻ đuổi giết ánh mắt xéo qua, thấy được đứng ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh các loại ba người. Cút! Hắn một bên truy người, một bên trừng mắt liếc Lý Thiên Mệnh. Nói chuyện với người nào đâu? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Nhìn không nên nhìn sự tình, tốt nhất đừng chạy, một hồi lại thu thập các ngươi. Kẻ đuổi giết thanh âm âm hàn. Đánh hắn. Lý Thiên Mệnh ra lệnh một tiếng, trên đỉnh đầu huỳnh hỏa cùng cộng sinh không gian bên trong lam hoang, đồng thời xông ra. Bọn họ xuất thủ, đối phó một cái thập đạo thiên ngự thú sư, dễ như trở bàn tay. Cái kia nắm giữ 18 cái đầu cự xà, để lam hoang trực tiếp đè ở trên người, một trận cắn xé, tại chỗ ngao ô vài tiếng, run rẩy lăn trên mặt đất. Một bên khác, kẻ đuổi giết cái rắm phía trên phun huyết, kêu thảm thoát đi. Lần sau thêm chút ánh mắt, khác lung tung trêu chọc, người không chọc nổi người. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trang bức cảm giác, trở về, thật sự sảng khoái. Anh hùng, nam tử trẻ tuổi kia mạc danh kỳ diệu được cứu, mừng rỡ, vội vàng một đường chạy chậm, trượt đến Lý Thiên Mệnh trước mắt. Khụ khụ, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Hắn đại khái ý thức, tại sư muội trước mặt, còn phải gìn giữ phong độ, liền đứng dậy, chững chạc đàng hoàng mà nói. Không cần khách khí, cứu người cái gì đều là chuyện nhỏ, chủ yếu là muốn nhìn một chút, người cùng sư muội của ngươi chuyện nam nữ. Lý Thiên Mệnh nói. Ha 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 nấc, nam tử trẻ tuổi nhìn thoáng qua sư muội, vì ngăn ngừa xấu hổ, hắn đánh một cái nấc, nói sang chuyện khác, ta gọi, Vu Tử Thiên, không biết ba vị thiếu hiệp, xưng hô như thế nào. Bản thân đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên một chữ một cái, ca chữ, người gọi ta ca là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Châu bò. Vu Tử Thiên cho hắn giơ ngón tay cái lên. Hắn làm Lý Thiên Mệnh, lười nhác cùng hắn lộ ra thân phận. Loại này người, nói rõ thân phận rất cao. Vu Tử Thiên tâm lý nói thầm. Sư muội của hắn đứng tại bên cạnh, chưa tỉnh hồn, nhất định không nói chuyện. Vu Tử Thiên liền đối với Lý Thiên Mệnh nói, ba vị thiếu niên thiên tài, lần này xuất hành, muốn đến chỗ cần đến, cũng là cái kia, vô thiên chi cảnh, a. Vô thiên chi cảnh. Nghe. Không phải cảnh giới, mà chính là một cái địa danh. Đúng, Lý Thiên Mệnh nói. Không biết đệ đệ phải chăng may mắn, có thể cùng ca đồng đạo mà đi. Vu Tử Thiên hỏi. Ngươi muốn cho ta bảo vệ ngươi sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái kia, Vân Thượng Tiên cung người quá vô sỉ, kẻ thù truyền kiếp thì kẻ thù truyền kiếp, vậy mà chặn giết chúng ta, thanh hồn điện, đi, vô thiên chi cảnh, đệ tử, thật là buồn nôn. Tức giận đến ta giận sôi lên. Vu Tử Thiên cả giận nói. Đại sư huynh, muốn không phải ngươi cái này lắp vài chục năm, giả mạo thiên tài, ai sẽ để mắt tới chúng ta? Hết thảy đều là ngươi làm hại, biết không? Một cái đem tất cả mọi người lừa xoay quanh thiên tài, bản sự ngay cả ta cũng không sánh nổi, ngươi thật là được. Không nghĩ tới lúc này thời điểm, cái kia, sư muội, vậy mà nhìn chằm chằm Vu Tử Thiên mắng một trận, trong giọng nói tràn đầy chán ghét cùng phỉ nhổ. Ai nói ta giả mạo, ta đây là, được rồi, thế nhân không hiểu ta à? Vu Tử Thiên buồn bực nói.